Từ khi tin Lã Chiến chết ở Hoa Lư truyền đến, những người này liên đến đây quỳ lạy suốt 3 ngày 3 đêm. Họ đều là sư đệ sư muội của Lã Chiến, cũng theo học một người thầy. Thầy của Lã Chiến cũng sắp sửa đến Hoa Lư, chẳng qua còn chưa tới lúc đó, ông ta còn chưa bế quan xong. Nhưng Lã Chiến đã chết trận, những người này không thể chờ được nữa, đều mong thầy xuất quan trước. Hãy! Bỗng có tiếng thở dài truyền ra từ trong sơn trang. Hơn 100 người đang quỳ nghe thấy tiếng thở dài này thì lập tức phấn khởi, sắc mặt trắng bệch trở nên hồng hào, đôi mắt sáng ngời. Kế ô kẹt! Cổng sơn trang nhanh chóng mở ra. Sau đó hai đội hộ vệ áo đỏ chạy ra, trên áo họ đều thêu một chữ đỏ, ngay sau đó một ông lão được 6 người vây quanh bước ra. 6 người này đều đeo mặt nạ, ăn mặc rất giống 2 nô tài mà Lã Chiến dẫn đi cùng. Ông lão mặc áo tấc màu trắng, trông không khác những ông lão bình thường là mấy, đôi mắt đục ngầu, bước đi run rẩy cứ như có thể bị gió thổi bay. Chúng con xin bái kiến thầy. Hơn 100 người đồng thanh kêu to, vẻ mặt sùng bái kính sợ phát ra từ tận đáy lòng. Lã Chiến đã mất thật hả? Ông lão run giọng hỏi. Thầy ơi, sư đệ đã vĩnh viễn ở lại Hoa Lư, không thể về được nữa. Có người trả lời. Nghe vậy, ông lão ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Cả đời ông ta có vô số học sinh, không 1.000 thì cũng có 800, rất nhiều người còn là học sinh trêu danh nghĩa, ông ta đã quên hết. Nhưng trong số đám học sinh đó, người được ông ta coi trọng nhất chính là học trò út Lã Chiến. Ông ta thậm chí coi Lã Chiến như người thừa kế mà bồi dưỡng, không thì sao lại giao việc quan trọng là chiếm lấy Hoa Lư cho Lã Chiến. 2 ngày trước, ông ta còn trò chuyện với Lã Chiến nói tiến triển rất tốt đẹp, đã dẹp yên thế giới ngầm của Hoa Lư. Nhưng sau đó không lâu, ông ta lại nhận được tin Lã Chiến đã chết. Kẻ nào làm? Ông lão hỏi. Thưa thầy, là bá chủ đương nhiệm của thế giới ngầm Hoa Lư, Chiến Thần Diêm La. Hắn ta chính là người đã lập kỷ lục trong sàn đấu sinh tử châu Á. Cho nên bọn con mới không dám hành động trước mà chờ thầy xuất quan. Đám học sinh nói. Thì ra ở Hoa Lư còn có nhân vật cỡ này, học trò của ta chết thật oan uổng. Ông lão nức nở nói. Thầy yên tâm, chúng con dùng hết sức cũng sẽ báo thù cho sư đệ. Đúng, không trả mối thù này, con thề không làm người. Hơn 100 người nhao nhao kêu lên. Thi thể học trò út của ta đâu? Ông lão nhìn về phía mọi người. Mọi người đều im lặng. Sau khi nghe tin, không một ai quan tâm đến thi thể, cho nên thi thể của Lã Chiến vẫn còn để ở Kim Lăng. Thấy mọi người im lặng, ông lão không khỏi tức giật, cất tiếng rít gào hoàn toàn trái ngược với bộ dạng già nua của mình. Các con luôn mồm nói muốn báo thù, nhưng ngay cả thi thể của sư đệ mà cũng không đưa về. Hơn 100 người run rẩy, cúi đầu không dám trả lời, mồ hôi lạnh ứa ra. Người này nổi giận, hậu quả chính là trời sập đất nứt. Bởi thì thân phận của ông ta vô cùng đáng sợ, nếu nói ra e rằng các tỉnh ở phía Nam Việt Nam đều sẽ run rẩy. Bởi vì ông ta chính là Phó Thương Long, thủ lĩnh của Nam Hồng Môn, một trong 2 phái Hồng Môn. Lịch sử của tổ chức Hồng Môn này phải đi ngược dòng về thời nhà Nguyễn. Khi ấy còn có những hội nhóm gọi là Thiên Địa Hội, Hồng Hoa Hội vân vân. Mặc dù mấy năm nay Hồng Môn đã suy tàn, nhưng họ vẫn là vương giả. Hơn nửa phân đà của Nam Hồng Môn đều ở vùng Duyên Hải, kinh tế phát đạt, sản nghiệp đa dạng, có vô số cao thủ, những cao thủ chân chính biết võ thuật đều xuất thân từ Hồng Môn. Nhất là thế giới ngầm của những khu vực lớn, chỉ cần nghe tên Hồng Môn thì chắc chắn sẽ sợ mất mật. Có chuyện người khác không biết, thực ra Viên Phù Đồ Hà cũng xuất thân từ Nam Hồng Môn, hàng năm ông ta phải cống hiến hơn 10.000 tỷ cho Nam Hồng Môn. Năm đó tại sao Viên Phù Đồ Hà lại phải ẩn thế 30 năm? Không ai biết nguyên nhân, mà sự thật là vì Viên Phù Đồ Hà phát triển quá nhanh chóng, đụng chạm tới lợi ích của Nam Hồng Môn. Nếu ông ta tiếp tục phát triển thì Nam Hồng Môn sẽ ra tay với ông ta, thế nên Viên Phù Đồ Hà mới bất đắc dĩ ẩn thế, tránh né Nam Hồng Môn phong sát. Từ nay về sau, Viên Phù Đồ Hà đã cống hiến gấp đôi số tiền lúc trước cho Nam Hồng Môn, thế mới có thể giữ được tính mạng của ông ta. Không chỉ như thế, ngay cả tập đoàn Tam Tinh cũng phải chuẩn bị mấy ngàn tỷ cho Nam Hồng Môn mỗi năm. Ngẫm lại tập đoàn Hàn Quốc lớn mạnh như Tam Tinh mà cũng phải khúm núm với Nam Hồng Môn, thế thì Nam Hồng Môn mạnh cỡ nào? Chỉ cần một câu, phàm là các ông trùm có thân phận ở Nam Bộ đều phải cống hiến cho Nam Hồng Môn, nhưng Nam Hồng Môn lại không có nghĩa vụ giúp đỡ họ. Đó chính là điểm cường thế của Nam Hồng Môn, có thể nói cả thế giới ngầm của Nam Bộ đều nằm trong tầm khống chế của Nam Hồng Môn.
chỉ cần họ nguyện ý thì có thể thay thế bất cứ lúc nào. Bên Hoa Lư gần đây đã xảy ra chuyện, đầu tiên là phe phái của Viên Phù Đồ Hà gục ngã, sau đó là tập đoàn Tam Tỉnh vượt tầm kiểm soát, không ai nộp tiền cống hiến, Nam Hồng Môn nhận thấy Hoa Lư đã xảy ra chuyện nên mới phái Lã Chiến đến đó. Bởi vì mâm của Hoa Lư quá lớn, ngay cả thủ lĩnh Nam Hồng Môn là Phó Thương Long cũng phải đích thân đến đó. Hơn trăm môn sinh quỳ trên mặt đất chính là nhân tài tinh anh đến từ các ngành nghề, thậm chí còn là tay to. Có thể trở thành học sinh của Phó Thương Long, thế thì thực lực có thể yếu sao? Trong mấy chục năm, Phó Thương Long thích nhận học trò mới nhận 700-800 học sinh, có thể nói mỗi người đều là thiên tài hàng đầu. Không chỉ nhiều môn sinh, Phó Thương Long còn có rất nhiều thuộc hạ, mạng lưới quan hệ rộng lớn, có thể nói Phương Lâm Thiên nói một câu, Nam Bộ sẽ đều hưởng hứng. Đây chính là điểm lợi hại của thủ lĩnh Nam Hồng Môn. Thầy ơi, chúng con sai rồi. Đáng lẽ chúng con phải đưa thi thể của sư đệ về trước. Thầy hãy cho chúng con thêm một cơ hội đi, chúng con sẽ lập tức đưa thi thể của sư đệ về. Người bên người nhao nhao kêu lên. Phó Thương Long nhìn lướt qua một lượt, nói, không cần các con. Ta sẽ đích thân đến đó để trả thù cho học trò của tan. Lục Khấu Trọng, Phương Lâm Thiên kêu, Ngôn Tình Sủng. Thưa thủ lĩnh, có Lục Khấu Trọng, một người đàn ông trung niên bước lên nói. Ta ra lệnh cho anh đến Hoa Lư trước khi quân đội của Nam Hồng Môn chúng ta đến nơi, anh phải tìm được thi thể học trò của ta. Phó Thương Long ra lệnh. Tuân lệnh, Lục Khấu Trọng rời đi trước. Người này có thân phận rất cao. Nam Hồng Môn có một rồng bốn thiên long tám nô, Lục Khấu Trọng chính là một trong bốn thiên vương. Ở Nam Hồng Môn, trừ thủ lĩnh chính là bốn thiên vương định đoạt. Bốn thiên vương của Nam Hồng Môn có thực lực đủ để dễ dàng đánh bại người như Viên Phù Đồ Hà. Lã Chiến chất thật thảm, ta còn định thừa nhận thân phận người thừa kế của thằng bé trên đại hội Nam Bắc Hồng Môn không lâu sau đó. Phó Thương Long rơi mấy giọt nước mắt. Thiên Vương Lục đã đến Hoa Lư, sau khi đón thi thể của Lã Chiến về, ta sẽ tổ chức lễ tang cho thằng bé ở Hoa Lư. Phó Thương Long nói, chúng con đã hiểu, chúng con nhất định sẽ tổ chức lễ tang lớn cho sư đệ. Phó Thương Long nhìn về phía mọi người, kế tiếp các con phải điều tra rõ về những kẻ dính líu tới cái chết của Lã Chiến. Lúc đó, ta muốn chúng chôn cùng Lã Chiến. Ánh mắt Phó Thương Long lạnh lùng, khí thế lạnh lẽo lan tỏa ra ngoài khiến mọi người run lên, thậm chí cảm nhận rõ ràng nhiệt độ chung quanh mình hạ xuống chừng 7-8 độ. Không phải khuếch đại, mà là sự thật, bởi vì Phó Thương Long là bậc thầy võ học, tu luyện ngạnh khí công, mấy ngày nay ông ta bế quan cũng là để tu luyện khí công. Vâng, thưa thầy, chúng con sẽ đi điều tra ngay, phàm là người có liên quan thì đầu sẽ điều tra rõ. Người bên dưới lập tức đáp. Mọi người run rẩy, lần này Phó Thương Long muốn chôn sống một đám người để hạ táng cùng Lã Chiến, thật là tàn nhẫn. Nhưng đây chính là kết cục khi đắc tội với Nam Hồng Môn. Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm ở Hoa Lư không nhận thấy nguy hiểm càng lớn sắp kéo đến. Thậm chí Diệp Quân Lâm đã quên mất người tên là Lã Chiến. Miễn bàn nghĩ đến sau này sẽ có người tới báo thù. Anh hoàn toàn không muốn biết thân phận của Lã Chiến. Mấy ngày gần đây, nhà họ Trương vẫn luôn thấp thỏm. Hai cha con Trương Nghiệp Phi ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày cứ lo lắng chuyện này. Bởi vì ngay từ đầu họ đã biết Lã Chiến đến từ Nam Hồng Môn, thậm chí còn là học trò của thủ lĩnh Nam Hồng Môn. Cho nên sau khi Lã Chiến xảy ra chuyện, họ mới càng thấp thỏm. Nam Hồng Môn chắc chắn sẽ không để yên. Thậm chí sẽ làm liên lụy tới họ. Họ vẫn đang chờ đợi. Buổi chiều, một nhóm người đột nhiên ập đến, đó chính là đoàn người Lục Khấu Trọng, một trong bốn thiên vương của Nam Hồng Môn. Ánh mắt Trương Nghiệp Phi sáng lên, lập tức nghênh đón, cuối cùng các vị cũng đã đến. Nhà họ Trương chúng tôi thật vô dụng, ụ không thể bảo vệ được cậu Lã Chiến. Trương Nghiệp Phi thẳng thắn tội danh trước. Đứng lên đi, tôi biết không liên quan gì đến mấy người. Lục Khấu Trọng không kiên nhẫn nói. Tôi hỏi hai người, thi thể của Lã Chiến đâu? Hả, Trương Nghiệp Phi sửng sốt, sau đó nói, thưa anh, thi thể của cậu Lã đã bị thuộc hạ của Chiến Thần Diêm La kéo đi rồi, không biết ném ở đâu nữa. Cái gì, ném ư, Lục Khấu Trọng nổi giận, khí thế bá đạo bùng nổ, khiến đám Trương Nghiệp Phi không thở nổi. Trương Nghiệp Phi, Trương Đông Húc đều hoảng sợ, người này còn mạnh hơn cả hai nô tài của Lã Chiến. Rốt cuộc đây là ai? Đúng thế. Đám người kia nói muốn vứt thi thể của cậu Lã như rác rưởi. Tôi đoán chắc họ đã ném vào thùng rác nào đó, bị hư thối từ lâu rồi. Nghe vậy,
Lục Khấu Trọng hoàn toàn nổi giận, đấm một phát lên tường nhà họ Trương, khiến cả bức tường sập xuống. Tìm chết! Nếu không tìm thấy thi thể của Lã Chiến, tôi bảo đảm sẽ khiến cả Hoa Lư chôn cùng. Lục Khấu Trọng dữ tợn nói, Trương Nghiệp Phi và Trương Đông Húc đã quỳ xuống dưới áp lực mạnh mẽ này. Quá mạnh, mạnh hơn cả bất cứ ai mà họ từng gặp. Dẫn tôi đi gặp chiến thần Diêm Lan, Lục Khấu Trọng lạnh lùng nói. Không lâu sau, đám người đã xuất hiện trước cửa câu lạc bộ Thiết Huyết. Lần này Trương Nghiệp Phi càng tự tin hơn trước, bởi vì ông ta đã biết thân phận bốn thiên vương của Lục Khấu Trọng. Mấy người làm gì vậy? Bảo vệ trước cửa vừa hỏi thì hai thanh dao đã lóe lên. Đoàn người Lục Khấu Trọng bước vào câu lạc bộ Thiết Huyết. Nơi này vẫn náo nhiệt như xưa. Lục Khấu Trọng lập tức bước đến bàn điều khiển, cắt đứt tiếng nhạc, hòn nữa bật đèn lên, khắp nơi đều bị chiếu sáng như ban ngày. Thoáng chốc, mấy trăm người đang nhảy múa dừng lại, kinh ngạc nhìn lên bàn điều khiển. Mọi người kêu la nhốn nháo, nhân viên của câu lạc bộ đều xông tới đây. Lục Khấu Trọng cầm micro lên tiếng, tất cả im lặng. Tôi có chuyện muốn nói. Tiếng kêu của Lục Khấu Trọng khiến mọi người đều yên tĩnh, đưa mắt nhìn ông ta. Xin tự giới thiệu, tên tôi là Lục Khấu Trọng. Hả, Lục Khấu Trọng, nghe có vẻ quen thuộc. Đúng, hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Nghe thấy cái tên này, mọi người đều ồ lên, cảm thấy rất quen tai. Lục Khấu Trọng nói tiếp, tôi đến từ Nam Hồng Môn, là thuộc hạ của thủ lĩnh Phó Thương Long. Nghe vậy, mọi người đều nổ tung, khó tin nhìn Lục Khấu Trọng. Trời đất, Thiên Vương Lục, một trong bốn thiên vương của Nam Hồng Môn. Không ngờ lại là Thiên Vương Lục của Nam Hồng Môn, tôi sắp điên rồi. Thiên Vương Lục đến thành Hoa Lư ư. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, nghe thấy cái tên Nam Hồng Môn, tất cả đều như nổ tung. Thân là đám côn đồ ở thế giới ngâm, ước mơ lớn nhất của họ chính là được tiến vào Nam Hồng Môn trong truyền thuyết, đối với họ, nơi đó là tín ngưỡng, thậm chí là làm dạng rõ tổ tông, là thánh địa, đồng thời cũng là nơi đáng sợ nhất. Đắc tội Nam Hồng Môn thì sẽ bị đuổi giết đến cùng, cho dù chạy tới chân trời góc bể. Hôm nay, ngay cả Thiên Vương Lục, bốn thiên vương trong truyền thuyết của Nam Hồng Môn cũng đến đây. Rất nhiều người đều coi Thiên Vương Lục là thân tượng, thậm chí còn xăm ông ta lên mình. Thiên Vương Lục đúng mãnh thiện chiến cả đời, thể hiện phong thái vô địch mọi lúc. Hôm nay, tôi đến để tìm thi thể của học trò đại ca tôi. Lục Khâu Trọng nói tiếp. Mọi người đều kinh ngạc. Đại ca của Thiên Vương Lục, chẳng phải chính là Phó Thương Long, thủ lĩnh của Nam Hồng Môn đó sao? Thi thể của học trò Phó Thương Long, mọi người bỗng nghĩ tới một người, đó chính là Lã Chiến mấy ngày trước còn vô cùng kiêu ngạo. Không ngờ anh ta lại là học sinh của thủ lĩnh Nam Hồng Môn. Thế thì phiền phức to, chọc giận toàn bộ Nam Hồng Môn, cho dù chiến thần Diêm La mạnh đến mấy thì cũng không làm được gì. Thiên Vương Lục, chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi. Tất cả đều là do chiến thần Diêm La làm. Đúng, chúng tôi hoàn toàn không nhúng tay vào. Nhất thời, đa số mọi người đều phủi sạch quan hệ. Chỉ còn số ít đang lưỡng lự. Họ là thuộc hạ cũ của Thạch Thanh Sơn, bây giờ đi theo chiến thần Diêm La. Đa số người đều trốn sang một bên, để lại họ ở giữa. Lục Khấu Trọng lập tức hiểu ngay. Ông ta nhìn về phía mấy người này hỏi, thi thể của học sinh đại ca tôi là do các cậu chuyển đi đúng không? Giọng điệu bình thản lại có chút đe dọa, khiến người ta không thở nổi. Chúng tôi chuyển đi thì sao? Một người nói. Vậy thì thi thể đang ở đâu? Lục Khấu Trọng gắn từng chữ, khí thế tràn ngập toàn trường. Ném vào thùng rác từ lâu rồi. Người kia nói. Tốt lắm, tất cả các người đều phải chết. Lục Khấu Trọng gầm lên. Các người là ai mà dám dương oai ở địa bàn của tôi? Lúc này. Một giọng nói vang lên, một người đàn ông đeo mặt nạ nửa mặt xuất hiện. Chiến thần Diêm La đã đến, bởi vì hôm nay Diệp Quân Lâm đều ở bên cạnh Lý Tử Nhiệm, không cần mình bảo vệ nên anh về trước, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Cậu là ai? Lục Khấu Trọng hỏi. Thiên Vương Lục, hắn ta chính là chiến thần Diêm La, cậu Lã với hai nô tài đều do hắn ta đánh chết. Tôi tận mắt nhìn thấy. Trương Nghiệp Phi nói. Đúng, chính hắn ta đã giết người. Đám Trương Đông Húc cũng đồng loạt kêu lên. Nghe thấy người này là chiến thần Diêm La, Lục Khấu Trọng lập tức nổi lên sát khí. Bắt lấy hắn cho ta. Lục Khấu Trọng ra lệnh, mười mấy cao thủ bên cạnh ông ta đồng loạt nhảy xuống bàn điều khiển, xông về phía chiến thần Diêm La.
Mười mấy người này đích thực là cao thủ trong cao thủ, họ sử dụng vũ khí cũng có đủ loại, nào là roi, giáo mác, gương. Mười mấy cao thủ phối hợp ăn ý, nhất thời khiến chiến thần Diêm La lùi lại liên tục. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi. Mọi người đều biết rõ thực lực của chiến thần Diêm La là như thế nào, thế mà phải lùi lại liên tục, không hổ là Nam Hồng Môn, bất cứ một người nào cũng là cao thủ. Nhưng ngay sau đó, chiến thần Diêm La hoàn toàn bùng nổ, tung ra cặp thiết quyền vô địch. Bịch bịch bịch, cao thủ của Nam Hồng Môn bay ra ngoài liên tục, Lục Khấu Trọng nhíu mày, vẻ mặt hơi kiêng kỵ, chẳng trách có thể giết chết hai tên nô tài của thủ lĩnh, quả thật là cao thủ. Vẫn nên chờ thủ lĩnh tới rồi định đoạt vậy. Hôm nay nhiệm vụ của ông ta là đến tìm thi thể của Lã Chiến. Còn đám người chiến thần Diêm La này thì ông ta nghe thủ lĩnh nói sẽ chôn sống cùng Lã Chiến, cho nên ông A tạm thời không đụng vào người này. Khoan đãi, Lục Khấu Trọng vung tay lên, đám cao thủ này đều dừng lại, chiến thần Diêm La đúng không? Hôm nay tôi sẽ không giết cậu, nói cho tôi biết, các cậu ném thi thể của Lã Chiến ở đâu? Ở bên đường Hòa Bình ấy, đi tìm đi, có người kêu. Đi. Vậy thì chúng ta hãy chờ mà xem L. Lục Khấu Trọng cười lạnh. Ha ha, được, tôi chờ mấy người. Chiến thần Diêm La nở nụ cười. Nếu là trước kia thì có lẽ anh ta sẽ kiêng kỵ, nhưng bây giờ có Diệp Quân Lâm làm chỗ dựa, anh ta còn sợ ai hay? Sau khi Lục Khấu Trọng rời đi, đám thuộc hạ rất khó hiểu, sao Thiên Vương không cho chúng tôi giết hắn ta? Cậu ta không kém, các cậu không phải là đối thủ của cậu ta. Tôi đoán chắc có thể đánh ngang tay với cậu ta. Nếu sau lưng cậu A còn có người thì chúng ta sẽ chịu thiệt, chờ thủ lĩnh tới rồi hằng tính tiếp. Chúng tôi hiểu rồi. Đến đường Hòa Bình, mọi người tìm mất một buổi tối, cuối cùng mới phát hiện thi thể của Lã Chiến đã sớm bị hư thối, bị ruồi bọ bu kín. Lục Khấu Trọng kìm nén cảm giác ghê ở mang thi thể của Lã Chiến về. Trương Nghiệp Phi lập tức thu xếp quan tài thủy tinh đóng băng thi thể của Lã Chiến. Sau khi biến chuyện này, Phó Thương Long giận tím mặt, cất tiếng gào thét. Chờ ta đích thân xử lý đám người này. Bên kia, chiến thần Diêm La đã nói chuyện này cho Diệp Quân Lâm. Nam Bắc Hồng Môn ư, tôi cũng biết đấy, Diệp Quân Lâm nói. Nhất là chỉ nhánh của Hồng Môn ở nước ngoài càng đáng sợ, cao thủ nhiều như mây, rất nhiều quốc gia đã chịu thiệt trong tay Hồng Môn nước ngoài. Ánh mắt Diệp Quân Lâm sáng lên, thế thì thú vị đấy. Trung Phương có thể thoải mái ra tay rồi. Trung Phương híp mắt cười nói. Tôi cũng từng nghe nói cao thủ Hồng Môn nhiều như mây. May mắn được chiến đấu với cao thủ của Hồng Môn nước ngoài rồi, đúng là không tôi, hy vọng có thể giúp tôi gặp được một người có thể thỏa sức chiến đấu Tây Phương. Thở dài, chẳng phải có câu nói, cao thủ trong thiên hạ đều xuất thân từ Hồng Môn sao? Ánh mắt Nam Phương sắc bén, chẳng qua chúng đã đắc tội nhầm người, dám kiêu ngạo trước mắt chúng ta, đúng là ngang ngược. Diệp Quân Lâm lại có ý tưởng khác, không khỏi nở nụ cười. Vì mời một người phụ nữ mà bị giết tư. Lục Khấu Trọng kinh ngạc hỏi lại. Đúng thế, cậu lão mời cô ta 5 lần 7 lượt, nhưng lần nào cũng bị lạnh mặt, cuối cùng bị giết chết. Trương Nghiệp Phi nói. Thân phận cô ta là gì? Sắc mặt Lục Khấu Trọng âm trầm đến đáng sợ. Cô ta tên là Lý Tử Nhiệm, chủ của tập đoàn Thiên Lạc. Sau lưng cô ta chính là tập đoàn Minh Cường. Lục Khấu Trọng lạnh giọng nói, tập đoàn Minh Cường giỏi lắm. Lần này ta sẽ tiêu diệt mày. Cho thủ lĩnh đích thân đến Hoa Lư, bất kể ông chủ của tập đoàn Minh Cường là ai, bất kể tập đoàn Minh Cường có bối cảnh gì thì đều sẽ bị tiêu diệt. Hôm sau, Phó Thương Long đích thân dẫn 3 thiên vương khác cùng 6 nô tài trong 8 nô tài đến Hoa Lư, đương nhiên còn có vô số đệ tử Nam Hồng Môn đi cùng. Phó Thương Long vung tay kêu, chắc hẳn sẽ kéo thêm mấy chục ngàn đệ tử Nam Hồng Môn khác, đây chính là sức kêu gọi của thủ lĩnh Nam Hồng Môn. Nhà họ Trương vẫn trở thành đại bản doanh. Hai cha con Trương Nghiệp Phi nằm mơ cũng không ngờ một ngày họ lại được đích thân gặp thủ lĩnh Nam Hồng Môn trong truyền thuyết. Lã Chiến đâu? Vừa đến nhà họ Trương, Phó Thương Long đã đi thẳng đến chỗ thi thể của Lã Chiến. Đại ca, xin hãy đi theo tôi. Lục Khấu Trọng lập tức đi trước dẫn đường. Khi thấy Lã Chiến nằm trong quan tài thủy tinh, Phó Thương Long không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình. Đây là học trò mà ông ta yêu thương nhất. Coi như con ruột của mình. Phó Thương Long đứng bên cạnh quan tài thủy tinh không biết bao lâu, cuối cùng lên tiếng. Bẩm thủ lĩnh, có thuộc hạ, 4 thiên vương, 6 nô tài đồng thanh kêu. 3 ngày sau sẽ tổ chức tang lễ cho Lã Chiến, lấy nghi thức cao nhất của Hồng Môn. Các đường chủ của Nam Hồng Môn đều phải tham gia.
Phó Thương Long ra lệnh. Vâng, mọi người đồng thanh kêu lên. Ngoài ra, những kẻ liên quan tới cái chết của Lã Chiến đều phải bắt lại hết, ta muốn Phó Thương chôn sống chúng với Lã Chiến. Long gầm lên. Thưa thầy, con đã điều tra xong, tổng cộng 11 người liên quan tới cái chết của sư đệ, chủ yếu nhất là 4 người, Chiến Thân Diêm La, Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiệm và Vương Khanh. Đôi mắt Phương Lâm Thiên ứa ra tia sáng, khí thế hùng hồn. Ngoài ra còn bao gồm cả cha con nhà họ Trương. Người kia lạnh lùng nhìn hai cha con Trương Nghiệp Phi. Cha con Trương Nghiệp Phi sợ tới mức ngất xỉu, cuối cùng họ lại rơi vào kết cục bị chôn sống. Được, trước khi lễ tang bắt đầu, ta phải thấy những kẻ này. Phó Thương Long cả giận nói. Tuân lệnh, bốn thiên vương đồng thanh hô. Nghe nói Lã Chiến là vì một người phụ nữ mới chết thảm. Phó Thương Long hỏi. Mọi người chần chờ, nhưng vẫn gật đầu, vâng, đúng thế. Thưa thầy, cô ta là con cháu của nhà họ Đoàn, một trong bốn danh gia vọng tộc ở Hoa Lư. Một người khác nói. Tốt lắm, nếu đã vật thì lễ tang sẽ được tổ chức ở nhà họ Đoàn. Trẻ con gây chuyện, cả gia tộc gánh vác. Phó Thương Long lạnh lùng nói. Lục Khấu Trọng nhận lệnh, thủ lĩnh, tôi nguyện làm tiên phong chiếm lĩnh nhà họ Đoàn, ba thiên vương khác cũng xin được nhận lệnh. Được, lên đường thôi. Nhà họ Đoàn không thể ngờ được rằng Nam Hồng Môn lại xông tới tận nhà. Quan trọng nhất là họ không hề liên quan tới chuyện này. Quân đội của Nam Hồng Môn xông tới, thủ vệ ở nhà họ Đoàn nhanh chóng bại trận. Gia chủ Đoàn Nam Sinh, cũng tức là anh trai của ông hai nhà họ Đoàn, dẫn người nhà họ Đoàn chạy ra ngoài. Bên ngoài trang viên tráng lệ của nhà họ Đoàn toàn là đệ tử áo đỏ của Hồng Môn. 6 người đội mặt nạ đằng trước đang khiêng một chiếc quan tài thủy tinh. 4 người đằng trước dũng mãnh vô địch, ánh mắt bá đạo nhìn lướt qua người nhà họ Đoàn, giống như 4 ngọn núi khiến người nhà họ Đoàn bị chấn nhiếp. Đằng sau biển người mênh mông còn có mấy chiếc xe, bên trên in chữ Nam, Hồng. Chỉ riêng khí thế đáng sợ này đã khiến nhà họ Đoàn hoảng sợ. Họ rất buồn bực, đây là ai nhỉ? Từ khi ông hai nhà họ Đoàn qua đời, nhà họ Đoàn vẫn rất khép kín, không tham dự vào bất cứ chuyện gì, chưa bao giờ nghe nói có kẻ thù nào, sao lại gặp đối thủ mạnh mẽ thế này? Các người là ai? Đoàn Nam Sinh run giọng hỏi. Nam Hồng Môn, Lục Khấu Trọng. Nam Hồng Môn, Chu Phóng. Nam Hồng Môn, Nhậm Mộ Dã. Nam Hồng Môn, Dạ Thương Lãng. Sau khi 4 người cầm đầu báo tên, ông Đoàn Nam Sinh sợ tới mức ngã khuỵu xuống đất. Mấy người lớn tuổi khác của nhà họ Đoàn cũng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Đám người trẻ tuổi của nhà họ Đoàn lại mờ mịt không hiểu ra sao. Đoàn Nam Sinh suýt nữa sùi bọt mép, 4 thiên vương của Nam Hồng Môn đều đến đông đủ ư. Nhà họ Đoàn đã gặp phải chuyện gì mà đáng đến 4 thiên vương trong truyền thuyết đều đến đây? Đây là ai vậy? Đám con cháu đều khó tin hỏi. Đây là 4 thiên vương của Nam Hồng Môn. Nghe người lớn tuổi nói, người nhà họ Đoàn đều biến sắc. Họ từng nghe không ít truyền thuyết về Nam Hồng Môn, nhất là thủ lĩnh và 4 thiên vương, giống như là thần linh. Tất cả tránh ra, kẻ nào ngăn cản, giết không tha, Lục Khấu Trọng lạnh lùng nói. Nghe vậy, người nhà họ Đoàn lập tức tránh đường. 4 thiên vương đi đằng trước, 6 nô tài khiêng quan tài thủy tinh vào trang viên nhà họ Đoàn. Đằng sau còn có đệ tử Nam Hồng Môn trùng trùng điệp điệp tiến vào. Cuối cùng Phó Thương Long cũng đi vào. Biết thủ lĩnh đích thân đến, người nhà họ Đoàn sợ tới mức quỳ xuống đất. Ai nấy đều kinh sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe cho rõ đây, học trò cương nhất của thủ lĩnh đã chết vì Lý Tử Nhiệm. Lý Tử Nhiệm gây họa, cả nhà họ Đoàn đều phải gánh vác, lúc đó các người đều chôn cùng đi. Lục Khấu Trọng lạnh lùng nói. Đám Đoàn Nam Sinh suýt nữa ngất xỉu. Lý Tử Nhiệm gây họa, họ phải gánh vác ư. Họ muốn bỏ chạy, nhưng lại bị canh chừng chặt chẽ. Sau đó, chuyện Lã Chiến được tổ chức lễ tang lan truyền ra ngoài, thủ lĩnh và 4 thiên vương của Nam Hồng Môn đích thân chủ trì. Trong lúc nhất thời, cả phía Nam đều kinh hãi. Thậm chí các ông lớn của thế giới ngầm ở các khu vực cũng đang trên đường tới đây. Họ coi Hồng Môn là thánh địa nên cần thiết đến dự lễ tang này. 3 ngày sau lễ tang này nhất định sẽ gây chấn động phía Nam. Nghe tin này, tỉnh thành mới biết đã xảy ra chuyện lớn đến thế, ngay cả thủ lĩnh Nam Hồng Môn cũng đích thân đến đây, thế mà họ lại không biết. Chuyện này nhanh chóng lọt vào tai Diệp Quân Lâm. Anh kinh ngạc hỏi lại, cái gì? Còn muốn bắt tôi đi chôn sống bồi táng ư? Chiến thần Diêm La bất đắc đĩ cười. Chiến thần,
anh với vợ anh đều nằm trên danh sách, lúc đó sẽ bị chôn sống bồi táng. To gan thật, người nào cũng dám chôn à? Diệp Quân Lâm cười lạnh. Tây Phương và Nam Phương cười nói, tướng quân à, Nam Hồng Môn này thực sự rất mạnh, khác hẳn nhà họ Quách với nhà họ Ứng đúng thế, họ càng mang tính tổ chức, thậm chí có tín ngưỡng. Chỉ cần thủ lĩnh vung tay kêu gọi, đệ tử Hồng Môn các nơi đều sẽ tề tựu. Trung Phương cười càn rõ, tốt lắm, lễ tang 3 ngày sau chứ gì. Vậy thì tôi sẽ đánh từ đầu tới cuối. Đúng rồi, lần này tướng quân đừng có huy động quân đội đấy nhé. Trung Phương van xin. Ừ, không, tôi có kế hoạch khác với Nam Hồng Môn. Đến lúc đó hãng tính, Diệp Quân Lâm đã xóm có kế hoạch với cục diện này. Diêm La, anh phải bảo vệ vợ tôi thật tốt, cô ấy vất vả lắm mới yên tâm làm việc, tôi không muốn cô ấy biết chuyện này, hoặc là bị quấy nhiễu. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Vâng, dù phải liều mạng, tôi cũng sẽ bảo vệ cô từ nhiệm an toàn. Bên kia, sau khi chính thức tiến vào nhà họ Đoàn, Nam Hồng Môn bắt đầu hành động. Đại ca, tôi muốn hỏi lần này anh sẽ xử lý người của tập đoàn Minh Cường như thế nào? Lục Khấu Trọng tò mò hỏi, tôi nghe nói lúc trước rất nhiều người thậm chí còn chưa thấy mặt của ông chủ tập đoàn Minh Cường thì đã bị xử lý. Phó Thương Long suy nghĩ sâu xa, ép ông chủ xuất hiện trước, sau đó nhận hắn ta làm thuộc hạ cho ta. Vâng. Kế tiếp, Nam Hồng Môn bắt đầu hành động. Bất kể là người dính líu tới cái chết của Lã Chiến thì đều bị bắt về. Cuối cùng chỉ còn lại 4 người Diệp Quân Lâm, nhưng bên Nam Hồng Môn lại do dự. Trừ Diệp Quân Lâm, 3 người khác đều ở cùng nhau, muốn bắt được Lý Tử Nhiệm thì phải vượt qua Chiến Thần Diêm La. Thực lực của Chiến Thần Diêm La rất cao siêu, 2 nô tài hợp sức mà vẫn bị hắn ta giết chết. Tôi cũng tận mắt chứng kiến thực lực của cậu ta, ít nhất ngang sức với tôi. Lục Khấu Trọng nói, thưa thầy, con tra được thân phận của Chiến Thần Diêm La đã từng là Chiến Thần Lang Quốc. Sau này bị Côn Luân nước ta đánh bại thì mai danh ẩn tích, xuất hiện trên trận đấu sinh tồn châu Á. Trong số mấy trăm học sinh của Phó Thương Long không thiếu người xuất sắc, nhanh chóng tìm được thân phận chân thật của Chiến Thần Diêm La. Thì ra là Chiến Thần Lang Quốc, chẳng trách thực lực lại mạnh đến thế. Mọi người chợt hiểu ra. Nếu đã vậy thì 4 người các cậu cùng đi đi, để hắn ta biết được sự lợi hại của Nam Hồng Môn. Côn Luân có thể đánh bại hẳn ta, à cũng có thể. Phó Thương Long ra lệnh. Tuân lệnh, 4 thiên vương nhận lệnh. Hôm nay Lý Tử Nhiệm tan tâm như thường lệ, Võ Tiêu lái xe đến đón cô. Trên đường đi, Chiến Thần Diêm La xuất hiện, đưa cho Võ Tiêu 1 tờ giấy, mau đến nơi này, mau rời đi. Võ Tiêu nhìn thoáng qua rồi mau chóng khởi động xe, lao đi như bay. Chiến Thần Diêm La vẫn canh chừng ở góc tối bỗng cảm nhận được mùi nguy hiểm, thậm chí lần này khiến anh ta nảy sinh cảm giác sợ hãi. Chưa chắc anh ta đã có thể ứng phó, thế nên anh ta lập tức kêu Võ Tiêu dẫn Lý Tử Nhiệm đến Đại viện quân khu tìm Diệp Quân Lâm. Thấy xe rời đi, Chiến Thần Diêm La thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi sang chỗ khác. Lúc này, trước ngõ hẻm tối om xuất hiện 4 bóng người, 4 thiên vương đồng thời hiện thân. Họ nhìn Chiến Thần Diêm La bằng ánh mắt tàn nhẫn. Thấy Chiến Thần Diêm La bước tới, Lục Khấu Trọng lạnh lùng nói, tìm chết. Trong con hẻm tối om, Chiến Thần Diêm La giao chiến với 4 thiên vương Hồng Môn. Hồng Môn là nơi luôn tôn trọng thực lực, có 3 cách để đạt được địa vị cao, thứ nhất là vũ lực, thứ hai là tiền tài, thứ ba là trí tuệ. Người có địa vị cao đều có 1 trong 3 loại này, thậm chí có cả 3 loại. Ở Nam Hồng Môn có 1 thủ lĩnh 4 thiên vương 8 nô tỳ, đại biểu cho nhóm có vũ lực cao nhất. Thực lực của 4 thiên vương là vô địch, đông chinh tây chiến cho Nam Hồng Môn, giành được vô số địa bàn. Trong con hẻm hẹp hòi, 1 trận chiến kinh thiên động địa đang được tiến hành. Vách tường 2 bên đều sập xuống, thậm chí nhà cửa chung quanh cũng bị vỡ vụn. Ban đầu Chiến Thần Diêm La còn có thể đánh, nhưng dần dần rơi vào thế yếu. Mỗi 1 người trong 4 thiên vương đều có thể chiến ngang tay với anh ta, 4 người hợp sức, anh ta đương nhiên không thể địch lại. Bịch! 10 phút sau, Chiến Thần Diêm La bị Lục Khấu Trọng đá bay ra ngoài. Chiến Thần Diêm La đang định đứng lên thì 3 chiêu thức đập mạnh lên người. Rắc! Mấy chục cây xương trên người anh bị vỡ, đã mất khả năng hành động. Đừng giết cậu ta, ánh mắt Lục Khấu Trọng lạnh lùng, cầm 1 con dao nhỏ cắt đứt gân tay gân chân của Chiến Thần Diêm La. Chiến Thần Diêm La bị đau đến ngất xỉu, cuối cùng bị mang đi, sắp sửa bị chôn cùng trong lễ tang của Lã Chiến. 2 người phụ nữ kia đâu? Nhậm Mộ Dã hỏi. Chiến Thần Diêm La đều bại trận.
họ còn có thể chạy đi đâu? Phái người đi bắt về là được, Lục Khấu trọng cười nói. Đối với ông ta, trở ngại lớn nhất chính là chiến thần Diêm La, còn Lý Từ Nhiệm và Võ Tiêu thì không đáng để quan tâm, phái thuộc hạ đi bắt về là được. Võ Tiêu ra sức lái xe đến nơi ghi trên tờ giấy, không lâu sau đã tới đại bản doanh của nhóm Diệp Quân Lâm, đại viện quân khu. Hai người hớt hải chạy vào, đúng lúc đụng vào Diệp Quân Lâm. Sao vậy? Diệp Quân Lâm hỏi. Tôi không biết, người đàn ông bảo vệ tổng giám đốc Nguyên đột nhiên đưa cho tôi một tờ giấy, kêu tôi tới đây. Võ Tiêu sốt ruột nói. Diệp Quân Lâm sửng sốt, thầm nghĩ mình sơ suất xem nhẹ Nam Hồng Môn. Theo anh thấy, có chiến thần của Lang Quốc thì không ai ở Nam Hồng Môn có thể là đối thủ của anh ta. Bây giờ xem ra anh đã sai rồi, Nam Hồng Môn cao thủ nhiều như mây, chắc chắn chiến thần Diêm La cảm thấy mình không nắm chắc nên mới kêu Võ Tiêu lái xe đến đây. Quả nhiên đúng với câu nói, cao thủ trong thiên hạ đều xuất thân từ Hồng Môn. E rằng trong Nam Hồng Môn có không ít cao thủ có thể đối phó với chiến thần Diêm La. Vậy thì tối nay các cô ở lại đây đi. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiệm rất tò mò về nơi này, nhưng vẫn ở lại đây. Bây giờ cô rất tò mò về thân phận của Diệp Quân Lâm. Vệ sĩ âm thầm bảo vệ mình lại kêu mình đi tìm Diệp Quân Lâm ngay khi vừa xảy ra chuyện, chắc chắn anh ấy có thân phận bí ẩn nào đó. Bên kia, 20 cao thủ do Lục Khấu trọng phái đi lại tìm đến nơi này, có thể thấy hiệu suất của Nam Hồng Môn rất cao. Đại khái là ở đây, chúng ta tìm một lượt, chắc chắn sẽ tìm thấy mọi người bàn bạc. 20 người đang định vào khu vực lộn xộn này thì một ông bác mặc áo xanh lục chạy ra nói, đây không phải là nơi các cậu nên đến, mau rời đi. Ha ha, còn có nơi mà chúng tôi không thể tới ư. Mọi người không cho là đúng. Bởi vì nơi này là cấm địa của Hoa Lư. Nghe vậy, đệ tử Nam Hồng Môn đều bật cười. Cấm địa á, không có nơi nào mà Hồng Môn không thể đặt chân vào. Các cậu nghe tôi khuyên đi. Bước vào nơi này thì các cậu không còn tự quyết định được nữa đâu. Ông bác khuyên nhủ, đừng nhìn ông bác này chỉ là người canh cửa, nhưng thực tế lại là cựu chiến binh. Chúng tôi cứ muốn vào đấy, làm gì được chúng tôi? Đám cao thủ Hồng Môn nghênh ngang đi vào. Hay, lại là một đám chịu chết. Nhìn bóng lưng đám người này, ông bác thở dài bất đắc dĩ. Trên đường đi, phàm là người gặp gỡ họ thì đều khuyên họ trở về, nói nơi này là cấm địa Hoa Lư. Không phải ai cũng có thể tiến vào. Điều này khiến cao thủ của Nam Hồng Môn rất khó hiểu, đồng thời nhanh chóng tìm đến đại viện quân khu. Nhìn kia, đó là xe của Lý Từ Nhiệm, họ đang ở đây. Thấy chiếc xe đỗ ngoài cổng, người kia kinh hô. Mọi người đang định xông vào thì đúng lúc này, một người mặc đồ thể thao, ngậm thuốc lá xuất hiện trước mắt họ. Đó chính là Chiến Vương Trung Phương. Lúc này, nhóm Diệp Quân Lâm đang đứng trên nóc nhà quan sát. Họ đang đoán Trung Phương sẽ giải quyết đám rác rưởi này trong vòng mấy giây. Diệp Quân Lâm đoán một giây. Giữa sân, Trung Phương nhìn lướt qua đám người, ai kêu mấy người tới đây? Không biết đây là nơi mà mấy người không nên đến sao? Đám cao thủ Nam Hồng Môn nhất thời sửng sốt, sao cứ có người nói nơi này không thể đến thế nhỉ? Rốt cuộc nơi này là sao? Trông có vẻ tiêu điều đổ nát, càng giống như là xóm nghèo, sao lại trở thành cấm địa của Hoa Lư? Hừ, nơi nào mà chúng tôi không thể tới. Mau tránh ra, người cầm đầu quát lên. Trung Phương cười nói, chờ tôi rít xong hơi thuốc. Rít xong một hơi thuốc lá, Trung Phương nhúc nhích, biến thành một tia chớp xông tới. Ánh mắt mọi người chợt tối om, không còn ý thức. Chờ đến khi tỉnh lại, họ phát hiện mình đang nằm trong đống rác, bị ném ra khỏi khu bố kia. Mọi người không khỏi hoảng sợ, họ thậm chí không biết đối phương ra tay từ khi nào. Đúng là cấm địa, không phải ai cũng có thể xông vào. Mau rút lui, cả đám đều chạy trối chết. Tại sơn trang nhà họ Đoàn, bốn thiên vương đích thân bắt được chiến thần Diêm La, mọi người đều tràn đầy vui mừng. Đại ca yên tâm, cô ả kia sẽ bị bắt nhanh thôi. Lục Khấu trọng nói, ba người còn lại, ông ta tùy tiện phái ai cũng có thể giải quyết. Đúng lúc này, 20 cao thủ lại hoảng hốt chạy về, báo cáo thủ lĩnh, bốn vị thiên vương, không ổn. Tất cả đều mặt mũi bầm dập, hiển nhiên là đều bị thương. Thế là thế nào? Lục Khấu trọng phẫn nộ hỏi. Lý Từ Nhiệm và Võ Tiêu trốn trong đại viện nào đó ngoài ngoại ô Hoa Lư, nơi đó rất quái dị, gặp ai cũng khuyên chúng tôi trở về, nói nơi đó là cấm địa. Chúng tôi gặp một kẻ kỳ lạ,
thậm chí chưa thấy hắn ta ra tay như thế nào thì chúng tôi đã ngất xỉu. Sau khi nghe đám người này nói xong, đám Lục Khấu Trọng đều cả kinh. 20 người này đều là cao thủ, thế mà lại bị ném ra ngoài, thậm chí còn chưa thấy rõ mặt đối phương. Đây là cao thủ gì vậy? Cái gì, Hoa Lư còn có nơi như thế ư? Sao tôi không biết, mạnh nhất Hoa Lư chính là Viên Phù Đồ Hà và Thạch Thanh Sơn mà. Mọi người đều kinh ngạc, lại hỏi nhóm đoàn nam sinh, mọi người đều không biết có một cấm địa như thế. Đám học sinh của Phó Thương Long lần lượt điều tra mà vẫn không tra ra manh mối gì, bởi vì nơi đó là cấm địa quân sự, hồ sơ tuyệt mật, ai có thể điều tra được. Không được, cần thiết bắt người về đây cho tai. Phó Thương Long rất tức giận, ta không quan tâm cấm địa gì, cho dù là địa ngục thì cũng phải bắt người từ trước mặt Diêm Vương đến đây cho tai. Người Nam Hồng Môn cũng đều bá đạo tự tin, chẳng qua chỉ là một Hoa Lư nho nhỏ mà thôi, còn có nơi họ không dám xông vào sao. Đúng là buồn cười. Bốn Thiên Vương run rẩy nói, thủ lĩnh, bảo đảm sẽ bắt người đến cho ngài. Sau đó, Bốn Thiên Vương dẫn hơn trăm cao thủ nhanh chóng đến khu phố này. Trực tiếp xông vào. Ánh mắt Đoàn Hồng Thắng lóe lên, vung tay, chiêu trăm cao thủ đồng loạt xông vào khu phố, mỗi người đều có thân pháp rất cao, thân nhẹ như yến, tiếp cận đại viện quân khu. Chiêu trăm cao thủ cùng nhau xông vào, cảnh tượng thật sự đổ xô. Chẳng mấy chốc, đám người đã đến ngã tư đường. 121, 121, 1234. Xong đúng lúc này, bỗng tiếng kêu vang đội truyền đến sau lưng họ, kèm theo đó là tiếng bước đi đều nhịp. Khoan đã, Lục Khấu Trọng vung tay lên, mọi người đứng trước ngã tư đường, lắng lặng quan sát chung quanh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tiếng kêu cũng càng ngày càng vang đội. Ba hướng trước trái phải trêu ngã tư đường đều xuất hiện một đội quân đang huấn luyện. Ít nhất phải có mấy trăm người, quy mô 2-3 tiểu đoàn. Dậm chân tại chỗ, thấy đám người Lục Khấu Trọng, quan quân dẫn đầu ra lệnh, tất cả binh lính đều dừng lại, ánh mắt quái dị nhìn đám Lục Khấu Trọng. Đám Lục Khấu Trọng đều trợn tròn mắt, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì bây giờ. Sao lại gặp phải binh lính đang huấn luyện ở đây? Lục Khấu Trọng rất kinh ngạc, chắc đám binh lính kia cũng rất kinh ngạc, nơi này là cấm địa quân sự, đám người này tụ tập ở đây làm gì? Trông có vẻ còn có tổ chức có kỷ luật, chẳng lẽ là tới gây chuyện? Tuyệt đối không thể để họ tiến vào bên trong. Ánh mắt quan quân lóe lên, ra lệnh, tiếp tục hành quân. Binh lính từ ba phương hướng tiếp tục bước về phía hơn trăm người của Lục Khấu Trọng. Tiếng bước chân đều như nhịp trống đánh trêu trái tim của đám người Lục Khấu Trọng. Mọi người phản xạ lùi lại, binh lính thiên một bước, mọi người lùi lại một bước. Đám Lục Khấu Trọng đều chảy mồ hôi lạnh. Dù họ mạnh đến mấy thì vẫn sẽ chột dạ khi đối mặt với đám người này. Rút lui, cuối cùng Bốn Thiên Vương ra lệnh, hơn trăm người đồng loạt rời đi, mau chóng biến mất khỏi nơi này. Ra ngoài khu phố, Lục Khấu Trọng thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì chúng ta gây ra họa lớn. Ba người Nhậm Mộ Dã cũng thế, nếu họ lại tiến thêm một bước, nảy sinh xung đột thì sẽ rất phiền phức. Dù Nam Hồng Môn mạnh đến mấy thì có thể mạnh hơn những người này không? Huy động máy bay xe tăng bắn bỏ sự bây giờ, võ công cao cường đến mấy cũng vô ích. Dạ Thương Lãng kinh ngạc nói, thì ra cấm địa có nghĩa là như thế, nơi này thuộc loại cấm địa quân sự. Phù, Lý Tử Nhiệm thật biết tìm nơi trốn, Chu Phóng nói. Nhậm Mộ Dã bất đắc dĩ thở dài, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Có cần xin chỉ thị của thủ lĩnh không? Xin chỉ thị của thủ lĩnh cũng vô ích. Chẳng lẽ lại phái người xông vào bắt cô ta đi? Lục Khấu Trọng bất đắc dĩ nói. Vậy thì làm sao đây? Chúng ta cứ thế tha cho cô ta ư? Nhóm Nhậm Mộ Dã không cam lòng. Lục Khấu Trọng suy nghĩ rồi nói, tôi có một cách. Cách gì? Anh nói đi. Ba Thiên Vương nhìn về phía ông ta, sốt ruột hỏi. Tôi không tin cô ta dám nấp ở đây cả đời. Chúng ta cứ chờ xem cô ta có ra hay không. Lục Khấu Trọng nói. Cũng được coi là một cách. Bây giờ xem ra chỉ có thể làm thế thôi. Nhậm Mộ Dã ra lệnh, 100 người các cậu mai phục chung quanh, theo dõi mọi lúc mọi nơi, một khi có tin tức thì lập tức báo cho chúng tôi sau khi Bốn Thiên Vương trở về nhà họ Đoàn báo cáo, Phó Thương Long nổi cái gì? Nấp trong đại viện quân khu ư? Buồn cười, chẳng lẽ các người trốn trong đại viện quân khu thì ta không có cách sao? Thầy ơi, làm gì cũng không thể xung đột với họ, đó là đường chết. Đám học sinh khuyên nhủ, thấy dáng vẻ Phó Thương Long thế này. Họ thật sự sợ Phó Thương Long sẽ trực tiếp xông tới.
Đúng thế đại ca, chúng ta xúc động cỡ nào cũng không thể đụng vào họ. Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi, tôi không tin cô ta sẽ không ra ngoài. Lục Khấu Trọng nói. Phó Thương Long đầy mặt phẫn nộ, nhưng lại không còn cách nào khác. Sáng hôm sau, Bốn Thiên Vương nhận được tin tức, Lý Tử Nhiệm đã đi ra. Bốn Thiên Vương lập tức chạy đến, chẳng qua thấy cảnh tượng trước mắt, họ không khỏi câm nín. Đúng là Lý Tử Nhiệm đã đi ra, nhưng chung quanh cô có khoảng 4 chiếc xe lính hộ tống, mặc dù chạy cách xa, người bình thường không phát hiện manh mối, nhưng đám Lục Khấu Trọng vừa thấy đã biết 4 chiếc xe lính này chạy theo trận hình hộ tống. Lục Khấu Trọng không khỏi tuyệt vọng, đối phương rõ ràng là muốn bảo vệ Lý Tử Nhiệm. Tối qua cảnh cáo cùng với hôm nay cảnh cáo đã bày tỏ điểm này. Nam Hồng Môn ngang ngược đến mấy cũng không dám chống đối họ. Trong xe, Lý Tử Nhiệm hoàn toàn không biết chuyện gì cả, cô vẫn đi làm như thường lệ. Tất cả đều do Diệp Quân Lâm thu xếp, không ai có thể quấy rầy cuộc sống bình thường của Lý Tử Nhiệm. Ngay khi Lục Khấu Trọng không biết nên làm gì thì một cậu bé đi đến trước mặt ông A, nói, chú ơi, bên kia có người kêu cháu đưa cho chú một tờ giấy. Lục Khấu Trọng cầm tờ giấy lên xem, bên trong chỉ viết một câu, tôi sẽ xuất hiện trên lễ tang, Diệp Quân Lâm. Họ đương nhiên biết Diệp Quân Lâm, chính là kẻ đã cùng chiến thần Diêm La giết chết Lã Chiến. Tốt lắm, mày cũng dám xuất hiện, Lục Khấu Trọng cười lạnh. Sau khi trở về nhà họ Đoàn, ông ta báo cáo lại cho Phó Thương Long. Cái gì, quân đội bảo vệ cô ta ư? Phó Thương Long nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì được. Nhưng Diệp Quân Lâm, chồng của cô A nói là sẽ tới dự lễ tang, chắc là muốn thỏa hiệp với chúng ta. Lục Khấu Trọng nói. Sao lại không thỏa hiệp? Dù gì chúng ta cũng ở trong bóng tối, có cơ hội giết chết chúng. Nhậm Mộ Dã nói. Được, vậy thì chờ hắn ta xuất hiện đi. Hắn ta phải chôn cùng cho học sinh của tai. Phó Thương Long tức giận nói. Ngày thứ hai, lễ tang của Lã Chiến chính thức bắt đầu. Hầu hết nhân vật có uy tín danh dự của Nam Hồng Môn đều đến dự lễ tang này, có thể nói nội tình của Nam Hồng Môn đều tụ tập ở đây. Nói khoa trương hơn là những người này vừa giận dữ, cả phương Nam đều sẽ run rẩy. Hôm nay, hơn ngàn đệ tử Hồng Môn mặc đồ đen, đeo hoa trắng trước ngực, sắc mặt nghiêm túc. Trên linh đường đặt một chiếc quan tài. Bên cạnh, đám chiến thần Diêm La bị trói gô lại, không thể khóc kêu. Lát nữa họ sẽ phải cùng xuống mổ với quan tài của Lã Chiến. Đệ nhất đường của Nam Hồng Môn đến tiễn đưa cậu Lã. Đệ cửu đường của Nam Hồng Môn đến tiễn đưa cậu Lã. Đệ nhị thập tam đường của Nam Hồng Môn đến tiễn đưa cậu Lã. Hồng Môn tổng cộng 39 đường, trải rộng khắp các vùng ở phương Nam, hôm nay đều tề tựu để tham dự lễ tang của Lã Chiến. Quảng Bắc Hồ Hiền Văn đến tiễn đưa cậu Lã. Xin chia buồn với ông Phó. Quảng Nam Trác Văn Phi đến tiễn đưa cậu Lã. Xin chia buồn với ông Phó. Vân Quý Kiều Húc Đông đến tiễn đưa cậu Lã. Xin chia buồn với ông Phó không chỉ là đệ tử Nam Hồng Môn đến tham dự mà các ông trùm ở các vùng khác cũng đến dự lễ tang. So với mấy ông trùm này, các gia tộc ở tỉnh Giang Nam thậm chí không có tư cách đến dự lễ tang. Đây chính là đẳng cấp của Nam Hồng Môn. Nếu lễ tang này tổ chức ở Hoa Hải thì có sẽ người đến dự sẽ tăng thêm mấy lần. Nhưng Phó Thương Long vẫn lạnh mặt, không thể tự tay bắt ba người Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiệm vẫn là nỗi đau của ông ta. Đại ca, khách quý đến dự lễ tang đều đã đến đông đủ. Lục Khấu Trọng đứng bên cạnh nhắc nhở. Ừ, Phó Thương Long nhìn lướt qua mọi người, đầu tiên, tôi rất cảm ơn các vị có thể đến dự lễ tang của học trò tôi. Nhất thời, mọi người đều yên tĩnh, đưa mắt nhìn Phó Thương Long. Chẳng giấu gì các vị, Lã Chiến là học trò mà tôi yêu thương nhất trong số 800 học trò. Tôi còn định tuyên bố thằng bé sẽ là người thừa kế của tôi trên Đại hội Nam Bắc Hồng Môn năm nay, để thằng bé trở thành thủ lĩnh đời kế tiếp của Nam Hồng Môn. Thật đáng tiếc, nói đến đây, Phó Thương Long nức nở, tôi không thể ngờ được rằng Lã Chiến sẽ chết ở Hoa Lư, hơn nữa bị người sát hại tàn nhẫn. Trả thù, trả thù, trả thù. Nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Thoáng chốc, hơn ngàn đệ tử Hồng Môn nhất thời kêu to. Tiếng hét rung trời, đủ để phạm vi 10 dặm đều nghe thấy tiếng kêu rung động này. Phó Thương Long khoát tay ngăn lại, tiếng kêu lập tức ngưng bặt. Nay những kẻ tham dự vào cái chết của Lã Chiến đều đã bị tôi bắt giữ, nhất là chiến thần Diêm La, kẻ tự tay giết chết Lã Chiến đã bị tôi cắt đứt gân tay gân chân. Chúng sẽ phải chôn cùng. Sau đó Phó Thương Long đổi giọng,
nhưng vẫn còn có 3 con cá lọt lưới. Chúng có người bảo vệ, tôi không thể đụng vào. Tôi thật hận không thể chính tay đâm kẻ thù vì lã chiến. Phó Thương Long nức nở nói, nước mắt chảy ra. Giết giết giết. Bất kể là ai bảo vệ cũng phải giết không thai. Đuổi tới chân trời góc bể cũng giết không thai. Giết giết giết. Người bên dưới đồng thanh hô, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Đây là sỉ nhục Nam Hồng Môn, đuổi tới chân trời góc biển cũng phải giết. Phó Thương Long hít sâu một hơi, vậy thì tôi sẽ lấy danh nghĩa thủ lĩnh Nam Hồng Môn, phát lệnh truy sát. Các đại đường của Nam Hồng Môn phải dùng hết thủ đoạn giết chết Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiệm và Võ Tiêu. Đệ tử Hồng Môn nghe lệnh. Đệ tử Hồng Môn nghe lệnh. Hơn ngàn người nhao nhao tỏ thái độ, ánh mắt tràn đầy sát ý. Đây chính là lực chấp hành của Nam Hồng Môn, một người hô vạn người ứng. Lúc này Phó Thương Long mới dễ chịu hơn một chút, bởi vì ông ta cho rằng đằng nào Diệp Quân Lâm cũng phải chết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng rồi, tên Diệp Quân Lâm kia còn chưa tới hả? Phó Thương Long hỏi. E là không dám tới. Dù sao hẳn ta cũng biết đến chẳng khác nào chịu chết. Lục Khấu Trọng nói. Ai bảo tôi không dám tới? Lúc này, một giọng nói vang lên. Giọng nói vang vọng khắp hội trường. Hơn ngàn người Nam Hồng Môn đồng loạt nhìn về phía này. Trước cửa sơn trang nhà họ Đoàn xuất hiện hai người, đó chính là Diệp Quân Lâm và Trung Phương. Ngay cả Phó Thương Long cũng kinh ngạc nhìn lại, ông ta không ngờ Diệp Quân Lâm sẽ đến. Thật to gan, Lục Khấu Trọng cười nhạo. Có lẽ mục đích của hắn ta chính là tự gánh vác hết thảy, không liên lụy tới vợ mình. Nhậm Mộ Dã nói. Cũng đúng, không thì hắn ta chạy tới làm gì. Trước ánh mắt của gần 2.000 người, Diệp Quân Lâm và Trung Phương dần dần bước đến giữa sân, dừng lại cách Phó Thương Long hơn 10 mét. Diệp Quân Lâm hỏi, thủ lĩnh Nam Hồng Môn, Phó Thương Long. Là ta, Phó Thương Long gật đầu, chợt quát lên, còn không mau quỳ xuống. Tại sao tôi phải quỳ xuống? Diệp Quân Lâm hỏi lại. Mày giết học trò và thuộc hạ của tai. Ta muốn mày quỳ xuống sám hối trước linh đường học trò của ta. Đồ đệ của ta chết oan uống quá. Phó Thương Long hét lên. Quỳ xuống, sám hối. Quỳ xuống, sám hối. Đệ tử Nam Hồng Môn đồng thanh kêu to, tiếng kêu như sấm sét vang đội. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm cười nhạo, chết oan uổng ư. Ha ha, thằng đó chết chưa hết tội thì có nghe vậy. Tất cả mọi người đều im ri, nhìn Diệp Quân Lâm bằng ánh mắt đáng sợ. Trước mặt người Nam Hồng Môn mà nói lã chiến chết chưa hết tội ư. Đây là khiêu khích toàn bộ Nam Hồng Môn. Tìm chết, bốn thiên vương cùng sáu nô tài hoàn toàn nổi dân. Phó Thương Long khó tin nói, mày nói gì, lã chiến của ta chết chưa hết tội ti a. Đúng thế, lã chiến coi mạng người như cỏ rác, hắn ta chết chưa hết tội. Diệp Quân Lâm vẫn khẳng định. Mày thật to gan. Chẳng những giết người của Nam Hồng Môn mà còn nói ẩu nói tả ngay trong lễ tang, mày hoàn toàn không để mắt tới Nam Hồng Môn. Phó Thương Long giận tới mức bật cười. Đã bao nhiêu năm rồi, ông ta chưa từng thấy tiểu bối nào kiêu ngạo như thế này. Ai dè Diệp Quân Lâm lại gật đầu, ừ, Nam Hồng Môn còn chưa đủ tư cách vào mắt tôi đâu. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nổ tung, tiếng kêu gào xôn xao. Nói khoa trương một chút, họ có thể chịu đựng cái chết của lã chiến. Nhưng không cho phép có kẻ khiêu khích Nam Hồng Môn, tương đương với xúc phạm cấm kỵ. Họ liêu mạng cũng sẽ bảo vệ. Cho nên khi Diệp Quân Lâm không thèm nhìn Nam Hồng Môn, tất cả đều nổi điên như đã thú. Giết hắn! Chôn cùng! Chôn cùng! Đệ tử Nam Hồng Môn đỏ mắt kêu to. Nếu không phải Phó Thương Long còn chưa ra lệnh thì họ đã xé xác Diệp Quân Lâm thành mảnh nhỏ. Ha 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 ha, lão phu phiêu bạt giang hồ 50 năm. Chưa từng nghe ai nói là không để mắt tới Nam Hồng Môn ta đây. Mày là kẻ đầu tiên. Rốt cuộc mày dựa vào đâu mà không để mắt tới Nam Hồng Môn ta? Phó Thương Long hỏi. Diệp Quân Lâm cười, chậm rãi giơ nắm đấm lên, dựa vào cái này. Tất cả mọi người đều sửng sốt, thật kiêu ngạo, trước mặt hơn ngàn cao thủ của Nam Hồng Môn dám giơ nắm đấm. Quả thực là khiêu khích toàn bộ Nam Hồng Môn. Chỉ dựa vào nắm đấm của mày sao? Phó Thương Long nở nụ cười. Trung Phương lại lên tiếng, các người còn chưa đủ tư cách để anh ấy ra tay. Một mình tôi đủ để đánh hết cả đám rồi. Tiếng hít hà liên tục vang lên. Quá kiêu ngạo, cao thủ Nam Hồng Môn đa số đều là kẻ kiêu ngạo, nhưng cũng chưa từng gặp kẻ nào kiêu ngạo đến thế. Một người đánh toàn bộ Nam Hồng Môn.
phải có thực lực cỡ nào thì mới dám ăn nói kiêu ngạo đến thế. Hôm nay một mình anh em tôi ở đây, đánh không lại coi như tôi thua. Diệp Quân Lâm cười nói. Được, đủ kiêu ngạo, không hổ là người trẻ tuổi. Phó Thương Long vung tay lên, người tới, bắt hắn cho tai. Đệ tam thập lục đường Nam Hồng Môn, Thiết Quyền Triệu Chính Phong nguyện giết chết kẻ này. Đệ thập thất đường Nam Hồng Môn, Kim Đao Thiết Lý Khuê nguyện giết chết kẻ này. Đệ nhị thập bát đường Nam Hồng Môn, Tàn Thối Chu Phương Nghị nguyện giết chết kẻ này. Lập tức có cao thủ của Nam Hồng Môn xin được xuất chiến. Trung Phương ngoắc ngón tay, cùng xông lên đi tìm chết. Mười mấy cao thủ Nam Hồng Môn đồng thời xông lên. Đám người này đều là các cao thủ đứng đầu của các đại đường Nam Hồng Môn, thực lực của mỗi người có thể nói là nằm trên cả bốn chiến tướng của Viên Phù Đồ Hà. Họ hợp sức với nhau, quả thực là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng chẳng mấy chốc, đám cao thủ đứng đầu Nam Hồng Môn này đều bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều tràn ngập khó tin. Quả nhiên là có chút thực lực, xông lên. Kế tiếp, các cao thủ của đại đường Nam Hồng Môn lần lượt ra tay. Nhưng không một ai là đối thủ của Trung Phương. Đến một người bay ra một người. Không lâu sau, mấy trăm cao thủ đều bại trận. Đến lượt bên Nam Hồng Môn đều chấn kinh, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Quá mạnh, mấy trăm cao thủ của Nam Hồng Môn mà cũng không phải là đối thủ thì khủng bố biết chừng nào. Sáu nô tài xông lên. Phó Thương Long mặt âm trầm vung tay lên. Sáu nô tài hợp sức xông lên. Họ cũng chỉ mạnh hơn cao thủ của các đại đường một chút. Có thể chống đỡ lâu hơn một xíu mà thôi, cuối cùng cũng đều bay ngược ra ngoài. Bốn chúng ta cùng xông lên. Đôi mắt của bốn thiên vương lóe lên tia sáng lạnh, mỗi người trong số họ đều có thực lực ngang ngửa với chiến thân Diêm La, tương đương với bốn chiến thân Diêm La đánh chiến vương Trung Phương. Trận chiến đấu kế tiếp quả là kinh thiên động địa, tiếng nổ liên tục vang lên, thậm chí sàn nhà cũng bị bong chóc, mỗi chiêu thức đều có uy lực kinh người. Bịch, bịch, bịch. Bịch. Cuối cùng, Trung Phương lấy một địch bốn đánh bại bốn thiên vương của Nam Hồng Môn. Bốn người nằm trên mặt đất, vẻ mặt đầy khó tin. Họ tập võ từ nhỏ, vũ lực cực kỳ cao, ngay cả chiến thần của Lang Quốc cũng bị họ đánh bại, thế mà lại không thể đánh thắng người trẻ tuổi này sao? Lai lịch của cậu ta là gì? Mạnh đến khó tin, là người mạnh nhất mà họ từng gặp. Đệ tử Nam Hồng Môn bên dưới đều cảnh giác nhìn chằm chằm Trung Phương. Họ lại nảy sinh sợ hãi với Trung Phương, người này thật sự đánh bại toàn bộ cao thủ của Nam Hồng Môn. Quá mạnh, rốt cuộc lại lịch của người này là gì? Nam Hồng Môn chưa bao giờ thấy nhân vật nào như thế này. Trung Phương hét lên một tiếng thỏa mãn. Kể từ khi rút lui khỏi tiền tuyến, Trung Phương còn chưa từng được đã ghiền như thế này. Diệp Quân Lâm cũng bật cười. Trung Phương là người hiếu chiến nhất trong năm chiến vương, cuộc sống bình tĩnh gần đây khiến anh ta ngột ngạt vô cùng. Cuối cùng cũng được thỏa mãn một phen. Phó Thương Long trợn tròn mắt, khó tin nhìn Trung Phương và Diệp Quân Lâm. Đam mỹ hay. Trung Phương đưa mắt nhìn ông ta, nghe bảo ông mới là đệ nhất cao thủ của Nam Hồng Môn, tới đi. Phó Thương Long lại không nhúc nhích. Ông ta kinh ngạc nhìn Diệp Quân Lâm và Trung Phương thật lâu mới nói, các cậu là người của quân đội đúng không? Phó Thương Long không hổ là thủ lĩnh của Nam Hồng Môn. Vừa rồi ông ta vẫn luôn quan sát nên phát hiện một vài vấn đề. Thực tế võ thuật thực sự đều là kỹ xảo giết người, chứ không phải là để biểu diễn. Cao thủ của Nam Hồng Môn đều tu luyện kỹ xảo giết người, chiêu thức nào cũng nhắm vào mục đích gây tổn thương người khác. Nhưng ông ta phát hiện thủ đoạn của Trung Phương càng thuần túy và hữu hiệu hơn, không có chiêu thức rườm rà, mỗi chiêu đều đầy sát khí. Kẻ chúng chiêu không chết cũng bị thương. Hơn nữa ông ta phát hiện chiêu thức của Trung Phương đều mang tính thực chiến rất mạnh. Chiêu thức của Trung Phương đều được rèn giữa từ vô số lần thực chiến, chỉ cần có chút kiến thức thì sẽ nhận thấy điểm này. Mà phong cách sát phạt lưu loát như thế này thì chỉ quân đội mới có. Phó Thương Long lập tức nghĩ tới Diệp Quân Lâm và Trung Phương là cao thủ trong quân đội. Ông ta vốn cho rằng Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm có quân đội bảo kê, chẳng qua là nhỏ chỗ dựa quân đội, nhưng không ngờ chính cậu ta lại là người trong quân đội. Nghe thấy đây là cao thủ trong quân đội, đệ tử Nam Hồng Môn đều hít vào một hơi. Thật tỉnh mắt, Trung Phương kinh ngạc nói. Biết suy đoán của mình là đúng, Phó Thương Long lại khẩn trương. Thực lực mạnh cỡ này thì phải có địa vị như thế nào trong quân đội? Chẳng lẽ thuộc phe của tướng quân Côn Luân? Phó Thương Long run giọng hỏi.
Ông ta đương nhiên biết tướng quân Côn Luân đã rửa tay gác kiếm, bây giờ đang ở Thiên Danh. Có cao thủ bậc này xuất hiện, ông ta chỉ có thể nghĩ tới người thuộc phe tướng quân Côn Luân. Trung Phương cười nói, tướng quân, ông ta đoán chúng hết kìa. Đúng thế, ông đoán đúng rồi. Tôi chính là Trung Phương, một trong năm chiến vương đối chướng của tướng quân Côn Luân. Cái gì? Trời ơi, sát thần chiến trường Trung Phương. Đệ tử Nam Hồng Môn đều nổ tung. Không ai không biết, không ai không nghe danh tiếng sát thần của Trung Phương, nhất là sự tích cùng phiêu anh đoàn tiêu diệt lang quốc đã truyền khắp thế giới. Không ít người ở Nam Hồng Môn đều sùng bái chiến vương Trung Phương. Nghe thấy thân phận của Trung Phương, Phó Thương Long thất tha thất thểu, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất. Ông ta thậm chí muốn đi chết ngay bây giờ, không ngờ lại gặp phải chiến vương Trung Phương. Vậy thì vị này là... Nghĩ đến một sự thật đáng sợ, Phó Thương Long hoảng sợ ngồi bệt xuống đất. Ông ta thậm chí không dám nhìn vào mặt Diệp Quân Lâm. Vậy chắc các vị cũng đã đoán được thân phận đại ca tôi, đúng, anh ấy chính là Diệp Quân Lâm, chiến thần Côn Luân. Sau khi Trung Phương nói xong, cả thế giới như im lặng, thời gian như ngừng chảy, mọi người đều cảm thấy mình như đang nằm mơ. Cuối cùng cũng biết tại sao nhà họ Quách lại bị tiêu diệt, nhà họ Sở lại sụp đổ. Đôi mắt Phó Thương Long tràn đầy tĩnh mịch, thậm chí đã biết thì ra người phụ nữ mà học trò mình muốn mời lại là phu nhân của tướng quân. Phạm phải tội lớn thế này, hẳn ta chết 100 lần cũng chưa đủ. Bái kiến chiến thần Côn Luân. Bái kiến chiến thần Côn Luân. Sau khi phản ứng lại, Phó Thương Long dẫn dắt toàn thể Nam Hồng Môn quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm, đồng thanh kêu lên. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẵn sàng tiếp thụ bất cứ sự trừng phạt nào. Nhất là lỗi của học trò tôi xin được gánh vác. Phó Thương Long nói, Nam Hồng Môn mạnh đến mấy thì cũng không thể chống lại chiến thần Côn Luân. Hơn nữa vừa rồi Trung Phương đã thể hiện thực lực của mình, một người đánh toàn bộ Nam Hồng Môn. Không đầu hàng thì chỉ còn lại một con đường chết mà thôi. Diệp Quân Lâm chậm rãi bước đến trước mặt Phó Thương Long, nói, tôi đã nghĩ kỹ về trừng phạt cho các ông, thậm chí có thể nói là đã suy nghĩ mấy ngày. Cái gì? Mọi người đều bất ngờ. Thì ra chiến thần Côn Luân hoàn toàn không coi họ ra gì. Thậm chí đã nghĩ xong kế hoạch xử lý họ rồi. Chiến thần tùy ý xử lý, chúng tôi có thể chấp nhận hết. Phó Thương Long nói. Được thôi, từ ngày hôm nay, anh chỉ có thể làm ăn hợp pháp, kiếm những đồng tiền trong sạch. Tôi có thể. Không được coi mạng người như cỏ rác. Tôi có thể. Ngoài ra, tôi muốn cậu cống số tiền những năm nay kiếm được cho quân sự, sử dụng như quân phí. Đồng thời, sau này mỗi năm đều phải nộp tiền cho quân sự. Có đồng ý không? Tôi đồng ý. Phó Thương Long không do dự nói. Diệp Quân Lâm nhìn những cao thủ đang đứng ngoài Nam Hồng Môn, nói, đám người các người có tuyệt kỹ, nhưng lại ức hiếp người thường, không biết xấu hổ sao. Các người nên đi tham gia, đi giết địch ở những chiến trường, báo hiếu tổ quốc, chúng không phải ở đây, đúng là lãng phí võ công. Đàn ông Việt Nam chúng ta nên đầu đội trời chân đạp đất, báo hiếu tổ quốc là trách nhiệm, đặc biệt là những người có võ công như các người. Mọi người ngẩn ra, sắc mặt xấu hổ. Họ đã hiểu kế hoạch của Diệp Quân Lâm. Thứ nhất, dùng đồng tiền dơ bẩn cống hiến cho quân đội. Thứ hai, những cao thủ họ đây đều phải đi tham gia vào quân đội. Chẳng lẽ các người không đồng ý sao? Diệp Quân Lâm cười, hỏi. Đồng ý, tôi đồng ý. Tôi đã chán cuộc sống thế này lâu rồi. Đáng lẽ nên đi chiến trường giết địch từ sớm mới đúng. Bảo vệ tổ quốc. Đúng, đáng lẽ phải dùng chúng tôi vào nơi cần thiết nhất. Diệp Quân Lâm nói mấy câu, đã có hơn nghìn người đáp lại. Trong đó có người đồng ý, có người không đồng ý. Nhưng trước uy thế của Diệp tướng quân, mọi người đều phải đồng ý. Nhìn hơn nghìn cao thủ, Diệp Quân Lâm liền thấy lòng mình ngứa ngáy. Đám cao thủ võ lâm này lập thành một đội, hiệu quả trên chiến trường chắc chắn rất tốt. Tuyệt đối bất khả chiến bại. Ai nấy cũng có tuyệt kỹ, ở trên chiến trường chắc chắn thành bá chủ. Vừa hay chiến khu phương Bắc có chiến sự, đang khá gấp gáp. Đội ngũ này được phái đi, chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Đây chính là kế hoạch từ đầu tới giờ của Diệp Quân Lâm. Các người đều đồng ý rồi, vậy để tôi nói. Tiếp theo đây, tôi sẽ biến các người thành mũi giáo sắc trong chiến trận. Các người hợp thành một đội, gọi là Bách Thú Doanh, trực tiếp nghe điều khiển của tôi. Từ ngày mai,
các người tập hợp ở quân khu Kim Lăng, sẽ có người tới huấn luyện các người. Để các người tiếp xúc với kỹ năng quân sự, trở nên mạnh hơn. Diệp Quân Lâm nói, những người này tuy mạnh nhưng vẫn chưa có kỹ năng. Giao cho Nam Phương để huấn luyện họ thành vô địch. Hiểu rõ. Mọi người đồng thanh nói. Mọi người không ngờ rằng cuối cùng lại trở thành binh sĩ của chiến thần Côn Luân, những người ban nãy không đồng ý, giờ trong lòng cũng thấm thấy may. Ước mơ của vô số đàn ông Việt Nam, đã được họ vớ được. Còn về Tứ Đại Thiên Vương, nô bộc của sáu nhà thì Diệp Quân Lâm không nhắc tới. Dù sao thì cũng là họ hàng của Phó Thương Long. Anh vẫn mong những người này nộp quân phí. Mọi người không thể tưởng tượng thế mà Nam Hồng Môn lại bị Diệp Quân Lâm xử lý như thế. Diệp Quân Lâm trở về công ty như không có chuyện gì. Lý Tử Nhiệm lại tìm đến anh. Hai chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Thời gian này trôi qua nhanh quá, trong lòng Lý Tử Nhiệm đương nhiên thấy hoài nghi. Cô cảm thấy nên tìm Diệp Quân Lâm nói cho rõ. Sau khi tới công ty, Lý Tử Nhiệm hỏi, Diệp Quân Lâm, rốt cuộc anh đã giấu em bao nhiêu chuyện? Không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Khụ, nghe Tiêu Thấm nói thế. Ngụm trà Diệp Quân Lâm vừa uống liền phụt ra ngoài. Sao thế, anh ly hôn rồi thì không phải là độc thân sao, sao em không thể theo đuổi anh? Tiêu Thấm nghỉ hoặc nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười nói, anh độc thân không sai, nhưng em đi hỏi chị em xem có theo đuổi được không? Được, vậy em đi hỏi chị em. Tiêu Thấm vui vẻ rời đi. Khi ở Thiên Danh, nghe tin Diệp Quân Lâm sắp kết hôn, Tiêu Thấm kích động đến mức không ngủ nổi mấy hôm. Chỉ tiếc không thể lập tức đi theo đuổi Diệp Quân Lâm. Cơ hội của cô cuối cùng cũng đến rồi. Khó khăn lắm mới đến thời gian thực tập, cô lập tức đi tìm Diệp Quân Lâm. Trong phòng làm việc, Lý Tử Nhiệm và Phùng Ngọc Hân đang thảo luận phương án. Tiêu Thấm, sao em đến đây? Có chuyện gì sao? Lý Tử Nhiệm ngạc nhiên hỏi. Đúng thế, chị, em tìm chị có chuyện. Tiêu Thấm lạnh mặt. Vậy mình lánh đi trước một chút, hai người nói chuyện. Phùng Ngọc Hân định rời đi. Chị Ngọc Hân, không sao đâu, chị không cần đi. Tiêu Thấm nhìn Lý Tử Nhiệm, hỏi, chị ở, có phải chị ly hôn rồi không? Chị nhận giấy chứng nhận ly hôn rồi. Chị và anh ấy đều độc thân rồi, vậy em có thể theo đuổi Diệp Quân Lâm không? Lời Tiêu Thấm vừa nói khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Mắt Lý Tử Nhiệm và Phùng Ngọc Hân như muốn lồi ra ngoài. Sắc mặt hai người như không thể tin nổi. Con bé này điên rồi sao? Thế mà lại muốn theo đuổi Diệp Quân Lâm. Đây là suy nghĩ trong đầu hai người. Tiêu Thấm, em nghiêm túc sao? Lý Tử Nhiệm không ngồi vững, run rẩy hỏi. Tiêu Thấm gật đầu, em nghiêm túc đó. Em cảm thấy anh ấy rất tốt, các phương diện đều phù hợp tiêu chuẩn của em. Anh ấy độc thân rồi, em có thể theo đuổi anh ấy. Phùng Ngọc Hân cắn môi. Lúc này, trong lòng cô hơi rối. Cô cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm rất tốt. Đặc biệt là sau khi cứu cô, cái nhìn của cô về Diệp Quân Lâm có thay đổi lớn. Sắc mặt Lý Tử Nhiệm đột nhiên thay đổi, không được. Em không thể theo đuổi anh ta. Hả? Tiêu Thấm sắc mặt nghi hoặc. Chị, cho em một lý do, tại sao em lại không thể theo đuổi anh ấy đã độc thân rồi. Dù bọn chị đã ly hôn, nhưng anh ấy cũng là anh rể em. Em không thể theo đuổi anh ấy. Ngoài ra, em vẫn đang đi học, đừng nghĩ tới mấy chuyện đó. Lý Tử Nhiệm rất nghiêm khắc. Em đã sắp tốt nghiệp rồi. Sao là trẻ con nữa? Anh ấy độc thân, em có quyền theo đuổi. Chị không phải vợ anh ấy, chị không có quyền ngăn y mồ. Sắc mặt Tiêu Thấm rất quyết liệt. Chuyện cô đã quyết, không ai ngăn được. Thấy thái độ kiên quyết của Tiêu Thấm, Lý Tử Nhiệm thở dài. Trước kia, sao cô lại không biết Tiêu Thấm thích Diệp Quân Lâm? Chị, nếu chị không cho em một lý do thuyết phục, em sẽ theo đuổi anh ấy. Tiêu Thấm nói. Chị, Lý Tử Nhiệm không biết nên nói thế nào. Phùng Ngọc Hân giải thích nguyên nhân, em à, người nhà em lĩnh chứng nhận ly hôn, thật ra chị em và anh rể em vẫn ở bên nhau, rất nhanh thôi họ sẽ kết hôn lại, anh rể em muốn bù lại hôn lễ cho chị em. Cũng tức là họ chưa ly hôn. Cái gì? Nghe thế, Tiêu Thấm không thể tin nổi mà nhìn Lý Tử Nhiệm. Làm ầm ĩ, ngại ngùng thế này, Lý Tử Nhiệm thậm chí không dám nhìn Tiêu Thấm rồi. Cộp, Tiêu Thấm đẩy cửa ra ngoài, hai hàng lệ tuôn. Quan hệ của ba người, thế này ai cũng ngượng ngùng.
Lý Tử Nhiệm và Diệp Quân Lâm đều không đi tìm Tiêu Thấm. Nhưng đến tối, Tiêu Thấm xảy ra chuyện. Vì ngại ngùng, Lý Tử Nhiệm và Diệp Quân Lâm đều không đi tìm Tiêu Thấm. Kết quả đến tối, Tiêu Thấm vẫn không thấy tin tức gì. Không về nhà, cũng không đến những nơi quen thuộc khác. Giống như biến mất vậy. Người nhà họ Trịnh rất lo lắng. Hôm nay rõ ràng là Tiêu Thấm đã về, sao lại không gọi được điện thoại, không tìm thấy người, có phải xảy ra chuyện rồi không? Trịnh Văn Thành và Mai Tiêu Nhược suýt khóc. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng cũng đổ mồ hôi hội. Lý Tử Nhiệm cũng sợ muốn khóc. Chuyện này đều tại mình. Lý Tử Nhiệm rất tự trách. Nếu như Tiêu Thấm xảy ra chuyện gì thật, cô sẽ áy náy cả đời. Phùng Ngọc Hân khuyên, chuyện này không liên quan tới cậu, ai cũng không ngờ được Tiêu Thấm sẽ thích anh ấy. Ai? Lý Tử Nhiệm thở dài liên tục. Diệp Quân Lâm nghe tin thì lập tức cho người đi tìm. Gần như cả tỉnh Kim Lăng đều không thấy Tiêu Thấm đâu. Diệp Quân Lâm càng tự trách hơn, anh không nên bảo Tiêu Thấm đi tìm Lý Tử Nhiệm. Anh không ngờ Tiêu Thấm lại nghiêm túc. Thích anh thật. Nếu Tiêu Thấm xảy ra chuyện, anh mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân. Bây giờ, Tiêu Thấm đang uống rượu ở một câu lạc bộ tư nhân. Sau khi cô đau lòng rời đi vào buổi sáng, tìm vài người bạn cấp 3, mượn rượu giải sầu. Uống rượu cả buổi tối, cô đã say ngắc ngư từ lâu. Mấy nữ sinh khuyên nhủ hết lời, nếu không Tiêu Thấm đã say đến mức bất tỉnh nhân sự rồi. Chỉ là trong câu lạc bộ có vài người bạn học, thân thể khỏe mạnh, đều cao hơn 1m9. Họ cũng là bạn học cấp 3 của Tiêu Thấm, bây giờ đang học ở trường thể thao. Vừa nghe nói Tiêu Thấm uống rượu ở đây, họ đã lập tức chạy đến. Người con trai dẫn đầu tên là Tô Lãng Long, thích Tiêu Thấm từ hồi cấp 3. Cậu ta là côn đồ trong trường, hay bắt nạt nữ sinh. Nhưng Tiêu Thấm là hòn ngọc quý trong tay nhà họ Triệu, cậu ta không dám. Chỉ có thể theo đuổi quanh minh chính đại. Nhưng bị từ chối. Nhưng suy nghĩ khốn nạn của cậu ta vẫn chưa từng từ bỏ. Đặc biệt là khi nghe tin Tiêu Thấm mượn rượu giải sầu ở đây, lập tức chạy tới. Thấy dáng vẻ cuốn hút của Tiêu Thấm, Tô Lãng Long lập tức thấy nóng hết người. Tiêu Thấm, tối nay cậu không thoát khỏi tay tôi đâu. Tô Lãng Long biết, Tiêu Thấm là người rất bảo thủ. Chỉ cần chiếm được cô sẽ không chạy được. Đến lúc đó, cậu ta sẽ là con rể của gia tộc lớn nhất Hoa Lư này rồi. Nghĩ thế, Tô Lãng Long cảm thấy cổ họng mình khô nóng. Tiêu Thấm, nào, hôm nay tôi với cậu không say không về. Tô Lãng Long rót thêm rượu cho Tiêu Thấm. Mấy cô gái không ngăn được. Tiêu Thấm mượn rượu giải sầu, lại uống thêm mấy chén. Say thật rồi. Tô Lãng Long đã mở khách sạn, tiếp theo đó đưa Tiêu Thấm về là được. Lúc này, cả Kim Lăng đang tìm người. Đột nhiên Diệp Quân Lâm nhận được tin nhắn từ Trương Đông Húc, cậu Diệp, tìm thấy rồi, ở câu lạc bộ tư nhân Quân Hào. Diệp Quân Lâm lập tức tới đó. Trong câu lạc bộ, mọi người đều uống nhiều rồi, các người đưa những người khác về, tôi đưa Tiêu Thấm về. Tô Lãng Long nói, muốn tách những người khác ra. Không được, chúng tôi đưa Tiêu Thấm về. Mấy nữ sinh nói, không hiểu tôi nói gì à, tôi đưa Tiêu Thấm. Tô Lãng Long tức giận. Mấy nữ sinh chỉ có thể nhìn Tô Lãng Long đưa Tiêu Thấm rời đi. Bình. Khi Tô Lãng Long đang định đưa Tiêu Thấm lên xe, đột nhiên có người đạp cửa phòng ra. Một người đi vào, sắc mặt rất đáng sợ. Diệp Quân Lâm không nói câu nào, đi qua bế Tiêu Thấm lên, rồi rời đi. Tốc độ của Diệp Quân Lâm quá nhanh, đến nỗi đám Tô Lãng Long không kịp phản ứng. Đến khi họ mất dạng ở cửa. Tô Lãng Long và mấy anh em ở trường thể dục lập tức xông ra ngoài. Ra bên ngoài, 4-5 người Tô Lãng Long ngăn Diệp Quân Lâm lại. Mẹ nó chứ, mày là ai, bế người rồi chạy mất. Tô Lãng Long tức giận nói. Cậu ta phẫn nộ vô cùng. Khách sạn có rồi, Tiêu Thấm say rồi, mọi thứ đều sắp xếp xong. Đột nhiên có một người lạ tới ôm Tiêu Thấm đi. Chuyện này cậu ta nhịn làm sao được. Tối nay chớ chọc tôi. Tâm trạng tôi đang không tốt. Diệp Quân Lâm không muốn chấp nhặt với mấy đứa trẻ. Nói cho rõ, anh là ai? Với lại để người xuống cho tôi, đây là bạn học của tôi. Thái độ của Tô Lãng Long rất kiên quyết. Mấy anh em bên cạnh cũng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Tôi là anh rể của cô ấy, tới đón cô ấy về nhà. Diệp Quân Lâm nói.
Ồ, Tô Lãng Long sững sờ. Thật sự là người nhà của Tiêu Thấm. Vậy kế hoạch của cậu ta hỏng bét rồi. Cơ hội tối nay, cậu ta thực sự không muốn bỏ qua. Cũng muốn gạo nấu thành cơm. Mồ Tô Lãng Long làm một cái quyết định chắc chắn rồi nói, anh rể của Tiêu Thấm. Sao tôi lại không biết? Mau thả người xuống rồi cút nhanh cho tôi tránh ra, tôi không muốn làm tổn thương các cậu. Diệp Quân Lâm cười mỉa mai nói. Ha ha ha. Tô Lãng Long cười. Bọn họ thường xuyên tập thể dục, đều luyện đấu vật và đánh nhau. Ai mà không đánh lại được? Chỉ bằng một mình Diệp Quân Lâm mà muốn đánh thương bọn họ. Đúng là nực cười. Mau thả người xuống, chúng tôi phải bảo vệ an toàn cho Tiêu Thấm. Tô Lãng Long hối thúc. Có điều Diệp Quân Lâm lại cứ ôm người đi, không quan tâm chút nào. Lên cho tôi. Mấy người Tô Lãng Long ỉ mình họ Trường thể thao, vốn không xem Diệp Quân Lâm ra gì, lập tức muốn ra tay. Dầm. Đúng lúc này, phía ngoài cửa câu lạc bộ vang lên một tiếng đổ lớn. Từ bên ngoài, một người lại một người đi vào. Ai cũng hung hăng, thậm chí có người còn cầm vũ khí. Trong sân nhanh chóng đầy ắp người, cũng phải mấy trăm. Nhân số còn không ngừng tăng lên, bên ngoài có một đống lớn. Chiến trận này khiến Tô Lãng Long sợ hãi không thôi. Đây đều là người mà anh rể Tiêu Thấm đưa tới. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, đừng gây ra án mạng là được. Đánh! Mấy trăm người xông tới, vây quanh Tô Lãng Long và đồng bọn, đánh cho bọn họ một trận tơi bời. Sau khi cõng Tiêu Thấm về nhà họ Trịnh, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm chăm sóc một đêm. Sáng hôm sau, Lý Tử Nhiệm rời đi, để Diệp Quân Lâm lại. Anh nói chuyện rõ ràng với Châu Anh đi. Lý Tử Nhiệm nói, cô không muốn Tiêu Thấm lại xảy ra chuyện nữa. Tiêu Thấm mơ màng tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là Diệp Quân Lâm. Anh rể, Tiêu Thấm không biết nói gì cho phải. Em biết tối qua xảy ra chuyện gì không? Diệp Quân Lâm hỏi, hình như em uống hơi nhiều. Tiêu Thấm xoa tóc, ngượng ngùng nói. Sau này không cho phép ra ngoài uống rượu, điện thoại không được tắt máy. Cho dù có muốn giải tỏa cũng không được như vậy, em có biết mọi người lo lắng cho em thế nào không? Rất nguy hiểm. Diệp Quân Lâm giả vờ tức giận nói. Em nào có giải tỏa, chuyện hôm qua anh và chị em đừng để ý, em chỉ nói đùa thôi, hai người đừng tưởng là thật. Tiêu Thấm che miệng cười xấu hổ. Ừ, sau này ngoan ngoãn nghe lời là được. Diệp Quân Lâm cười. Tiêu Thấm gật đầu. Nhưng ngay một giây sau, cô lại đứng dậy ôm chầm lấy Diệp Quân Lâm. Cả người Diệp Quân Lâm cứng đờ, không dám tin nhìn Tiêu Thấm. Em làm gì thế? Cả người Diệp Quân Lâm cứng ngắc, cũng không dám động đậy. Đừng nói gì cả, em chỉ ôm anh 10 phút thôi, trong khoảng thời gian đó, anh thuộc về em. Giọng nói của Tiêu Thấm truyền đến, Diệp Quân Lâm không giấy giụa nữa, mặc cho cô ấy ôm. 10 phút sau, Tiêu Thấm buông Diệp Quân Lâm ra. Cùng ngày, Tiêu Thấm rời khỏi tỉnh thành, cô ấy tới Hoa Hải thực tập. Cho dù là thiên danh hay tỉnh thành đều có ký ức về Diệp Quân Lâm, cô ấy không muốn ở lại nữa. Cuối cùng, ba người cho chuyện này là một trò đùa để giải quyết. Nhưng trong lòng ai cũng hiểu sự thật là như thế nào. Dưới sự sắp xếp của nhà họ Trịnh, Tiêu Thấm vào một khách sạn 5 sao ở Hoa Hải ở. Lúc cô ấy đi tới sảnh lón, lại nghe được ba chữ Diệp Quân Lâm. Tiêu Thấm dừng chân lắng nghe. Mấy người ngồi trêu ghế sofa cách đó không xa đang nói chuyện phiếm. Thật sao, tên là Diệp Quân Lâm. Đúng vậy, tên nhóc này được nhà họ Diệp ở Thiên Thành nhận nuôi, thân phận vốn là trẻ mồ côi. Từ nhỏ nó đã bị ném đi rồi, không ngờ lại ở Thiên Danh. Tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được đứa nhỏ này rồi. Còn không phải sao, gần đây nhà họ Sở và nhà họ Quách cùng tới Kim Lăng làm loạn, tôi mới biết được Diệp Quân Lâm ở đó. Nghe mấy người nói chuyện, trong lòng Tiêu Thấm lại như nổi sóng to gió lớn. Cái gì? Thân phận của anh rể. Ba mẹ ruột của anh và gia đình ở Hoa Hải. Tiêu Thấm đương nhiên biết Diệp Quân Lâm là trẻ mồ côi, nhưng chưa từng có ai nhắc đến thân phận chân chính của Diệp Quân Lâm. Hôm nay, cô vừa tới Hoa Hải lại nghe được tin tức quan trọng như vậy. Có nên nói cho anh rể biết không? Tiêu Thấm do dự hồi lâu vẫn quyết định tạm thời không nói. Cô đã buông xuôi rồi. Tạm thời sẽ không liên lạc với Diệp Quân Lâm. Hoa Hải, trang viên Bảo Đức danh với lối thiết kế theo kiến trúc châu Âu, bên trong các biệt thự xây san sát nhau.
Đây chính là chỗ ở của nhà họ Chí thuộc dòng dõi hoàng gia ở Hoa Hải. Nhà họ Chí là thuộc hoàng gia chân chính, địa vị cao hơn so với các nhà giàu khác. Cho dù nhà họ Quách cũng không đáng để họ để mắt. Chỉ dùng tiền tài thì không thể nào hình dung được về gia tộc này. Hoàng gia phải có mối liên hệ trong ba lĩnh vực kinh doanh, chính trị và quân sự. Giống như một gốc cây đại thụ, sừng sững không ngã. Gốc rễ càng tương đối phức tạp, trải rộng khắp nơi. Việc lớn không ổn rồi. Việc lớn không ổn rồi. Đột nhiên có người vừa chạy vừa la to vào trang viên bảo đức danh. Trong phòng nghị sự của nhà họ Chí. Gia chủ nhà họ Chí, Chí Đông Phương ngồi nghiêm chỉnh, đáng thưởng thức trà thì lông mày nhíu chặt lại. Gần đây nhà họ Chí gặp phải một việc nan giải, ngay cả ông tớ cũng không có cách giải quyết. Từ trên xuống dưới nhà họ Chí đều u sầu vì chuyện này. Nghe được tiếng ồn ào, sắc mặt ông ta không khỏi nghiêm lại. Quản gia đứng bên cạnh ông ta tức giận nói, ồn ào thế còn ra thể thống gì? Người kia nhanh chóng chạy vào phòng nghị sự, quỳ xuống trước mặt Chí Đông Phương, bẩm ông chủ, có phát hiện quan trọng. Chí Đông Phương ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta, phát hiện gì? Ông chủ còn nhớ con trai của cô Oánh Oánh không? Tên là Diệp Quân Lâm. Lời này vừa dứt, Chí Đông Phương liền đứng bật dậy, trong mắt như muốn rớt ra ngoài, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin, cậu nói gì? Con trai Oánh Oánh, không phải đã sớm chết ở đầu đường xó chợ sao? Sao lại còn sống? Chí Đông Phương kinh ngạc hỏi. Còn sống, anh ta bị ném ở đầu đường Thiên Danh, lại được nhà họ Diệp ở Thiên Danh nhận nuôi. Gần đây, nhà họ Sở và nhà họ Quách đến Kim Lăng làm loạn, trong lúc vô tình thì điều tra ra được, phát hiện anh ta còn sống. Người kia nói, cháu ngoại tôi còn sống ư. Chí Đông Phương không thể tin được mà thốt lên. Chí Oánh Oánh là mẹ của Diệp Quân Lâm. Còn ông ta là ông ngoại của Diệp Quân Lâm. Vậy thì nhanh chóng cho người tới đón về. Chí Đông Phương nóng nảy hô lên. Hiểu rồi, ông chủ, tôi lập tức đi chuẩn bị. Sau khi người kia đi rồi, quản gia đi tới trước mặt Chí Đông Phương nói, ông chủ, nếu như thật là con của cô Oánh Oánh, vậy thì tôi còn nghĩ tới một việc. Chí Đông Phương hiểu ra cái gì, không khỏi kinh ngạc nói, ý của ông là vấn đề nan giải của nhà họ Chí chúng ta sẽ được giải quyết. Đúng vậy, nếu như cậu ấy trở về thì sẽ là một phần của nhà họ Chí, để cậu ấy chịu tội thay là được. Có thể miễn một kiếp nạn cho nhà họ Chí. Quản gia cười nói. Chí Đông Phương cũng cười to, ha ha, quả nhiên là trời giúp tôi rồi. Nhà họ Chí vừa mới gặp phải kiếp nạn này, con trai của cô Oánh Oánh lại xuất hiện. Đây chính là ông trời giúp nhà họ Chí chúng ta giải quyết kiếp nạn. Kim Lăng. Sau khi được Tiêu Thấm đi, mọi thứ dường như trở lại như thường. Nhưng ai cũng có một cảm giác không nói ra được. Anh Diệp, có người tìm anh. Võ Sâm, đội trưởng đội bảo vệ gọi điện tới. Tìm tôi. Diệp Quân Lâm kinh ngạc hỏi. Quảng trường trước công ty có một chiếc Rolls Royce đỗ lại. Anh Diệp, chính là bọn họ. Võ Sâm chỉ vào chiếc xe. Lập tức có mấy người đi tới. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt vui mừng nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, cậu chính là cậu Diệp Quân Lâm. Đúng vậy, là tôi. Vẻ mặt Diệp Quân Lâm hoang mang, anh cũng không nhận ra những người này là ai. Là đứa trẻ mồ côi được nhà họ Diệp ở Thiên Danh nhận nuôi. Đúng vậy, sao thế? Các người có chuyện gì sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Cậu Diệp Quân Lâm, chúng tôi tìm được cậu rồi. Người đàn ông trung niên kích động nắm lấy tay Diệp Quân Lâm, vui đến phát khóc. Cậu Diệp Quân Lâm, cậu biết không, ngày bé sau khi cậu bị mất tích, chúng tôi vẫn luôn tìm cậu. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Người đàn ông trung niên nói láo mà mặt không đổi tim không đập mạnh. Bọn họ chỉ là vô tình biết Diệp Quân Lâm ở chỗ này. Cũng không cố ý tìm kiếm. Dựa vào thực lực của nhà họ Chí, tìm một người là quá dễ dàng. Huống chỉ Diệp Quân Lâm rất nổi tiếng ở Thiên Danh. Mọi người là... Diệp Quân Lâm nhíu mày. Cậu Diệp, chúng tôi là nhà họ Chí ở Hoa Hải, tôi là Chí Nguyên Sinh. Gia chủ hiện tại là Chí Đông Phương, cũng chính là ông ngoại của cậu. Chí Nguyên Sinh nói xong thì Diệp Quân Lâm ngây ngẩn cả người. Ông ngoại, cái từ xa lạ này đối với anh đúng là có lực rung động. Từ khi hiểu chuyện, anh chính là một đứa trẻ mồ côi. Lúc đó, anh thề là sẽ không đi tìm ba mẹ ruột của mình và họ hàng hai bên. Bọn họ đã vứt bỏ mình, có nghĩa là đời này không liên quan tới mình.
anh cũng không cần đi tìm. Mặt trước, anh vì nhà họ Diệp ở Thiên Danh mà không ngừng phấn đấu. Mặt sau anh vì Lý Tử Nhiệm mà sống. Thật ra, lấy thân phận của Diệp Quân Lâm bây giờ, muốn tra ra lai lịch của mình thì quá là đơn giản. Nhưng anh không làm. Trong lòng anh nhận định, đời này không có liên quan gì tới cái gia đình đã vứt bỏ mình kia. Bây giờ nghe thấy chữ ông ngoại, anh quả thực kinh ngạc vô cùng. Cậu Diệp, cậu nhanh chóng chỉnh trang lại cùng tôi về Hoa Hải đi. Đến lúc đó cậu chính là cậu cả nhà họ Chí. Gia thế của nhà họ Chí thuộc bậc hoàng gia, chỉ cần cậu muốn, toàn bộ tỉnh Giang Nam này là của cậu cũng được. Chí Nguyên Sinh cười nói. Đây không phải lời nói khoác. Đây là thực lực của hoàng gia. Không giống như nhà họ Quách và nhà họ Sở. Nhà họ Chí chả thèm để vào mắt chút tài sản ở Giang Nam. Cậu Diệp, vì để kiểm chứng thân phận, tấm thẻ này đưa cậu trước. Đây lập tiền tiêu vặt mà ông chủ cho cậu, bên trong có 30 tỷ. Chí Nguyên Sinh đưa cho Diệp Quân Lâm một tấm thẻ, để đồng thời còn chứng minh tại chỗ là số dư bên trong có 30 tỷ. Chí Nguyên Sinh chắc chắn rằng cho dù thế nào Diệp Quân Lâm cũng sẽ không từ chối. Trong khái niệm của ông ta, xưa này sẽ không có ai từ chối việc mình từ một người bình thường trở thành cậu chủ của tộc hoàng gia. Từ nay lưng đeo bạc triệu, địa vị hiển hách, trở thành người trêu vạn người. Tiên tài, phụ nữ, quyền thế. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Muốn làm gì thì làm. Ai sẽ từ chối cơ chứ? Ai ngờ, Diệp Quân Lâm đến nhìn cũng không thèm nhìn thẻ ngân hàng một chút đã từ chối ngay. Các người về đi, tôi và nhà họ Chí chẳng có quan hệ gì cả. Tôi không ba không mẹ, càng không có người thân nào khác. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Hả? Câu trả lời của Diệp Quân Lâm khiến Chí Nguyên Sinh và những người khác đều ngẩn cả người. Ai cũng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh. Vậy mà anh lại từ chối. Anh lại từ chối cơ hội trở thành một người có giá trị bản thân lên đến vài nghìn tỷ. Có phải não anh bị uống nước không? Nhớ kỹ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, sau này không cần tới nữa. Nói xong, Diệp Quân Lâm liền quay người rời đi. Chuyện này, vẻ mặt Chí Nguyên Sinh đây kinh ngạc. Anh từ chối thật. Các người nói đây là sao? Chí Nguyên Sinh vẫn không sao hiểu nổi, thuận miệng hỏi bọn người dưới. Cậu ta sẽ không từ chối, đây là chiêu trò của cậu ta thôi, nếu đồng ý ngay thì sẽ lộ ra là không có cốt khí, rất mất mặt. Chứ thực ra trong lòng cậu ta còn muốn hơn so với bất kỳ ai. Còn không phải sao? Người này thông minh đấy, biết chúng ta sẽ còn tìm mình cho nên giả bộ từ chối vài lần, tỏ ra mình là thanh cao. Bọn cấp dưới phân tích. Chí Nguyên Sinh gật đầu, tôi cũng cảm thấy đúng là như thế, chiêu đời này chẳng ai lại đi từ chối sự hấp dẫn của chức vị cậu chủ nhà họ Chí thuộc hoàng gia cả. Một người lại nói tiếp, trừ khi cậu ta mạnh hơn cả nhà họ Chí, nên không để nhà họ Chí vào mắt. Có khả năng à, không để nhà họ Chí vào mắt, chỉ dựa vào cậu ta. Đúng vậy, chỉ là một cái tỉnh Giang Nam, có thể mạnh hơn nhà họ Chí sao? Nói đùa à? Huống chỉ chúng ta đã điều tra rõ ràng về Diệp Quân Lâm rồi, chỉ là một kẻ ăn xong rồi ngồi chờ chết thôi. Đám người nhao nhao cười mỉa mai. Tin tức nhanh chóng truyền về bên Hoa Hải. Cái gì, thằng nhóc đó từ chối? Chí Đông Phương không thể tin nổi hỏi lại. Chuyện này nhìn thế nào thì cũng phải 8-9 phần ổn rồi. Ông chủ! Cậu ta cố ý thôi, muốn chúng ta tới mời thêm vài lần. Quản gia cười nói. Thế thì thỏa mãn nó đi, dù sao bây giờ chúng ta có thể sử dụng nó. Chí Đông Phương lại nói, gọi tất cả đàn ông trong gia tộc, tôi muốn họp. Trong sảnh lớn phòng nghị sự của nhà họ Chí nhanh chóng tụ tập đàn ông ba đời của gia tộc. Bọn họ đều đứng, chỉ có Chí Đông Phương và mấy vị già cả khác được ngồi. Sắc mặt ai cũng ra vẻ u sầu. Hiển nhiên là vì chuyện gần đây xảy ra với nhà họ Chí. Đầu tiên thông báo với mọi người một việc, con trai mất tích hơn 20 năm của Oánh Oánh đã tìm được rồi. Lời này của Chí Đông Phương khiến toàn trường xôn xao. Tìm được đứa bé bị bỏ rơi ở thành phố. Người nói chính là con trai trưởng của Chí Đông Phương, Chí Khiếu Thiên. Quản gia nói, đám tiểu bối phía dưới cười mỉa mai nói, tìm được một kẻ lang thang thì có ích gì. Không thể cống hiến cho gia tộc được. Sao lại không dùng được? Sau khi đón về, nó chính là cháu ngoại của Chí Đông Phương này, cũng coi nhà là huyết mạch của nhà họ Chí rồi, Chí Đông Phương lớn tiếng nói. Đúng vậy. Mọi người trả lời. Là con cháu nhà họ Chí,
vậy nó có thể thay gia tộc đi chịu tội, ai cũng sẽ không nói gì được. Chí Đông Phương lại nói. Hả, thật sao? Đám người nhà họ Chí đều vui mừng hẳn lên. Vấn đề mà bọn họ mệt mỏi bấy lâu nay đã được giải quyết. Trời không tuyệt đường người ta mài thế nào lại tìm được con trai của Chí Đông Phương. Nhất là đám tiểu bối vui đến suýt chút nữa thì hét lên. Cuối cùng cũng tìm được một người thay bọn họ đi chịu tội. Gần đây, nhà họ Chí làm ăn ở Đông Nam A đã gây ra họa lớn, chọc phải một vị quân phiệt cao cấp nào đó, bị quân đội ở nơi đó xử phạt nghiêm trọng. Bồi thường 100.000 tỷ, bỏ ra rất nhiều hạng mục có lợi thì thôi, lại còn phải bỏ ra 10 người đi ngồi tù chịu tội, thi hành án 30 năm. Nói là ngồi tù, thực ra là chịu chất. Điều kiện ngục tù ở đó cực kỳ khắc nghiệt, mỗi ngày đều chịu đủ hình phạt, không tới mấy tháng sẽ bị đày vò chết tươi. Đồng thời còn yêu cầu, trong 10 người, nhất định phải có một nam, một nữ thuộc dòng chính đi chịu tội. Nếu không cái vị quân phiệt này sẽ khó mà tan được lửa giận. Vì người chịu tội nhất định phải là dòng chính nhà họ Chí, chỉ thứ không được ởi thay. Chí Đông Phương không muốn nhìn đám con cháu mình đi chịu tội này. Ông cũng không hy vọng con cháu ruột thịt của mình đi uổng công chịu chết. Mỗi người đều là tương lai của nhà họ Chí. Đâu là bảo bối của mình. Tư tưởng trọng nam khinh nữ của nhà họ Chí đã ăn sâu vào tiềm thức. Con gái dòng chính đã được chọn xong, mặc dù là cháu gái ruột của Chí Đông Phương nhưng ông bằng lòng đưa ra. Nhưng nam dòng chính thì ông không nỡ đứa nào cả. Những ngày này, nhà họ Chí đều đau đầu nhức óc về chuyện này. Bây giờ xuất hiện một đứa cháu ngoại, vừa hay có thể thay thế. Lo lắng của mọi người đều được quét sạch. Thậm chí vội vàng nói, ông nội, người này ở đâu, chúng cháu lập tức đón về. Chí Đông Phương cười, chuyện này không cần các người quan tâm, tôi đã cho người đi đón rồi. Con trai trưởng Chí Khiếu Thiên lại đưa ra thắc mắc. Ba, chúng ta cứ để Diệp Quân Lâm đi chịu tội hình như không tốt lắm. Lỡ để nhà họ Diệp ở kinh thành mà biết được rồi trách tội xuống. Chuyện đó không cần để ý, bản thân nó đã bị nhà họ Diệp vứt bỏ hơn 20 năm, sao nhà họ Diệp chưa đi tìm nó một lần. Trong gia phả nhà họ Diệp không có người này, chúng ta không cần lo. Sau khi có được lời khẳng định của Chí Đông Phương, ai cũng thở phào yên tâm. Vấn đề nhà họ Chí cuối cùng cũng được giải quyết. Cho cháu ngoại của Chí Đông Phương là Diệp Quân Lâm đi ngồi tù chịu tội, đối phương sẽ không có ý kiến gì. Ba, nhất định là do bình thường ba dâng hương lễ Phật, Phật Tổ Bồ Tát phù hộ cho nhà họ Chí chúng ta nên mới có thể may mắn như thế. Chi Khiếu Thiên cười nói. Đúng vậy, không thì sao tự dưng lại có một đứa cháu ngoại từ trên trời rơi xuống chứ? Những người khác cũng cười theo. Nhất là đám tiểu bối. Một đám công tử quần là áo lượt. Sao mà không vui được? Lúc nào cũng sợ là mình sẽ bị đẩy đi, u buồn đến không ăn được. Diệp Quân Lâm vừa xuất hiện, bọn họ liền không sao nữa. Chí Đông Phương vuốt râu cười nói, nếu đứa nhỏ này đã thay chúng ta chịu tội thì cũng không thể cứ để cho nó đi không như vậy. Đến lúc đó phải thỏa mãn tất cả nguyện vọng của nó đã. Ba ông nội cứ giao cho chúng con. Ai cũng hưng phấn, từ trên xuống dưới nhà họ Chí đều đang chờ Diệp Quân Lâm tới. Diệp Quân Lâm làm sao mà ngờ được mình lại trở thành vật hy sinh cho nhà họ Chí. Tình hình so với tưởng tượng của anh còn thê thảm hơn nhiều. Đột nhiên xuất hiện một ông ngoại, đã khiến cho tâm trạng của anh rất phức tạp. Ba mẹ, người nhà, họ hàng, thân thích, có quan hệ với anh sao? Nếu thật sự quan tâm thì sẽ không vứt bỏ anh. Nếu như hối hận thì đã sớm tìm NHL. Vì sao đã 30 năm không ai tìm? Do lại đột nhiên xuất hiện một ông ngoại. Hơn nữa nhìn bộ đảng của nhà họ Chí, nhất định còn có ý đồ khác. Diệp Quân Lâm là giang hồ lão luyện, liếc mắt là biết được dụng ý của nhà họ Chí không đơn giản như vậy. Bắc Phương nhanh chóng gọi điện thoại tới. Tướng quân, nhà họ Chí ở Hoa Hải quả không đơn giản. Bọn họ đắc tội với Tang Khôn, quân phiệt cấp cao ở Đông Nam Á. Yêu cầu là nhất định phải cho một đôi nam nữ của dòng chính tới ngôi tù chịu tội 30 năm. Nam dòng chính mà nhà họ Chí chọn nhất định là anh. Ha ha! Nghe xong, Diệp Quân Lâm liền cười. Làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều là cố ý. Trong những gia tộc lớn như vậy vốn nên hiểu rõ mấy chuyện tình thân như này. Nhất định là với người ta, một kẻ bị vứt bỏ, lang thang bên ngoài 30 năm không có bất kỳ giá trị gì.
Người ta đón anh về làm gì? Còn cho tiền, cho quyền. Người ta đâu có điên. Lời giải thích duy nhất là anh có giá trị sử dụng. Nếu không thì sao cho Diệp Quân Lâm đi ngồi tù thay chịu tội? Ha ha ha. Diệp Quân Lâm cười to vài tiếng. Đúng là nực cười. Thân tình sau 30 năm chính là như vậy. Là ông ngoại, chú bác của anh lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy. Có khác gì nhà họ Diệp ở Thiên Danh đâu. Bắc Phương ở đầu dây bên kia lập tức cảm nhận được hô hấp của Diệp Quân Lâm có sự thay đổi. Anh đang tức giận. Người đàn ông này tức giận rồi. Bắc Phương hỏi dò, tướng quân, 3 năm trước, quân phiệt Tang Khôn bị chúng ta đánh cho tơi bời, suýt chút nữa thì bị Điệt Toàn Bột có muốn để Trung Phương tới tiêu diệt không? Diệp Quân Lâm lắc đầu, không cần. Chúng ta không chọc người ta. Đây là chuyện của nhà họ Chí, không liên quan gì đến chúng ta. Mọi người chú ý. Ba mẹ của Diệp Quân Lâm tôi là người Việt Nam, là ở nơi này, những người khác chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Diệp Quân Lâm dặn dò. Hiểu rồi. Đám người Bắc Phương cũng là trẻ mồ côi, nên có thể hiểu được tâm trạng của Diệp Quân Lâm. Đột nhiên xuất hiện thêm một người thân, lại còn đối xử như vậy thì có là ai cũng không vui được. Quân Lâm, sao thế? Trông anh không được vui. Lý Tử Nhiệm nhìn sắc mặt không bình thường của Diệp Quân Lâm thì hỏi. Anh lại làm như không có việc gì xảy ra. Không có gì. Diệp Quân Lâm cười. Nghe nói sáng nay có người tới tìm anh, không sao chứ? Lý Tử Nhiệm lo lắng hỏi. Không có gì, nếu có việc anh nhất định sẽ nói với Y Mồ. Vậy thì tốt, tối chờ em, chúng ta cùng đi ăn cơm. Buổi tối sau khi tan làm, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiệm sánh vai nhau cùng rời đi, Chí Nguyên Sinh lại đưa một đoàn người tới ngăn cản. Vợ! Em ở đây đợi một chút, anh xử lý chuyện này đã. Đối mặt với nhà họ Chí, Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, đã bảo các người đi rồi mà, sao còn chạy tới nữa? Chí Nguyên Sinh cười, cậu Diệp, chúng tôi tới đón cậu về Hoa Hải. Cậu đã phiêu bạt bên ngoài 30 năm, cũng nên về nhận thân phận chân chính. Cậu là con cháu dòng dõi quý tộc, không nên ở những chỗ như này. Chí Nguyên Sinh đã nhận được lệnh là cho dù thế nào cũng phải đưa Diệp Quân Lâm về Hoa Hải. Cho nên ông ta mới cố gắng đi qua đi lại trước mặt Diệp Quân Lâm, nếu vẫn không được thì phải dùng biện pháp mạnh. Diệp Quân Lâm cười mỉa mai nói, đi đi, tôi chẳng thèm cái thân phận cậu chủ nhà họ Chí gì cả. Cho dù gia chủ nhà họ Chí đến mời thì câu trả lời của tôi vẫn là vậy. Nói xong, Diệp Quân Lâm vung tay rời đi. Bọn người Chí Nguyên Sinh nhìn bóng lưng của Diệp Quân Lâm. Ai cũng lâm vào trầm tư. Một lúc sau, Chí Nguyên Sinh lên tiếng, nếu không được thì bắt về. Lý Tử Nhiệm đương nhiên muốn hỏi nguyên nhân. Diệp Quân Lâm nói cho cô, nhưng không nhắc tới chuyện nhà họ Chí bắt anh đi ngồi tù chịu tội thay. Đúng, dựa vào cái gì? Lý Tử Nhiệm cũng rất tức giận. Cô ôm chặt lấy Diệp Quân Lâm nói, chồng, cho dù anh có quyết định gì, em cũng sẽ đứng về phía anh. Có em là đủ rồi. Tình thân gì đó kia anh coi như chưa từng tồn tại. Diệp Quân Lâm nói. Chí Nguyên Sinh vung tay nói sau, xem cậu ta ở chỗ nào. Buổi tối chúng ta qua ép người đi là được. Kẻ bám đuôi anh và Lý Tử Nhiệm đi ăn cơm dạo phố, Diệp Quân Lâm vẫn luôn biết. Có điều anh không quá để ý. Buổi tối, Lý Tử Nhiệm trở về nhà họ Trịnh, Diệp Quân Lâm như thường lệ về trụ sở quân đội. Sau đó không lâu. Chí Nguyên Sinh liền đưa theo mấy tên cao thủ bao vây chung quanh trụ sở quân đội. Ở nơi rách nát như vậy, lại còn bảo là không quan tâm vị trí cậu chủ nhà họ Chí. Chó nó mới tin. Chí Nguyên Sinh chế giễu một câu. Trụ sở quân đội đã lâu chưa được tu sửa, tường bị chóc, cổng chính còn bị nhà họ Quách phá hỏng hai hôm trước. Cho nên nhìn qua khá nát. Hành động đi, trói được người thì chúng ta đi. Chí Nguyên Sinh ra lệnh. Bốn người thân thủ nhanh nhẹn nhảy vào trong sân, nghĩ là chỉ một lúc là có thể bắt được Diệp Quân Lâm ra. Nhưng 10 giây sau, bốn người bị ném ra ngoài. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ đi từ bên trong ra, cười mỉa mai nói, sao đấy? Muốn trộm đồ à? Người đàn ông mặc áo ba lỗ nhắm ngay vào chiếc xe tải, nện một quyền xuống, đầu xe liền bị lõm vào. Chí Nguyên Sinh và những người khác không thể tin nổi mà trố mắt nhìn. Nơi này còn có cao thủ cỡ này. Không kịp phản ứng lại, cửa xe liền bị kéo ra. Đám người Chí Nguyên Sinh trực tiếp bị lôi ra. Trộm đồ, hay là bắt cóc?
Tô Hoàng Long hỏi. Anh ta đang tập luyện thì có bốn thằng nhãi con đến quấy rầy. Tô Hoàng Long liền giận dữ. Tiếng còi cảnh sát nhanh chóng vang lên, Trịnh Văn Viễn mang theo đặc công tới. Bắt toàn bộ đoàn người Chí Nguyên Sinh đi. Ở trang viên Bảo Đức Danh, Hoa Hải. Cái gì, Chí Nguyên Sinh bị bắt đến đồn cảnh sát, đám phế vật, đúng là không làm được gì chỉ tổ phá hoại. Chí Đông Phương giận dữ nói. Quản gia không khỏi nói, đúng vậy, không sai. Chí Nguyên Sinh hai lần mời Diệp Quân Lâm đều bị từ chối. Hết cách nên mới nghĩ trói người mang về, kết quả lại gặp phải chuyện này. Đúng là ngu như bòi. Chí Đông Phương giận mà không có chỗ xả. Ngay cả người mà cũng không mời được. Có khác gì đồ bỏ đi không? Có điều Diệp Quân Lâm hình như nói là cho dù tự gia chủ đi mời thì cậu ta cũng không tới. Quản gia lại nói. Tôi hiểu, đứa trẻ này đang trách vì tôi không tự mình đi mời. Ha ha, bảo Khiếu Thiên đi mời đi. Cố gắng mời người ta một cách khách sáo chút, dù sao người ta cũng có giá trị cho chúng ta lợi dụng. Chí Đông Phương lại cho con trai mình đến mời Diệp Quân Lâm. Chí Khiếu Thiên tối đó đến Kim Lăng, đầu tiên là chuộc Chí Nguyên Sinh ra. Rạng sáng hôm sau, Chí Khiếu Thiên tự mình đợi ở cửa công ty. Diệp Quân Lâm vừa xuất hiện, Chí Khiếu Thiên vội vàng ra nghênh đón. Lại là người của nhà họ Chí. Diệp Quân Lâm nhìn một cái là nhận ra đám người Chí Nguyên Sinh phía sau. Quân Lâm, đứa cháu trai đáng thương của bác, cuối cùng thì bác cũng gặp được cháu rồi. Chí Khiếu Thiên vui đến phát khóc, xông lên muốn ôm Diệp Quân Lâm một cái thật chặt. May mà Diệp Quân Lâm né kịp. Quân Lâm, bác Chí Khiếu Thiên, là bác cả của cháu. Mẹ cháu, chị Oanh Oánh là em gái của bác. Diệp Quân Lâm kinh ngạc nhìn ông ta. Nghe được cái từ mẹ này khiến anh cũng có chút xúc động. Cho dù anh có thừa nhận hay không thì anh vẫn do người phụ nữ kia sinh ra. Điều này trốn không thoát được. Cho nên sau khi vừa nghe cách xưng hô, anh vẫn có chút xúc động. Thì ra bà gọi là Chí Oánh Oánh. Cho dù Diệp Quân Lâm có điểm bài xích nhưng trong tiềm thức anh vẫn ghi nhớ cái tên này. Quân Lâm, là chúng ta không tốt, để cháu phiêu bạt bên ngoài nhiều năm như vậy. Theo lý mà nói thì hẳn là ông ngoại nên tự mình tới đón cháu về, nhưng sức khỏe của ông ngoại cháu không tốt, chỉ có thể bảo bác đến đón cháu. Cháu yên tâm, bác dùng lễ nghi cao nhất tới đón cháu về. Bên ngoài có 20 chiếc Rolls Royce, 10 chiếc BM để đón cháu. Ngoài ra, bác cho cháu làm ông chủ của một công ty trị giá chục tỷ USD, cho cháu thêm một thẻ ngân hàng trị giá 1.000 tỷ, nơi ở của cháu sẽ là biệt thự cao cấp nhất ở Hoa Hải. Vì để đền bù cho cháu, nhà họ Chí đã cho cháu làm gia chủ đời kế tiếp, tương lai của nhà họ Chí, toàn bộ đều do cháu định đoạt. Chí Khiếu Thiên nói một tràng. Tóm lại là cái gì tốt nhất thì nói ra. Thậm chí còn cho Diệp Quân Lâm cả nhà họ Chí. Nếu Diệp Quân Lâm không biết gần đây nhà họ Chí xảy ra chuyện gì thì anh thật sự bị làm cho cảm động gần chết. Chí Khiếu Thiên cam đoan những chuyện này đúng là quá đủ thành ý. Tuyệt đối có thể cảm động lòng người. Thậm chí còn lôi cả nhà họ Chí ra cho. Nhưng cái vị trí người thừa kế nhà họ Chí chỉ là cái bẫy mà thôi. Để anh ngồi lên vị trí này, thực tế là muốn hợp lý hóa cái lý do để anh thay nhà họ Chí ngồi tù chịu tội. Nghe cam kết của Chí Khiếu Thiên, ngay cả Chí Nguyên Sinh cũng giật mình. Vì để cho Diệp Quân Lâm trở về, nhà họ Chu cũng bỏ công sức quá. Chí Khiếu Thiên nhìn bộ dạng xúc động của Diệp Quân Lâm, nhếch miệng cười. Ông ta gần như cười ra tiếng. Không phải chỉ là một đứa trẻ sao? Dễ giải quyết thôi mà. Đưa ra những điều kiện hấp dẫn như vậy là có thể nhẹ nhàng nắm được rồi. Đứa bé kia sao có thể chịu được những cám dỗ thế này? Ông ta nhìn về phía Chí Nguyên Sinh bằng ánh mắt khinh thường. Giống như đang nói, nhìn xem đồ phế vật, tôi chỉ nói mấy câu là xong. Nào biết một giây sau, Diệp Quân Lâm cất giọng nói, xin lỗi, ông Chí. Một nhà họ Chí chẳng lọt vào mắt Diệp Quân Lâm tôi, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, xin ông đừng xưng hô bác cháu với tôi, cảm ơn. Nghe được Diệp Quân Lâm từ chối, Chí Khiếu Thiên ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt không thể tin nổi. Như này mà còn từ chối à? Không thèm nhìn nhà họ Chí vào mắt cơ lão võ, tiễn khách. Diệp Quân Lâm hô một tiếng, võ xâm lập tức đưa mấy người Chí Nguyên Sinh và Chí Khiếu Thiên ra ngoài. Đi ra ngoài. Chí Nguyên Sinh bất đắc dĩ nói, tên nhóc này thật bướng bỉnh, ông mời mà cũng không được. Chí Khiếu Thiên cực kỳ tức giận.
Ở nhà họ Chu, ngoại trừ Chí Đông Phương ra, địa vị của ông ta là cao nhất. Diệp Quân Lâm lại dám từ chối ông ta. Chính là không nể mặt nhau rồi. Đúng là không cho nhau chút thể diện nào. Chẳng qua mày chỉ là công cụ cho nhà họ Chí lợi dụng mà thôi. Chí Khiếu Thiên cả giận nói. Tôi đang nghĩ, có phải cậu ta thực sự muốn gia chủ tới mời về không? Chí Nguyên Sinh phân tích. Nó hỗn vừa. Chí Khiếu Thiên tức giận nói. Nó chẳng qua chỉ là một đứa mồ côi bị vứt đầu đường xó chợ, có tư cách gì đòi ba đích thân tới. Đúng là không biết xấu hổ. Nhưng cậu ta không về, chúng ta làm gì có cách nào. Cũng không thể cưỡng ép bắt về được. Phương pháp đó ông ta đã thử vào tối qua, hỏng bét. Có điều đó cũng là phương pháp cực đoan nhất. Chí Khiếu Thiên ngẫm nghĩ rồi không khỏi nói, ha ha, đúng là rượu mời không muốn lại cứ thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng tao không có cách trị mày à, tao sẽ khiến mày phải quỳ gối cầu xin tao dẫn về. Sắc mặt Chí Khiếu Thiên tối đi, mùi âm mưu như đang lên men. Diệp Quân Lâm biết nhà họ Chí sốt ruột tìm mình đi thế tội nên tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Bọn họ nhất định sẽ còn bày trò phía sau. Cho dù nhà họ Chí thuộc hoàng gia thì thế nào? Anh cần phải để vào mắt à? Ngay cả Tang Khôn mà nhà họ Chí e ngại không thôi còn suýt chút thì bị anh diệt. Chỉ cần anh muốn, một ngón tay là có thể nghiền chết nhà họ Chí rồi. Tòa cao ốc đối diện tập đoàn Minh Cường. Vẻ mặt Chí Khiếu Thiên vô cùng nghiêm túc. Chuẩn bị xong hết chưa? Ông ta lạnh giọng hỏi. Xong hết rồi. Chiều, Lý Từ Nhiệm đang muốn ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Võ Tiêu bảo vệ bên người. Chiến thần Diêm La đi chữa bệnh nên tạm thời không về được. Có điều bây giờ toàn bộ Kim Lăng đều do Diệp Quân Lâm khống chế, không có kẻ địch nào. Đi vào công ty cần bàn hợp đồng. Lý Từ Nhiệm vừa xuống xe, Võ Tiêu liền phát hiện có điểm bất thường. Trên lầu xa có phản quang. Hơn 50% là ánh sáng khúc xạ bởi gương của súng bắn tỉa. Nằm xuống. Võ Tiêu liền đẩy Lý Từ Nhiệm ngã xuống ghế ngồi. Băng. Am. Y sau một khắc, cả chiếc xe bị giáng một đòn nặng nề. Lốp xe phía trước phát nổ, thân xe rung lắc dữ dội. Điều này khiến Võ Tiêu bị dọa sợ. Có người muốn giết Lý Từ Nhiệm. Nhanh chóng lui về. Võ Tiêu nhờ cộng sự che chắn, đưa Lý Từ Nhiệm vào trong tòa nhà cao tầng. Nhưng vừa bước vào liền đụng phải một người đội mũ đen trùm kín mặt, trong đôi mắt lóe lên tia ác độc. Xoẹt, gã lấy ra một con dao, đột nhiên đâm về phía Lý Tử Nhiệm. Võ Tiêu vội vàng đẩy Lý Tử Nhiệm ra, ném di động của mình ngăn lại, có điều máy điện thoại cũng bị đập bể. Sau khi gã ta ám sát thất bại thì liền rút lui. Biến mất trong nháy mắt. Lý Tử Nhiệm bị dọa đến trắng bệch cả mặt, mồ hôi lạnh ứa ra. Võ Tiêu càng thêm hoảng sợ. Cảm thấy chỗ nào cũng không an toàn. Cô ta kéo Lý Từ Nhiệm đến bãi đậu xe dưới hầm. Võ Tiêu lợi dụng kỹ thuật mở khóa một chiếc xe, lập tức đưa Lý Từ Nhiệm rời đi. Trong kính chiếu hậu, cô nhìn thấy có vài người xông về phía họ. Võ Tiêu bị tình cảnh này dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra đầy người. Võ Tiêu chạy bằng tốc độ nhanh nhất, lao vùn vụt trên đường. Sau khi lái ra khỏi khu vực đó, cô mới thở dài một hơi. Nhưng sau một giây, mặt cô lại biến sắc. Am! Một chiếc xe con hung hăng đụng tới. Võ Tiêu và Lý Từ Nhiệm nháy mắt mất đi ý thức. Chờ đến khi hai người tỉnh lại, Diệp Quân Lâm và Võ Sâm đã tới. May mà Võ Tiêu và Lý Từ Nhiệm không bị thương, chỉ bị kinh sợ. Vẻ mặt Diệp Quân Lâm cực kỳ lạnh lùng. Lập tức nghĩ tới một người. Muốn chết! Võ Tiêu lập tức báo cáo tình huống, anh Diệp. Tôi cảm thấy chuyện này có điểm không bình thường, chúng tôi bị ám sát 4 lần, hình như có người cố gắng điều khiển. Lần đầu tiên, tay bắn tỉa bắn trượt, còn đánh trực diện như vậy đã không hợp lẽ thường rồi. Lần thứ hai, tay dùng dao ám sát có thể hoàn toàn lách qua vị trí của tôi rồi ra tay tiếp. Lần thứ ba thì bọn họ đã mai phục sẵn dưới bãi đậu xe, hẳn là nên ra tay sớm, chứ không chờ đến lúc chúng tôi lái xe rời đi rồi mới ra tay. Lần thứ tư, xem ra là chỉ muốn đụng chúng tôi chứ không phải muốn lấy mạng chúng tôi. Tôi cảm giác đối phương là cố ý dọa sợ chúng tôi mà thôi, chứ không phải muốn giết. Võ Tiêu tổng kết. Diệp Quân Lâm không nói gì. Chỉ là vẻ mặt âm trầm. Nhà họ Chí đang cảnh cáo anh. Khi anh trở lại công ty, ở cửa lại đụng phải Chí Khiếu Thiên. Ông ta cười nói, Quân Lâm, sao rồi?
vợ cháu không sao chứ? Đúng là may mắn mài. Sát thủ ra tay, làm Lý Từ Nhiệm bị thương ông ta nói bóng nói gió, tất cả đều do ông ta thiết kế. Ông ta lúc nào cũng có thể giết chết Lý Từ Nhiệm. Mạng của Lý Từ Nhiệm nằm trong tay ông ta. Diệp Quân Lâm cười. Uy hiếp anh bằng cách này à? Đúng là tìm nhầm người rồi. Chí Khiếu Thiên tiếp tục nói, lần tiếp theo, khả năng đạn sẽ không lệch, dao sẽ chuẩn hơn, người mai phục kỹ, xe trực tiếp đụng phải. 2. Tính mạng con người vẫn còn yếu lắm, có đôi khi bảo vệ thế nào cũng không giữ được. Ý cảnh cáo của Chí Khiếu Thiên quá rõ ràng. Võ Tiêu vốn không gánh nổi Lý Từ Nhiệm. Lần tiếp theo, có thể Lý Từ Nhiệm sẽ chết. Không biết nàng dâu của cháu trai đắc tội với ai, mà trong một thời gian ngắn chết hụt đến 4 lần. Nếu như thân phận của cô ấy là cháu dâu ngoại của nhà họ Chí, thì bác xem ai dám động vào. Nói xong, Chí Khiếu Thiên đưa cho Diệp Quân Lâm một tờ giấy. Trên đó viết một số điện thoại. Ý tứ quá rõ ràng. Chỉ cần Diệp Quân Lâm trở lại nhà họ Chí, như vậy Lý Từ Nhiệm sẽ không có chuyện gì. Uy hiếp. Chí Khiếu Thiên đang uy hiếp Diệp Quân Lâm. Nếu như Diệp Quân Lâm quan tâm đến sự sống chết của Lý Từ Nhiệm thì sẽ quỳ xin nhà họ Chí giúp đỡ. Sau khi Chí Khiếu Thiên rời đi, ông ta cười lớn một tiếng, còn muốn đấu với tao N. Nhà họ Chí chúng ta giờ chỉ cần ngoan ngoãn chờ Diệp Quân Lâm đến cửa cầu xin được về là được. Những người khác cũng nhao nhao cười theo. Sắc mặt Diệp Quân Lâm lạnh đi, mang theo vẻ ngang ngược. Dám ra tay với Lý Từ Nhiệm. Người có điểm giới hạn, động vào sẽ chết. Lý Từ Nhiệm là giới hạn của anh. Đừng nói đến việc cô bị thương, cho dù bị chút kinh hãi cũng không được. Hôm nay liên tục bị ám sát 4 lần, dẫn đến việc cô bị sợ hãi, thậm chí còn dẫn đến việc thần kinh bị suy nhược. Điều này khiến Diệp Quân Lâm tức giận vô cùng. Nhà họ Chí đã chạm tới lằn ranh của Diệp Quân Lâm. Anh phải ra tay với nhà họ Chí thôi. Thứ nhất, anh không thừa nhận quan hệ với nhà họ Chí. Thứ hai, cái người gọi là ông ngoại kia gọi mình về cũng chỉ muốn thay ông ta chịu tội mà thôi. Cho nên anh ra tay thì ra tay, đối với anh bọn họ chỉ là người ngoài mà thôi. Đi vào văn phòng, Lý Từ Nhiệm đã đỡ hơn nhiều. Cô rất thông minh, đã đoán được đại khái là do nhà họ Chí làm. Quân Lâm, thực sự không được, anh đi xem thế nào. Lý Từ Nhiệm nói, không thể nào, tôi sẽ không trở về. Bọn họ sẽ vì chuyện hôm nay trả giá thật lớn. Vẻ mặt của Diệp Quân Lâm liền âm trầm. Đi ra ngoài, Võ Tiêu áy náy nói, thật xin lỗi, tôi không bảo vệ tốt cho Tổng Giám Đốc. Không sao, cô đã làm rất tốt rồi, tiếp theo giao cho tôi là được. Chí Khiếu Thiên và những người khác một mực chờ đợi, có điều điện thoại lại chậm chạp không vang lên. Chí Nguyên Sinh hỏi, không đúng, sao lâu thế rồi mà tên nhóc kia không có động tĩnh gì? Những người khác cũng nói, theo lý mà nói thì phải sớm gọi rồi chứ. Chí Khiếu Thiên cũng kinh ngạc, hay là do tôi làm chưa tới, không nên chỉ khiến cho cô gái kia kinh sợ, mà nên cho cô ta bị thương. Có thể lắm, có lẽ cậu ta cảm thấy nhà họ Chí niệm tình cậu ta là cháu ngoại nên không dám ra tay, chỉ hù dọa mà thôi. Chí Nguyên Sinh phân tích. Chí Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, mẹ nó. Tôi đường đường là thân phận người thừa kế của nhà họ Chu phải đến mời mà nó vẫn không cho tôi mặt mũi. Thực sự cho mình là to lắm hả? Chẳng qua mày chỉ là một con chó thôi, mẹ mày cũng không phải thứ gì tốt. Nếu mày đã không sợ thì được rồi, tao sẽ phế đi tay chân của vợ mày, xem mày còn không chịu tới cầu xin tao nữa không? Người đâu, bảo bọn sát thủ ra tay đi, tôi nhất định phải thấy máu. Chí Khiếu Thiên ra lệnh một tiếng. Ban ngày thuê hơn 10 tên sát thủ cùng nhau ra tay, xông thẳng đến chỗ Lý Từ Nhiệm. Những sát thủ này dày đặn kinh nghiệm vô cùng, đã sớm mai phục ở chung quanh Lý Từ Nhiệm, mỗi một khoảnh khắc đều có thể xuất hiện trường hợp ra sát chiêu với chuyện này với bọn họ đều là đao trâu mổ gà. Rõ ràng chỉ cần trực tiếp giết là được. Không ngờ lại chỉ cần làm bị thương thôi. Dưới bãi đậu xe ở công ty, một bóng người xuất hiện, sau một giây, người đó mở cửa xe của Lý Từ Nhiệm. Lặng lẽ chui vào. Đợi lát khi Lý Từ Nhiệm xuất hiện, gã nhất định sẽ dùng một giây khiến Lý Từ Nhiệm bị thương. Đang lúc gã đắc ý thì lại kinh ngạc phát hiện phía trước có một người, người đó chậm rãi quay đầu lại. Suýt chút thì hù chết tên sát thủ này. Gã tính thoát đi thì người này liền tóm lấy gã. Tầm. Một bàn tay khác liền đập vào mặt gã, trong nháy mắt máu tươi văng ra.
Tiếp theo, Diệp Quân Lâm xoa xoa tay, châm một điếu thuốc rồi rời đi. Sau đó, chung quanh công ty không ngừng có người ngã xuống. Hơn 10 tên sát thủ bị tiêu diệt toàn bộ hình như có điểm bất thường, đã hơn 12 giờ rồi mà sao một tên sát thủ cũng không về. Sau khi trò mấy tiếng, Chí Khiếu Thiên đứng ngồi không yên. Bọn sát thủ không trở lại, cũng không có tin tức. Xem ra xảy ra chuyện rồi. Tôi cũng cảm thấy có vấn đề, nhiều sát thủ cao cấp như vậy mà không giải quyết được một người phụ nữ. Chí Nguyên Sinh kinh ngạc nói. Tranh thủ thời gian liên hệ với nhóm sát thủ này đi, xem rốt cuộc bọn họ đang làm gì. Chí Khiếu Thiên bước qua bước lại, trong lòng bực bội vô cùng. Chí Nguyên Sinh gọi điện hết người này đến người khác, nhưng lại chẳng liên hệ được với một ai. Xảy ra chuyện rồi, nhưng nhiều người như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chí Khiếu Thiên không tin có người sẽ ứng phó được với nhiều sát thủ đến vậy. Lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Mọi người có chuyển phát nhanh. Nhân viên giao hàng đến đưa cho Chí Nguyên Sinh một cái hộp. Chuyển phát nhanh của chúng ta. Chí Nguyên Sinh nghi hoặc nhìn. Đồng thời ông ta còn ngửi được một mùi kỳ quái. Cái gì, chuyển phát nhanh, tôi tới Kim Lăng này có quen biết ai đâu. Chí Khiếu Thiên kinh ngạc nói. Mở ra xem. Sau khi mở hộp ra, chính là âm thanh của tiếng hít khí lạnh. Bởi vì trong hộp đều là những ngón tay đẫm máu. Chí Khiếu Thiên bị dọa đến sắc mặt cũng trắng bệch. Những người khác cũng không khá hơn. Cái này, là của những sát thủ kia. Chí Khiếu Thiên run rẩy hỏi. Rầm. Cửa bị người ta đạp mạnh ra, một đám người đi từ ngoài vào. Đánh. Người đứng đầu ra lệnh một tiếng, một đám cao thủ liền vọt lên. Mặc dù Chí Khiếu Thiên có vệ sĩ, nhưng đối với sự tấn công mạnh mẽ đến vậy, quân của ông ta nhanh chóng tan rã, toàn bộ bị đánh ngã trên đất. Chỉ còn lại ông ta và Chí Nguyên Sinh. Các người là ai, có biết chúng tôi là ai không? Chí Khiếu Thiên vội vàng hô lên. Dám làm loạn trên địa phận Kim Lăng mà không hỏi bọn tao trước à? Hỗn láo! Tên cầm đầu cười mỉa mai nói. Chí Khiếu Thiên nháy mắt liền hiểu ra, đây là đám người trong thế giới ngầm ở Kim Lăng. Đúng là bọn họ làm loạn trên địa bàn của người ta, theo quy củ thì nhất định là phải chào hỏi với người ta trước, thậm chí còn phải đưa phí bảo kê. Đây là quy định bất thành văn. Dù sao bọn họ cũng vừa từ Hoa Hải tới. Nhưng ông ta cần sao? Không cần. Ông ta là con trai trưởng của gia chủ nhà họ Chí thuộc hoàng tộc. Sao phải sợ lũ người này? Ha ha, các người biết tôi là ai không? Chí Khiếu Thiên của hoàng tộc nhà họ Chí ở Hoa Hải. Dựa vào thân phận của tôi mà phải chào hỏi, mấy người nhận nổi không? Chí Khiếu Thiên cười mỉa mai nói. Trong mắt ông ta, người ở Kim Lăng đều là cấp thấp. Còn ông ta thì cao cao tại thượng. Đánh cho đến chết. Những người này chả thèm quan tâm. Này, các người vẫn chưa rõ ràng đúng không? Tôi là con trai trưởng của gia chủ nhà họ Chí thuộc hoàng tộc đấy. Chí Khiếu Thiên cả giận nói. Ông ta đã nói rõ thân phận của mình rồi mà. Thử hỏi xem thành phố Kim Lăng này ai dám động đến ông ta. Lúc trước một nhà họ Sở đã ép cho không kẻ nào ở Kim Lăng này thở nổi. Phải biết nhà họ Sở chỉ gần như hoàng gia. Còn nhà họ Chí của ông ta mới là hoàng gia chân chính. Ai dám động đến ông ta sau khi biết thân phận thật của ông ta chứ? Đơn giản là muốn chết. Tôi chả quan tâm ông là ai. Phá hỏng quy củ của tôi thì phải bị đánh. Lên cho tôi. Nào biết đám người này chẳng khác nào đám trẻ trâu, không quan tâm gì, trực tiếp xông lên không ngừng đánh đập Chí Khiếu Thiên. Cuối cùng tứ chi đều bị đánh gãy. Chí Khiếu Thiên giống như một con chó đang hấp hối nằm rạp trên mặt đất. Vẻ mặt ông ta như không thể tin được. Một đám lưu manh lại dám đánh cậu cả nhà họ Chí như ông ta. Đúng là phản thiên mài cho mấy người một bài học nhỏ. Nhớ kỹ, nơi này là Kim Lăng, không phải nơi bọn ngoại lai như chúng mày có thể ra oai nếu còn có lần sau, sẽ lấy mạng chúng mày. Sau khi đám người giáo huấn xong, thì mới rời đi. Bọn họ là phụng mệnh tới đây. Phía sau có mấy ông lón chống lưng. Còn sợ một nhà họ Chí chắc. Đúng là nực cười. Tất cả đương nhiên là do Diệp Quân Lâm sắp xếp rồi. Bây giờ, Diệp Quân Lâm đã giao thế giới ngầm ở Kim Lăng cho Long Đầu, Phó Thương Long của Nam Hồng Môn quản lý. Tất cả đám côn đồ không còn đi làm chuyện không có tính người, ai cũng có nghề nghiệp. Diệp Quân Lâm ra lệnh một tiếng,
Phó Thương Long liền phái người tới. Hắn cho người đánh gãy tứ chỉ của Chí Khiếu Thiên chính là một trừng phạt nho nhỏ. Nếu không, cả người ông ta sẽ bị chôn ở Kim Lăng này luôn. Sáng sớm hôm sau, trước cổng chính của trang viên Bảo Đức danh ỏ Hoa Hải. Chí Khiếu Thiên bị đánh gãy tay chân, Chí Nguyên Sinh và mười mấy người của nhà họ Chí được đặt trinh tê ở trước cửa. Ai cũng không động đậy được, chỉ có thể phát ra âm thanh trầm thấp thông khổ. Cái gì thế này? Lúc Chí Đông Phương dẫn một đám người ra, chúng kiến được cảnh này thì không khỏi kinh ngạc. Là ai làm, ai đánh gãy chân con trai tôi? Chí Đông Phương tức giận vô cùng, mặt đen lại gầm lên. Những người khác cũng rất tức giận. Đây đâu còn là vấn đề đánh người, còn là vấn đề liên quan đến mặt mũi của nhà họ Chí. Lại bị đánh ở một nơi nhỏ bé như Kim Lăng. Điều này khiến cho nhà họ Chí mất hết mặt mũi. Là người của Kim Lăng làm. Chí Khiếu Thiên lắp bắp nói, đầu cúi trên đất, vốn không dám nhìn đám người nhà họ Chí. Sự sỉ nhục và đau xót xen vào trong lòng, Chí Khiếu Thiên đau khổ chảy nước mắt. Lần này ông ta mất mặt rồi. Không cách nào đối mặt với gia tộc được nữa. Bị đánh gãy tay chân ở một thành phố nhỏ như Kim Lăng, với ông ta mà nói là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời. Bọn côn đồ thế giới ngầm ở Kim Lăng nói chúng tôi không tuân theo quy củ, làm loạn trên địa bàn của bọn họ nên mới phế chúng tôi. Chí Nguyên Sinh cũng khóc nói. Cái gì, các người bị một đám lưu manh đánh thành thế này? Chí Đông Phương không thể tin hỏi lại. Cái này mà chuyên gia, cái mặt mo của ông biết giấu ở nơi nào? Nhà họ Chí làm sao còn lăn lộn được ở Hoa Hải này nữa? Các người không nhắc tới thân phận của mình à? Chí Đông Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi. Mấy tên này đều là đồ bỏ đi. Có nhắc, cũng vì nhắc tới mà bị đánh gãy tay chân. Nói xong, Chí Khiếu Thiên nhỏ giọng khóc. Mẹ kiếp, tạo phản à. Chí Đông Phương cả giận nói. Vài tên côn đồ Kim Lăng mà dám khiêu khích hoàng gia nhà họ Chí. Không muốn sống nữa rồi. Ba, đều do cái tên Diệp Quân Lâm kia. Giá đỡ của nó đúng lớn. Ngay cả người bác như con mà nó cũng không để vào mắt, cần phải ba đích thân đi đón. Chí Khiếu Thiên thấy, mặc dù việc bị đánh không liên quan gì đến Diệp Quân Lâm nhưng ông ta vẫn phải đổ hết tội lên đầu anh cho đến phút cuối cùng. Có lý nào như vậy, còn muốn tôi đi đón, xem mình là quan trọng lắm rồi à. Chí Đông Phương gầm lên. Những người khác cũng rất tức giận, đúng là coi mình là ông lớn, có thực lực một chút thì cũng được, nhưng một cái tên phế vật cũng đòi tự cao tự đại. Đúng vậy, bắt ông nội đi mời, cả cái tỉnh Giang Nam này còn chưa có ai có tư cách đó đâu. Cháu thấy cái tên Diệp Quân Lâm này chẳng khác nào ba mẹ nó, đều là đồ bỏ đi. Những người trong nhà họ Chí tức giận không thôi, nhưng quản gia lại nói, có gì chúng ta nên chịu đựng một chút, dù sao còn cần dùng tới cậu ta. Ôi, bắt tên nhãi đó lại là được, nhìn nó diểu võ dương oai là tôi lại tức. Đúng vậy, ông nội nhanh đi. Thời hạn mà Tang Khôn cho chúng ta chỉ còn 5 ngày thôi. Còn không làm được, không biết Tang Khôn lại muốn đưa ra điều kiện gì nữa. Đám người nhao nhao nói. Trong đôi mắt của Chí Đông Phương lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo, được lắm, tên nhóc kia nhất định phải bắt lại. Ngoài ra, tôi phải cho đám thế giới ngầm ở Kim Lăng chết hết. Cơ mà ông nội, chuyện của bác cả có phải do Diệp Quân Lâm làm không? Bác cả phái sát thủ đi đánh lén vợ của cậu ta. Cậu ta phản kích lại là rất bình thường. Lúc này, người ưu tú nhất trong đám cháu chắt đời thứ ba của nhà họ Chí, Chí Tiêm Long đưa ra nghi vấn. Anh ta thấy, đây đều do Diệp Quân Lâm làm. Mọi người nghĩ lại thấy cũng có khả năng cực lớn. Không thì cũng trùng hợp quá. Chẳng lẽ tên nhóc này thật sự có bản lĩnh và bối cảnh sao? Ngay cả Chí Đông Phương cũng nghi ngờ. Có khi tên nhãi đó có chỗ dựa cho nên mới nhắm mắt làm ngơ với nhà họ Chí chúng a. Có người nói, nếu như cậu ta thật sự có chút bản lĩnh và thủ đoạn thì quá đáng sợ rồi. Đúng lúc này, Chí Đông Phương nhận được điện thoại. Là Phó Thương Long, Long đầu của Nam Hồng Môn gọi tới. Lão Phó có gì chỉ bảo. Thái độ của Chí Đông Phương lập tức có sự thay đổi lớn. Mặc dù nhà họ Chí là hoàng gia, nhưng trước mặt một người có ảnh hưởng rất lớn ở phương Nam như Phó Thương Long, ông ta vẫn hơi lép vế. Tôi vừa nghe nói con trai của ông làm loạn trên địa bàn của tôi nên bị đánh gãy tay chân. Phó Thương Long nói. Hả? Kim Lăng là địa bàn của ông.
Chí Đông Phương kinh ngạc hỏi lại. Đúng vậy, bây giờ Kim Lăng thuộc địa phận do tôi quản lý. Các người lại tự mình dùng sát thủ trên địa bàn của tôi, phá hỏng quy củ, cho nên tôi làm gãy tay chân con trai của ông, có ý kiến gì không? Phó Thương Long nghiêm mặt nói. Không có, lão phó, tôi thay mặt con trai xin lỗi ông. Chí Đông Phương cả kinh nói. Thật ra trong lòng ông ta có chút vui mừng. Bởi vì chuyện này có thể xác minh, Chí Khiếu Thiên bị tổn thương không liên quan gì tới Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm vẫn là một kẻ bình thường, tên phế vật trong tư liệu điều tra được. Điều này khiến ông ta an tâm rồi. Được, chuyện này coi như xong. Nhà họ Chí các người tốt xấu gì cũng là hoàng gia, làm sao lại không hiểu chút quy củ như vậy. Cũng không biết là địa bàn của ai. Phó Thương Long tức tối nói. Lão phó anh minh, đều là do nhà họ Chí chúng tôi sêu. Chí Đông Phương lập tức chuyển chủ đề, nói, nhưng mà, lão phó, tiếp đây nhà họ Chí chúng tôi muốn làm chút chuyện ở Kim Lăng, mong ông tạo điều kiện. Nhà họ Chí các người còn muốn làm việc trên địa bàn Kim Lăng. Việc gì? Phó Thương Long hỏi. Ông ta đúng là không biết khúc mắc giữa Diệp Quân Lâm và nhà họ Chí. Dù sao ông ta cũng không dám hỏi. Chí Đông Phương cười. Nói đến thì chỉ sợ lão phó chê cười. Tôi có một thằng cháu ngoại bất hiếu đang ở Kim Lăng, chuẩn bị trói nó mang về. Tên gì? Phó Thương Long hỏi. Tên là Diệp Quân Lâm. Chí Đông Phương thành thật trả lời. Hỗn lão! Đột nhiên một tiếng gầm dọa Chí Đông Phương suýt ném điện thoại đi. Chuyện gì vậy? Vừa nhắc tới Diệp Quân Lâm, Phó Thương Long liền sao vậy? Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm là điều cấm kỵ gì sao? Phó Thương Long ở đầu dây bên kia rất tức giận. Tối qua Diệp Quân Lâm lệnh cho ông ta phái người đi đánh người, ông ta liền phái đi. Hôm nay mới biết đó là Chí Khiếu Thiên. Tuy Nam Hồng Môn không hẳn là mạnh hơn nhà họ Chí nhiều, nhưng vẫn cần chào hỏi một tiếng. Thế mà ông ta lại phát hiện Chí Đông Phương là ông ngoại của Diệp Quân Lâm. Lão phó, sao vậy? Chí Đông Phương run rẩy hỏi. Được thôi, ông muốn đến Kim Lăng làm gì thì tùy. Nhưng mà, tôi khuyên ông một câu, bây giờ tốt nhất đừng tới Kim Lăng, tới là đễ chết lắm. Phó Thương Long không dám xen vào chuyện này, cho dù người ta có quan hệ thế nào. Đâu là chuyện nhà người ta? Chí Đông Phương cảm thấy rất kỳ quái. Thành Kim Lăng sao mà phải sợ? Còn dễ chết. Với lại lúc này Phó Thương Long xúc động như vậy là sao? Ba, ông nội, có chuyện gì vậy? Mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Chí Đông Phương. Chuyện này đã rõ, Khiếu Thiên bị thương không liên quan gì tới Diệp Quân Lâm. Là do Nam Hồng Môn làm, Kim Lăng là địa bàn của người ta. Chí Đồng Phương giải thích. Ồ, ra vậy, trách không được ngay cả nhà họ Chí cũng không để vào mắt. Cũng nói rõ Diệp Quân Lâm chỉ là một tên phế vật thôi. Mọi người đều thở phào một hơi. Tôi đã chào hỏi với Phó Thương Long, người nhà họ Chí chúng ta có thể tùy ý làm việc ở Kim Lăng. Nhưng mà ông ta lại khuyên chúng ta không nên tới Kim Lăng nữa, đoán chừng là có nhân vật lớn nào rồi. Chúng ta khiêm tốn một chút là được. Chí Đông Phương đặn dò. Chúng con hiểu rồi. Sau đó, Chí Đông Phương tự mình xuất chinh tiến về Kim Lăng. Thời hạn đã sắp tới, một giây cũng không kéo dài được. Đúng rồi, đưa Nam Yên đi cùng. Sau khi giải quyết Diệp Quân Lâm, cùng đưa chúng nó tới Đông Nam Ái. Chí Đông Phương ra lệnh. Sau đó không lâu, một người mặc váy liền, gương mặt ngọt ngào xuất hiện. Cô ấy chính là Chí Nam Yên. Là nữ dòng chính được chọn ra để đưa tới cho Tang Khôn. Hu hu hiu. Ba mẹ Chí Nam Yên biết chuyến đi lần này, Chí Nam Yên sẽ chết, còn sẽ bị trà đạp. Chí Nam Yên là đứa cháu gái ưu tú nhất trong thế hệ trẻ nhà họ Chí, 17 tuổi thông thạo ngoại ngữ, thạc sĩ 6 trường đại học, các phương diện đều xuất sắc. Nhưng tính cô ấy lại không ham danh lợi, không tranh cái gì. Lần này, cô ấy được tất cả mọi người bỏ phiếu bầu chọn đi chịu phạt. Những người khác vì lợi ích nên thông đồng với nhau đẩy cô ra đầu tàu. Chí Nam Yên vẫn ra vẻ bình tĩnh, không có sợ hãi chút nào. Cô nhìn thoáng qua ba mẹ mình, nói, ba mẹ, vì gia tộc, con nguyện ý. Diệp Quân Lâm cố ý đưa Lý Tử Nhiệm đi bệnh viện kiểm tra một phen. Sau khi bác sĩ đã thông tư tưởng một chút, Lý Tử Nhiệm liền bình thường trở lại. Em không sao, anh đừng lo. Lý Tử Nhiệm cười. Sau đó cô lại chuyển chủ đề, Quân Lâm, nếu không thì anh về đi,
dù sao người ta cũng là ông ngoại của anh, ở đó còn có bà ngoại, chú bác cô dì của anh, đoán chứng bọn họ cũng rất nhớ anh, muốn anh về với bọn họ. Lý Tử Nhiệm đứng ở góc độ thân tình khuyên nhủ. Diệp Quân Lâm đột nhiên cười. Anh đã chướng mắt nhà họ Chí rồi. Trở về. Không thể nào. Quân Lâm, anh cười gì thế? Em hỏi anh, nếu có ngày ba mẹ ruột của anh xuất hiện trước mặt anh thì anh làm sao? Đột nhiên Lý Tử Nhiệm ra một vấn đề hỏi ngược lại Diệp Quân Lâm. Anh sớm đã không còn khái niệm gì về ba mẹ. Nhất là ba nuôi mẹ nuôi cũng đối xử với anh như người ngoài, chưa từng cho anh bất kỳ sự ấm áp nào. Nhưng gần đây nghe về ba mẹ người nhà, trong lòng anh cũng có chút dao động. Mặc dù anh không nguyện ý thừa nhận. Anh cũng không biết. Diệp Quân Lâm trả lời. Anh vẫn nên nghe em, nhanh về xem thế nào. Dù sao đó cũng là người nhà anh, Lý Tử Nhiệm cười nói. Có lẽ không cần anh đi, bọn họ sẽ tự tới. Diệp Quân Lâm biết kỳ hạn mà Tang Khôn cho nhà họ Chí chỉ còn vài ngày nữa. Nhà họ Chí nhất định gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng rồi. Nhất định sẽ còn tới tìm anh. Nhưng khi Đoàn Lễ Nguyên nghe thì lại hiểu theo ý khác. Cô kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ông ngoại anh tự mình tới đón anh? Như vậy cũng quá tốt đối với anh rồi. Người nhà của anh tới đón, thành ý này quá đủ rồi. Lý Tử Nhiệm cảm thấy Chí Đông Phương yêu thương đứa cháu ngoại này cho nên mới tự mình đến đón. Khiến cô rất hâm mộ. Buổi chiều, CDL và một đoàn người tới Kim Lăng. Cân nhắc tới lời dặn dò của Phó Thương Long. Chí Đông Phương không dám làm rình rang, ở trong sơn trang ngũ hổ ở Kim Lăng. Được rồi, đã đến Kim Lăng thì dẫn nó tới khách sạn gặp tôi, bảo tôi đích thân đi tìm nó thì không thể nào đâu. Dù sao tôi cũng là người cầm lái của nhà họ Chí. Chí Đông Phương nói, không xong rồi, Nam Yên chạy rồi. Đúng lúc này, có người hô lên. Cái gì, Nam Yên chạy, các người trông chừng thế nào vậy? Chí Đông Phương cả giận nói, nhanh tìm người về cho tôi. Người mà đi thì phiền phức rồi. Nam và nữ đều mất. Nhà họ Chí bắt đầu tìm kiếm Chí Nam Yên. Trong công ty, anh Diệp, có người tìm anh. Võ Sâm gọi điện thoại tới. Có phải là một lão già không? Không, là một cô gái, còn là một cô gái xinh đẹp. Một câu của Võ Sâm khiến Diệp Quân Lâm rất tò mò. Cô gái đến tìm mình. Điều này khiến Diệp Quân Lâm sững sờ. Nhà họ Chí còn có người chạy tới thông báo cho mình là mình gặp nguy hiểm. Điều này khiến cho lòng anh thấy có chút ấm áp. Ngoài trừ đám anh em trong quân đội và Lý Tử Nhiệm thì không có ai quan tâm tới anh cả. Chí Nam Yên tiếp tục nói, kể toàn bộ sự việc cho Diệp Quân Lâm nghe. Anh Lâm Lâm mau chạy đi, chậm thì không kịp nữa đâu. Chí Nam Yên thúc giục. Bản tính cô lương thiện, không muốn Diệp Quân Lâm phải đi thế tội nên đặc biệt chạy tới thông báo. Em là người còn lại à? Diệp Quân Lâm hỏi. Vâng. Chí Nam Yên cúi đầu. Được rồi, bây giờ có anh ở đây, sẽ không ai ép em đi ngồi tù được đâu. Diệp Quân Lâm nói. Chỉ bằng việc Chí Nam Yên chạy tới nói cho anh biết, anh liền muốn bảo vệ an toàn cho cô gái này. Hả, anh Lâm Lâm đừng nói đùa, em là người được chọn, không có cách nào rồi. Đúng lúc này, một đám người liền xông tới. Chí Nam Yên, cô ở đây làm gì? Tìm Diệp Quân Lâm làm gì? Chẳng lẽ cô nói cho cậu ta biết tất cả rồi à? Một người đàn ông đứng đầu giơ tay lên, muốn tát vào mặt Chí Nam Yên. Chí Nam Yên bị dọa sợ đến nhắm hai mắt lại. Nhưng cái tát này lại không rơi trên mặt bởi vì Diệp Quân Lâm đã bắt được tay người kia. Anh bỏ rét nhanh bỏ ra cho tôi. Chí Duy tức giận nói, dùng sức muốn trốn thoát, nhưng tay Diệp Quân Lâm như gọng kìm, nắm rất chắc. Muốn đánh người à? Diệp Quân Lâm hỏi. Con mẹ nó chứ đánh người nhà họ Chí thì có liên quan gì đến anh? Chí Duy mắng. Ai ui ai? Sau một giây, Chí Huy Liên kêu lên một trận thê thảm. Cổ tay của hắn bị đau đến chậm rãi quỳ xuống đất. Thậm chí tất cả mọi người đều nghe được tiếng xương gãy. Chí Nam Yên không nhìn được, vội vàng nói, anh Lâm Lâm, bỏ qua cho anh ta đi. Lúc này Diệp Quân Lâm mới buông tay ta. Chí Duy thở hồng hộc. Một đám người nhà họ Chí nhanh chóng vây quanh. Chí Nam Yên như một đứa trẻ làm sai, cúi đầu, không dám nói lời nào. Chí Nam Yên, cô đúng là kẻ phản bội. Cô lại nói chuyện này cho anh ta biết. Cô đúng là nỗi sỉ nhục của nhà họ Chí.
đám người nhao nhao sỉ nhục. Tức giận không thôi. Lúc đầu Diệp Quân Lâm không chịu quay về, bây giờ nói cho anh biết chuyện này thì anh còn chịu về sao? Dưới sự nhục mạ của đám người nhà họ Chí, Chí Nam Yên nhỏ giọng khóc sụt sùi. Nhanh cút về cho tôi, đứng ở cạnh người ngoài làm gì? Chí Duy hô lớn. Chí Nam Yên theo bản năng đi qua, lại bị Diệp Quân Lâm ngăn lại. Em đã gọi anh một tiếng anh, vậy thì coi như em là em gái của anh, ai cũng không được bắt nạt em. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Chỉ dựa vào mày, ha ha. Chí Duy và những người khác đều cười ha hả. Một tên vô tích sự lang thang 30 năm còn muốn đấu với hoàng gia nhà họ Chí. Đúng là ảo tưởng sức mạnh. Chí Nam Yên, tôi nhắc cô một tiếng, cô đã mắc phải một sai lầm lớn rồi. Cô còn muốn đứng cạnh người ngoài, cô đang phản bội là gia tộc đó à? Mỗi người nói một câu khiến cơ thể của Chí Nam Yên run rẩy một chút. Tôi không có phản bội gia tộc, tôi không có. Chí Nam Yên khóc lên. Những gia tộc lớn như vậy đã hun đúc vinh nhục của gia tộc từ khi con cháu còn nhỏ, nhiều người còn lấy vinh nhục của gia tộc coi như mạng sống của mình. Chí Nam Yên chính là người như thế. Một câu phản bội gia tộc khiến cho cô sốt ruột. Vậy còn không mau qua đây. Chí Duy lạnh lùng nói. Chí Nam Yên nhìn Diệp Quân Lâm một chút, sau đó chạo về phía đối diện. Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm người nhà họ Chí, lạnh giọng nói, em Nam Yên là do Diệp Quân Lâm này bảo vệ, nếu ai dám đụng tới một đầu ngón tay của con bé, tôi sẽ cho kẻ đó chết. Nhất thời, một luồng khí lạnh bay tới, khiến cho đám người ở đây không khỏi rùng mình một cái. Ánh mắt đáng sợ quá. Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm, cảm nhận được sự sợ hãi. Chí Duy lớn gan hỏi, mày tính làm gì? Chí Nam Yên là người nhà họ Chí bọn tao, đây là việc nhà họ Chí, mày quản được chắc. Đúng, không mượn anh xem vào. Với cả, nếu mày đã biết sự thật thì tao sẽ nói cho mày biết, loại người như mày không xứng bước chân vào nhà họ Chí, chúng tao mời mày về chỉ vì muốn mày chịu tội thay thôi. Diệp Quân Lâm cười, các người đúng là một đám không biết xấu hổ. Mày đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn, mày chạy không thoát đâu. Kết quả chính là được đưa tới chỗ quân phiệt ở Đông Nam Á mà chịu tội thôi. Ha ha, dám bắt ông nội tới mời mày, đúng là không biết trời cao đất rộng. Diệp Quân Lâm cười, tôi không trốn, tôi chờ các người tới bắt tôi. Quá kiêu ngạo, mày cứ chờ đi. Người nhà họ Chí tức giận đến thở hổn hển rời đi. Diệp Quân Lâm vung tay lên, bên cạnh liền có người đi tới. Trông chừng cô gái kia, có chuyện gì báo ngay cho tôi. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Anh không ngờ sẽ xuất hiện một Chí Nam Yên tới nói cho mình biết sự thật. Trong đám người vô tình nhà họ Chí lại có một người hiền lành đến vậy. Cô em gái này, anh nhận. Đi vào sơn trang. Đám người Chí Duy dẫn Chí Nam Yên vào sảnh lớn. Hắn ta đá một cước vào đầu gối Chí Nam Yên. Chí Nam Yên bị đau, quỳ rạp xuống đất trước mặt Chí Đông Phương. Ông nội có biết cô ta chạy đi tìm ai không ạ? Chí Duy hỏi. Ai? Cô ta đi tìm Diệp Quân Lâm, quá đáng hơn là còn nói cho Diệp Quân Lâm biết tất cả mọi chuyện. Chí Duy lớn tiếng nói. Cái gì, cũng nói cho Diệp Quân Lâm biết việc chúng ta tính cho nó đi ngồi tù chịu tội thay. Chí Đông Phương đứng bật dậy, kích động không thôi hỏi. Đúng ải. Mày muốn chọc tao tức chết đúng không? Đúng là đứa vô tích sự. Chí Đông Phương tức đến suýt ngất. Những người khác ở nhà họ Chí cũng dùng ánh mắt căm hận nhìn Chí Nam Yên. Đúng là phản đồ, cô muốn phản bội nhà họ Chí đấy à? Cô làm trái ý ông nội rồi, có biết mình sai cỡ nào không? Cô đẩy nhà họ Chí vào hố lửa rồi. Diệp Quân Lâm không đi thì nhà họ Chí liền xong đời. Chí Nam Yên quỳ trên mặt đất, đầu áp sát xuống sàn nhà. Cô biết lần này mình phạm phải sai lầm lớn rồi. Chí Đông Phương tức giận hô lớn, mày có biết hành động của mày sẽ phá hủy nhà họ Chí chúng ta không? Ông nội, cháu biết sai rồi. Chí Nam Yên đã sớm khóc không thành tiếng. Sai cái gì mà sai? Có phải do chọn mày đi ngồi tù chịu tội nên trong lòng mày oán hận tao, oán hận nhà họ Chí, nên giờ cố ý đi hãm hại nhà họ Chí không? Hả? Chí Đông Phương hét lớn. Không đâu ông nội, con không có oán hận, con không muốn hại nhà họ Chí. Hu hu dữ, dấu lớn mày chính là muốn hãi hại nhà họ Chí, mày đã sớm muốn phản bội nhà họ Chí rồi. Đám người nhà họ Chí nhao nhao chỉ trích. Ba, như vậy không được,
Nam Yên đã phạm phải sai lầm lớn, cái này liên quan đến vấn đề tồn vong của nhà họ Trí, đây là phạm vào gia quy. Nếu như không trừng phạt thì gia quy của nhà họ Trí chẳng phải chỉ là thùng rỗng kêu to sao? Ông hai nhà họ Trí Khiếu Côn đề nghị. Đúng, nhất định phải trừng phạt. Trí Nam Yên đã phạm phải mấy điều trong gia quy, nhất định phải dùng gia pháp xử lý. Nếu không khó mà phục người, sau này sẽ lại có thêm càng nhiều người phạm vào gia quy. Dưới sự thúc giục của tất cả mọi người, Trí Đông Phương gật đầu, được, vậy dùng gia pháp, lấy roi của nhà họ Trí ra đây. Trí Đông Phương nhìn về quản gia nói, tình huống như này cần trừng phạt bao nhiêu? Theo lý mà nói thì hẳn là 100 roi nhưng nể tình Trí Nam Yên là phụ nữ, trừng phạt 60 roi. Quản gia nói xong thì toàn bộ mọi người liền hít sâu một hơi. Năm đó bọn họ cũng từng nhìn cảnh người bị gia pháp trừng trị. Có một nam ở chỉ thứ nhà họ Trí bị trừng phạt 20 roi, đánh đến da chóc thịt bong, máu me be bét, 3 tháng không xuống giường được. Trí Nam Yên lại bị phạt 60 roi, đoán chừng chỉ còn nửa cái mạng. Trước gia pháp nhà họ Trí, không nói chuyện thân tình. Trí Nam Yên phạm vào gia quy của nhà họ Trí, khiến nhà họ Trí lâm vào cảnh nguy nan. Đặc biệt phạt 60 roi, lấy đó làm gương. Ngôn tình hoàn. Trí Đông Phương lạnh lùng vô tình tuyên bố quyết định này. Ba đừng mà, Nam Yên nó vẫn còn là con nít, ba tha cho nó đi. Ba mẹ Trí Nam Yên còn muốn ngăn cản. Trí Đông Phương lập tức nói, ai muốn cầu xin thì cùng chịu gia pháp với Trí Nam Yên đi. Câu này vừa nói ra, toàn bộ đám người cầu xin đã lui về. Hai người các người bị phạt mỗi người 10 roi nếu còn nháo nữa thì đánh thêm. Trí Đông Phương lạnh lùng nói. Ba mẹ Trí Nam Yên cũng không dám làm loạn nữa. Xử phạt Trí Nam Yên một cách tàn nhẫn như vậy nhưng Trí Đông Phương lại không cảm thấy một tia áy náy nào. Dù là Trí Nam Yên bị đánh chết cũng được. Con gái thì thế nào chả được. Trí Nam Yên chết rồi, lại chọn một đứa khác đưa đi. Nhưng nam thì không. Mỗi người đều là bảo bối, ông ta không muốn đưa đứa nào đi cả. Đây cũng là tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tiềm thức của nhà họ Trí. Cho dù đang ở thế kỷ này rồi, vẫn như cũ ăn sâu thấm nhuần như vậy. Đi ngay tới Hoa Hải đưa roi tới. Trí Đông Phương ra lệnh. Nếu là gia pháp thì nhất định phải dùng roi tổ truyền của nhà họ Trí. Trí Đông Phương cũng sẽ không nghe thêm bất cứ lời gì. Ba, ông nội, giờ này Diệp Quân Lâm đã biết toàn bộ, chúng ta nên làm sao? Mọi người nghỉ ngò hỏi. Nếu biết thì để làm rồi, trực tiếp bắt về. Không phải nó có vợ sao? Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cho vợ và gia đình trước của nó nhất định sẽ đồng ý. Trí Đông Phương lạnh lùng nói. Chờ xử gia pháp xong thì phái người bắt nó tới. Tất nhiên là các người đừng để cho nó chạy. Trí Duy cười nói, ông nội yên tâm đi, cháu đã phái người theo dõi, nó chạy không thoát được đâu. Diệp Quân Lâm nhanh chóng biết việc Trí Nam Yên bị xử phạt. 60 roi, một cô gái làm sao chịu được, không sợ đánh chết à. Nhà họ Trí đúng là máu lạnh, đã thời đại nào rồi còn dùng cái chế độ gia quy bảo thủ như vậy. Đúng là nực cười. Diệp Quân Lâm nổi dân nói. Có tôi ở đây, ai dám động tới Nam Yên? Diệp Quân Lâm thực sự tức giận, trong mắt tỏa ra từng tia lạnh. Dọa mấy người võ xâm hoảng hốt. Trong sảnh lớn của Sơn Trang Ngũ Hổ, Trí Nam Yên và ba mẹ quỳ ở giữa. Hai bên là đám tiểu bối nhà họ Trí, ai cũng lạnh lùng nhìn, thái độ diều cọt. Trí Đông Phương ngồi trêu cao, uy nghiêm thô bạo. Quản gia bên cạnh cao giọng nói. Bây giờ có đứa con bất hiếu là Trí Nam Yên phạm vào gia quy, gây ra họa lớn. Theo gia quy trừng trị 60 roi. Sau một tiếng hô, một người bưng một khay được che kín bằng vải đỏ vào trong sảnh. Quản gia lấy vải đỏ xuống, lộ ra chiếc roi. Gia pháp bắt đầu. Trí Đông Phương ra lệnh. Một tên cao lớn đi tới, cầm lấy roi, đi từng bước tới trước mặt Trí Nam Yên. Trí Nam Yên quỳ dưới đất đã sớm tuyệt vọng. Nước mắt ướt nhẹp đọng xuống sàn. Ba mẹ cô cũng sớm khóc không thành tiếng. Bọn họ ở nhà họ Trí chịu nhiều ấm ức, ngay cả con gái cũng không bảo vệ nổi. Hừi, nhìn thấy một nhà bọn họ là thấy phiền. Chọn cô đi chịu tội thay là vinh hạnh của cô. Đây là cống hiến cho gia tộc đấy. Cả nhà các người có gì mà bất mãn chứ? Đám người vừa ngồi vừa châm chọc. Nâng cái danh chịu tội ngồi tù thành vinh dự của gia tộc. Hành hình. Quản gia hô to một tiếng,
Tên cao lớn giơ roi lên, vung mạnh tạo nên một trận gió, liền muốn đánh xương. Chí Nam Yên sợ đến cơ thể cũng phát run. Một roi này mà xuống, chắc chỉ còn nửa cái mạng. Rầm. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, bên ngoài đột nhiên có một viên gạch ném tới. Chuẩn xác trúng mặt tên cao lớn. Tên cao lớn vội né, nên một roi này không vung vào người Chí Nam Yên. Viên gạch rơi xuống, đập vào đất phát ra tiếng vang, dọa đám người giật nảy mình. Một giây sau, một bóng người đi tới. Có phải tôi đã nói với mấy người là Diệp Quân Lâm này bảo vệ Nam Yên không? Nương theo tiếng nói, Diệp Quân Lâm bước vào giữa sân. Ai động vào một sợi tóc của con bé, tôi sẽ lấy mạng kẻ đó. Ánh mắt bá đạo của Diệp Quân Lâm quét một lượt toàn trường. Mấy chục giây sau, mọi người mới phản ứng lại. Cái gì, Diệp Quân Lâm, anh ta chính là Diệp Quân Lâm. Rất nhiều người ở đây đều chưa thấy mặt Diệp Quân Lâm nên không khỏi kinh ngạc. Nhất là đám người Chí Đông Phương, họ cẩn thận quan sát Diệp Quân Lâm. Chí Đông Phương theo bản năng nói, cũng được thừa hưởng gen tốt từ ba mẹ nó đấy. Chí Nam Yên nhìn Diệp Quân Lâm tới cũng giật nảy mình. Anh Lâm Lâm đi nhanh đi, anh tới đây làm gì? Chí Nam Yên nóng nảy nói. Cô và Lý Tử Nhiệm giống nhau, đều rất hiền lành. Không muốn Diệp Quân Lâm vì mình mà có chuyện. Nam Yên em yên tâm, có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em cả. Diệp Quân Lâm cười nói. Xem đi, đến lúc này mà Chí Nam Yên còn giúp người ngoài, cô ta tuyệt đối là kẻ phản bội gia tộc. Đúng, thứ đàn bà xấu xa. Một cô gái nhà họ Chí vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm đã vung tay tát lên mặt cô ta một cái, tiếng vang thanh thúy vang lên. Một tát này khiến cô ta hoang mang luôn. Tất cả mọi người cũng ngây cả người. Ở trước mặt nhà họ Chí, đánh người nhà họ Chí. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn cô gái đó, nói, nhục mạ chị em ruột thịt, ai mới là kẻ xấu xa. Diệp Quân Lâm, mày đúng là to gan. Lại dám động vào người nhà họ Chí tao à? Chí Khiếu Côn gào lên. Ai mắng Nam Yên, tôi sẽ đánh người đó. Ai bảo nhà họ Chí các người dạy dỗ không ra gì, toàn dạy ra mấy thứ đâu đâu. Diệp Quân Lâm cười mỉa mai nói. Diệp Quân Lâm, mày muốn chết phải không? Ở địa bàn của nhà họ Chí mà cũng dám làm loạn à? Đám người nhà họ Chí như mèo bị giẫm vào đuôi, ai cũng điên cuồng giận dữ nói. Chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Quân Lâm vậy. Trong mắt tôi, các người chỉ là một đống rác rưởi. Gia chủ là ai? Diệp Quân Lâm cười khẩy nói. Mày to gan lắm, nhìn thấy ông ngoại của mày mà còn không mau quỳ xuống. Chí Đông Phương đứng dậy, gầm lên. Mặt của ông ta giờ đen như than rồi. Diệp Quân Lâm láo nháo như thế, vốn không để ông ta vào mắt. Tôi không có ông ngoại. Còn nữa... Ông ngoại của tôi cũng sẽ không để cho tôi đi chịu chết. Diệp Quân Lâm nhếch miệng khinh thường. Mày! Chí Đông Phương tràn đầy xấu hổ, bị Diệp Quân Lâm nói trúng tim đen. Chuyện này mà truyền đi thì nhà họ Chí sẽ mất hết mặt mũi. Huống chỉ ông ta còn cần Diệp Quân Lâm đi ngồi tù chịu tội. Tôi không so đo với cậu nữa, nếu cậu đã tới thì chuyện dễ nói, tôi nhịn. Chí Đông Phương đè nén giận dữ trong lòng xuống. Mày tới làm gì, cứu Chí Nam Yên à? Chí Duy nói. Đương nhiên, tôi đã nói Chí Nam Yên là do tôi bảo vệ, ai động tới con bé, tôi sẽ chơi chết kẻ đó. Diệp Quân Lâm kiên quyết trả lời. Mày tránh ra trước đã, chuyện của mày đợi lát sẽ tính với mày sau. Bây giờ chúng ta đang chấp hành gia pháp. Chí Khiếu Côn lạnh lùng nói. Chí Đông Phương nhìn về phía tên cao lớn, cả giận nói, nhanh chóng chấp hành gia pháp đi. Tên cao lớn nắm lấy roi, muốn đánh vào người Chí Nam Yên. Nào biết Diệp Quân Lâm quay người một cái, liền tới trước mặt gã, tóm lấy roi. Rầm. Lúc gã vung tay lên, Diệp Quân Lâm liền tóm lấy cổ tay, cướp đi roi của gã. Diệp Quân Lâm lách người ra, tiếng roi đút liền vang lên. Nhất thời, không khí như ngừng lại. Chiếc roi này chính là biểu tượng cho sự uy nghiêm, truyền thừa 300 năm của nhà họ Chí. Vậy mà bị làm đứt. Đây chẳng khác nào giẫm đạp nhà họ Chí xuống đất. Lúc này, tất cả người nhà họ Chí đều trợn mắt nhìn. Chiếc roi truyền thừa hơn 300 năm vẫn luôn là biểu tượng tối cao cho sự uy nghiêm. Nói cách khác, nó chính là cái hồn của nhà họ Chí. Hồn của nhà họ Chí bị đứt.
Mỗi một người trong nhà họ Chí đều không thể tin nổi mà nhìn vào chiếc roi đứt. Trong đầu Chí Nam Yên như nổ tung. Nói thầm một tiếng không xong rồi. Tất cả mọi người trong nhà họ Chí nhìn thấy chiếc roi đó đều sợ hãi kính sợ. Chống đối roi, chính là chống lại quyền uy của nhà họ Chí, có ý muốn phản bội nhà họ Chí. Nhưng Diệp Quân Lâm lại cả gan làm đứt roi, đây là khiêu khích sự tôn nghiêm của nhà họ Chí. Tuyên chiến với nhà họ Chí. Lạch cạch. Diệp Quân Lâm ném roi xuống đất, cười mỉa mai nói, tư tưởng phong kiến bảo thủ, tôi thay các người đổi mới một chút. Đầu tiên là hủy roi, hủy bỏ gia pháp. Một câu của Diệp Quân Lâm khiến tất cả mọi người bừng tỉnh. Diệp Quân Lâm, cậu làm gì thế? Cậu lại dám bẻ gãy roi tổ truyền của nhà họ Chí. Muốn chết à? Đám người nhà họ Chí nhao nhao quát to, làm bộ muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Quân Lâm. Mày biết mình đang làm cái gì không? Tội ác hôm nay mày phạm phải, có chết 10 lần cũng không đủ. Chí Đông Phương tức giận hét lớn. Dám làm gãy roi của nhà họ Chí, muốn chống đối toàn bộ người của nhà họ Chí à? Sao, không được à, không thể chống đối lại nhà họ Chí sao? Thực sự cho rằng mình là vua rồi à? Diệp Quân Lâm cười mỉa mai nói. Cái tự xưng là vương pháp của nhà họ Quách trước đó cũng bị anh xử lý rồi. To gan, mày lại dám khiêu khích nhà họ Chí. Giết nó, giết chết nó cho tôi. Chí Đông Phương đã không kìm được, lửa giận bốc lên. Ông chủ không được, chúng ta còn cần cậu ta đi chịu tội thay. Quản gia vội vàng ngăn lại. Những người khác mặc dù hận không thể giết chết Diệp Quân Lâm nhưng cũng không thể làm gì. Bây giờ Diệp Quân Lâm là người duy nhất có thể chọn đi chịu tội thay. Dù cho anh có phạm phải tội tày trời, nhà họ Chí cũng không thể giết chết anh. Chí Đông Phương giận đến cả người run lên, được lắm, coi như mày may mắn. Có điều khi nào đưa mày đến ngồi tù ở Đông Nam Á, mày sẽ chịu vô số tra tấn. Vẻ mặt Chí Đông Phương dữ tợn, gân xanh nổi lên. Diệp Quân Lâm xúc phạm đến uy nghiêm của nhà họ Chí, Chí Đông Phương muốn anh chết. Nếu mày đã tự đến cửa, thì cũng đừng hòng rời đi. Vài ngày nữa, ngoan ngoãn chịu đến ngục giam là được. Ha ha ha! Đám người nhà họ Chí lộ ra nụ cười xấu xa. Cho dù Diệp Quân Lâm làm gãy roi thì sao, nhưng anh chủ động tới cửa. Soạt! Thoáng chốc, đám cao thủ nhà họ Chí chặn lại cửa. Diệp Quân Lâm không thể rời đi. Hai anh em các người không phải tình cảm tốt lắm sao? Vậy thì cùng nhau lên đường đi. Chí Duy cười ha hả nói. Chí Nam Yên là bất đắc dĩ thở dài. Diệp Quân Lâm có thể tới cứu, cô rất cảm động. Nhưng bởi vì chính mình mà lại liên lụy đến anh, cô không đành lòng. Diệp Quân Lâm, mày cũng biết chuyện rồi, vậy tao sẽ nói một câu, không phải Chí Đông Phương tao không nói chuyện tình thân, sự thật là ba mẹ và mày sinh ra chỉ làm vật hy sinh thôi. Có thể vì gia tộc mà cống hiến, đó là vinh dự của mày. Còn nửa, mày làm gãy roi tổ truyền, theo gia quy xử lý, mày đi ngồi tù chịu phạt là hợp tình hợp lý. Chí Đông Phương ra vẻ chính nghĩa nói. Phạm sai bị phạt, lý lẽ rõ ràng. Phạm sai bị phạt, lý lẽ rõ ràng. Đám người còn lại cùng nhau hô lên. Lần này bọn họ đã có lý do chính đáng để đưa Diệp Quân Lâm vào tù chịu tội. Diệp Quân Lâm cười, tôi mà muốn đi thì ai ngăn được. Giọng điệu tùy tiện của Diệp Quân Lâm khiến đám người nhà họ Chí kinh ngạc. Tên nhãi này cũng to gan đấy. Đường đường là hoàng tộc nhà họ Chí còn không ngăn được mày. Đúng là nực cười. Chí Khiếu Côn cười lón. Tất cả mọi người trong nhà họ Chí cũng cười theo. Thành phố Kim Lăng này còn có người mà bọn họ không thể ngăn được. Nhà họ Chí còn mạnh hơn nhà họ Sở và nhà họ Quách nhiều. Làm gì có người nào có thể chống lại bọn họ. Diệp Quân Lâm không để ý tới đám người nhà họ Chí, anh kéo Chí Nam Yên nói, em gái, anh đã nói là sẽ bảo vệ em, đi theo anh. Hả? Chí Nam Yên ngẩn người. Không được anh Lâm Lâm, em còn phải đi ngồi tù chịu tội nữa. Diệp Quân Lâm cười nhạo một tiếng, có anh ở đây, bất kỳ người nào cũng không thể đưa em đi ngồi tù chịu tội. Sao bọn họ không đi? Diệp Quân Lâm mày có ý gì? Ai cho mày dũng khí chất phất quyết định của nhà họ Chí thế? Cho Chí Nam Yên đi là do mọi người trong nhà họ Chí bỏ phiếu quyết định. Cho mày đi là do mày xúc phạm đến gia quy, nhận được trừng phạt tương ứng. Người nhà họ Chí ra vẻ nói lời chính nghĩa. Giống như mọi việc đều hợp tình hợp lý. Thứ nhất,
tôi không phải người nhà họ Chí, gia pháp nhà các người không có tác dụng gì với tôi. Thứ hai, tôi nhận Nam Yên là em gái của tôi, ai muốn làm tổn thương con bé, tôi không đồng ý. Nói xong, Diệp Quân Lâm liền kéo Chí Nam Yên rời đi. Cân bọn chúng lại. Chí Khiếu Côn ra lệnh một tiếng. Lập tức có 7-8 người ngăn trước mặt Diệp Quân Lâm. Bốp bốp. Diệp Quân Lâm lập tức ra tay, dùng tay quất bay những người này. Từ trên xuống dưới nhà họ Chí đều ngẩn cả người. Anh ta là người luyện võ à? Đám người liền kinh hãi. Chí Duy nhìn cảnh tượng trước mặt mình, lập tức hô lên, ông nội, tên nhóc này, nhanh, đừng để nó chạy mất. Người đâu, bắt lại. Chí Đông Phương ra lệnh một tiếng, nhất thời, không ít cao thủ chạy qua. Đặc điểm lớn nhất của hoàng tộc là nuôi một lượng cao thủ lón, thậm chí trong gia tộc cũng có cao thủ võ thuật cao chấn thủ. Không phải dùng tiền quyền của gia tộc bình thường có thể so sánh. Những cao thủ này ùa ra từ bốn phía, gắt gao vây lên Diệp Quân Lâm. Làm gãy tay chân của nó cho tao, để xem nó trốn đến nơi nào. Chí Khiếu Côn hạ lệnh. Đúng, đáng gãy tay chân, cho nó ngoan ngoãn một chút. CDO cũng cho phép. Ba không được. Lúc này, Chí Khiếu Lăng đeo một chiếc kính gọng vang lên tiếng. Ông ta là cậu ba của Diệp Quân Lâm, có quan hệ rất tốt với Chí Oanh Oánh. Ba, chúng ta đã nợ Oanh Oánh nhiều lắm rồi. Còn làm vậy thì có chút tàn nhẫn đối với mẹ con của chị ấy. Chí Khiếu Lăng khuyên. Đúng đó ba, để nó đi chịu tội là được rồi, đánh gãy tay chân của nó thì có chút quá đáng. Chí Vân Vân, cô của Diệp Quân Lâm cũng lên tiếng. Chuyện này, Chí Đông Phương có chút do dự. Ba, cứ phế nó đi, loại không biết lễ phép này không dạy dỗ không được. Chí Khiếu Côn tuyên bố với đám người là muốn dạy dỗ Diệp Quân Lâm. Quản gia nhỏ giọng nói, ông chủ, việc này mà truyền ra ngoài thì đúng là không tốt lắm. Nhà họ Chí chúng ta là hoàng tộc, không cần thiết bỏ tù bọn họ, cũng mất đi uy phong. Ông nội, đúng vậy, đường đường là hoàng tộc, sao chúng ta phải sợ hai kẻ này chạy trốn? Truyền ra không phải khiến người A chê cười sao? Chí Tiềm Long cũng nói. Chí Đông Phương cũng thấy phải, cười mỉa mai nói, thả bọn chúng đi. Mấy cao thủ lập tức rút lui. Diệp Quân Lâm, thả mày đi, không phải vì mày có năng lực. Mà là nhà họ Chí này không xem mày ra gì. Nhà họ Chí này lúc nào cũng có thể bắt chúng mày về. Chí Đông Phương cười mỉa mai nói. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, Chí Đông Phương lập tức ra lệnh, ảnh tử, anh đi theo dõi bọn chúng cho tôi. Sau khi Chí Đông Phương ra lệnh, một bóng người lại xuất hiện. Gã là một cao thủ siêu cấp trấn giữ nhà họ Chí, am hiểu ẩn nấp và ám sát. Người cũng như tên, ảnh tử. Gã là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Khi người tê nhìn thấy gã, chính là thời khắc tử vong. Thậm chí ngay cả đạn cũng không nhất định có thể tổn thương được gã. Gã là cao thủ mạnh nhất nhà họ Chí. Có gã trông chừng Diệp Quân Lâm, Chí Đông Phương rất yên tâm. Ảnh tử luôn giống như ma không biết quỷ không hay, xuất hiện ở bất cứ chỗ nào, không ai có thể phát hiện ra gã. Có gã theo dõi Diệp Quân Lâm, bọn chúng không chạy thoát được. Đám người nhà họ Chí cực kỳ tin tưởng. Lúc này, Diệp Quân Lâm đã sớm đưa Chí Nam Yên rời đi. Đến nửa đường, Diệp Quân Lâm còn cười nhạo một tiếng, hừ, còn phái người theo dõi mình. Thì ra anh đã phát hiện ra có người âm thầm đi theo. Cao thủ mạnh nhất nhà họ Chí trong mắt anh cũng chẳng là gì. Cái gì mà ảnh tử? Anh liếc mắt là thấy. Diệp Quân Lâm đưa Chí Nam Yên đến tập đoàn Minh Cường. Tạm thời cho cô ấy ở bên cạnh Lý Tử Nhiệm. Lý Tử Nhiệm cực kỳ thích cô gái này gọi mình là chị dâu. Cô cũng hiểu đây là một người thân duy nhất mà Diệp Quân Lâm công nhận, Nam Yên, sao em cứ đi theo chị dâu. Lý Tử Nhiệm đối xử với Chí Nam Yên như em gái ruột, nhưng Chí Nam Yên không vui nổi. Vài ngày sau, cô và Diệp Quân Lâm vẫn sẽ bị đưa tới Đông Nam Á ngồi tù chịu tội. Ở một nơi khác. Lúc đám người đang mắng chửi Diệp Quân Lâm thì Chí Đông Phương có điện thoại gọi tới. Sau khi nhận cú điện thoại này, Chí Đông Phương lập tức cúi đầu khom lưng, cười hì hì nói, tướng quân Tang Khôn, ngài có việc gì cần dặn dò. Thì ra là quân phiệt Tang Khôn gọi tới. Tiên chuẩn bị xong chưa? Tang Khôn hỏi. Chuẩn bị xong rồi, 100.000 tỷ, không thiếu một xu. Người ngồi tù thì sao? Phá quy củ của tôi, nhất định phải bị trừng phạt. Tôi không hy vọng ông chơi đều,
nhất định phải có hai người bên dòng chính. Tang Khôn ra lệnh nói. Tướng quân Tang Khôn yên tâm, đã chọn xong, tôi không dám trái ý của ngài. Vậy thì được, ba ngày sau tôi sẽ đến Việt Nam lấy tiền bắt người. Hả, vâng, vậy nhà họ Chí đợi tướng quân tới. Phù. Sau khi cúp điện thoại, Chí Đông Phương thở dài một hơi. Sao rồi à? Mọi người hỏi. Quân phiệt Tang Khôn muốn đích thân tới Việt Nam ML. Sắc mặt Chí Đông Phương cực kỳ khó coi. Tang Khôn tự mình tới, có nghĩa là điều kiện càng thêm hà khắc. Nhà họ Chí sẽ phải đổ máu. Hơn nữa còn phải đảm bảo một việc, Diệp Quân Lâm và Chí Nam Yên không thể chạy mất, nhất định phải xem trọng. Hả, đại ma vương Tang Khôn này muốn tới. Sắc mặt của tất cả mọi người trong nhà họ Chí đều thay đổi. Từ trên xuống dưới, ai cũng rất e ngại quân phiệt Tang Khôn. Bởi vì đây là một tên ma vương không có tính người. Chọc tới hắn, kết cục sẽ rất thảm. Hơn nửa sẽ bị giết hại, nữ trong tộc sẽ bị bán đi. Dù một gia tộc mạnh như nhà họ Chí cũng phải e ngại, dù sao đây cũng là một tên điên. Ví như lần này, làm ăn ở Đông Nam Á lại phá hỏng quy củ của Tang Khôn. Nếu như nhà họ Chí muốn cứng rắn đối đầu với Tang Khôn, vậy hậu quả sẽ rất thảm, hơn 100.000 tỷ lợi nhuận sẽ như ngâm nước nóng, còn sẽ bị Tang Khôn điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, đoán chừng sẽ phái sát thủ điên cuồng tàn sát bất cứ người nào thuộc nhà họ Chí. Thậm chí có thể tập kích khủng bố, ví dụ như nổ tung nhà họ Chí. Đây là hậu quả mà nhà họ Chí không có cách nào gánh chịu được. Cho nên thực chất nhà họ Chí e ngại Tang Khôn như chuột sợ mèo. Vậy thì phải trông chừng Chí Nam Yên và Diệp Quân Lâm thật kỹ, tuyệt đối không được cho bọn chúng bỏ trốn. Nhà họ Chí vẫn chưa an tâm, lại phái thêm ba nhóm cao thủ đi theo dõi. Đến lúc đó, trực tiếp bắt Diệp Quân Lâm và Chí Nam Yên. Mấy ngày sau đó đối với Chí Nam Yên mà nói cực kỳ gian nan. Diệp Quân Lâm lại cực kỳ thoải mái nhẹ nhõm, giống như không có việc gì vậy. Chỉ cần nhà họ Chí không chọc tới anh cũng lười quản. 4 ngày sau, quân phiệt Tang Khôn tới Kim Lăng. Tổng cộng 10 mấy chiếc xe, mỗi chiếc đều có hộ vệ được trang bị súng ống đầy đủ, thậm chí ngay cả vũ khí hạng nặng cũng có. Đây chính là quân phiệt lớn của Đông Nam Á. Có điều hắn cũng không dám quá phô trương thân phận, dù sao đây cũng là lãnh thổ của Việt Nam. 10 mấy chiếc xe liên tiếp tiến vào Sơn Trang Ngũ Hổ. Chí Đông Phương và đám người nhà họ Chí đã sớm ra cổng nghênh đón. Nhìn thấy Tang Khôn, ai cũng cực kỳ khẩn trương. Chí Đông Phương lập tức dặn dò, mau bảo ảnh tử đưa người về. Nói cho Chí Nam Yên, nếu nó từ chối thì tôi sẽ để ba mẹ nó thay thế nó đi. Quân phiệt Tang Khôn nhanh chóng tới nơi này. Dưới sự chen chúc của 200 hộ vệ súng ống đầy đủ, Tang Khôn xuất hiện. Vẻ mặt hung áo, trên mặt có mấy vết sẹo đan sen, trong miệng ngậm điếu xì gà. Bên cạnh là một đám tử sĩ, chỉ cần đắc tội với bọn họ, các vũ khí lập tức sẽ chào hỏi. Quan trọng là quân phiệt Tang Khôn có khoảng chừng 100.000 bộ đôi. Sức chiến đấu châu bò, vũ khí tối tân, lại có tiền. Cho nên Tang Khôn là chúa tể một phương ở Đông Nam Á này. Vừa ra trận, liền tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Tang Khôn khục khặc đầu, liếc mắt nhìn toàn bộ mọi người đứng đó. Tướng quân Tang Khôn, toàn bộ người nhà họ Chí chúng tôi chào mừng ngài đến. Chí Đông Phương tiến lên, ân cần nói. Phó quan đứng cạnh Tang Khôn nói, báo cáo tướng quân, đây là gia chủ nhà họ Chí, Chí Đông Phương. Chính ông làm ăn trắng trợn ở địa bàn của tôi, phá hỏng quy củ của tôi thì thôi, còn đánh thương người của tôi à? Giọng nói ồm ồm của Tang Khôn vang lên. Một câu liền khiến tất cả mọi người nhà họ Chí kinh sợ. Tướng quân Tang Khôn, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chí Đông Phương ăn nói khép nép thưa. Xem xét thái độ của các người không tệ, thêm 100.000 tỷ nữa, vấn đề coi như được giải quyết. Tang Khôn nói. Cái gì? Tất cả mọi người nhà họ Chí đều sợ ngây người. Tang Khôn thật sự là ăn trắng mặc trơn. Lại còn đòi thêm 100.000 tỷ nữa. Đây đúng là một đòn chí mạng với nhà họ Chí. Nhà họ Chí đã sớm đoán được Tang Khôn đích thân đến là sẽ không có chuyện gì tốt, không ngờ lại chơi ác như vậy. Tang Khôn cười mỉa mai nói, sao? Không bằng lòng à? Tôi có 30.000 tay sai đang phiêu bạt cách vùng biển của Việt Nam không xa, bọn họ mà biết các người không đồng ý thì sẽ rất tức giận, không biết sẽ còn làm ra chuyện gì nữa. Uy hiếp,
uy hiếp trắng trợn. Nghe vậy, tất cả mọi người trong nhà họ Trí đều biến sắc. Ý của Tang Khôn rất rõ ràng. Chỉ cần nhà họ Trí không đồng ý, 30.000 quân của hắn sẽ vào diệt nhà họ Trí. Đồng ý, sao lại không đồng ý chứ? Trí Đông Phương đành chịu nhục, bọn họ không đấu lại đám người điên này. Dẫn Tang Khôn vào Sơn Trang Ngũ Hổ, nhà họ Trí lại nhanh chóng chuyển khoản 200.000 tỷ. Tôi nói chuẩn bị 10 người, nhanh chóng chuẩn bị cho tôi, đợi lát nữa sẽ cùng đưa đi. Tang Khôn nói, mặc dù hắn bá đạo, nhưng cũng không dám ở lâu trên lãnh thổ Việt Nam. Cầm tiền xong, trói người là đi. Cam đoan không có vấn đề gì. Trí Đông Phương nói, ông ta lập tức thúc giục đám người dưới đi bắt Diệp Quân Lâm và Trí Nam Yên dẫn về. Lúc này, Diệp Quân Lâm và Trí Nam Yên đang ở cùng một chỗ, vây quanh bọn họ là một đám cao thủ. Cô Trí, mời cô theo chúng tôi trở về. Quân phiệt Tang Khôn đã tới, nếu cô không về, ba mẹ cô sẽ thay cô đi chịu chết. Lần này, Trí Nam Yên sốt ruột vô cùng. Anh Lâm Lâm, em phải về. Diệp Quân Lâm xoa đầu cô, được, anh về cùng y mồ. Lúc đầu Diệp Quân Lâm không để ý tới việc này. Ai cản thì giết kẻ đói, nhưng anh nghe tin quân phiệt Tang Khôn tới Kim Lăng, điều này khiến anh rất tức giận. Trêu lãnh thổ Việt Nam, há có thể dung chứa loại quân phiệt này. Không biết Việt Nam là nơi cấm lính đánh thuê và quân phiệt sao? Không có việc gì chạy tới địa ngục của quân phiệt và lính đánh thuê này làm gì? Muốn chết à? Dám đến đây dương oai, anh có thể chịu được chắc? Hà! Nghe Diệp Quân Lâm nói muốn đi, Trí Nam Yên và đám hộ vệ nhà họ Trí đều rất kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Quân Lâm sẽ không đi chứ. Trong Sơn Trang Ngũ Hổ, Tang Khôn cười nhìn tài khoản 200.000 tỷ. Thật ra trong lòng hắn rất thấp thỏm. Hắn cũng hiểu không được tới Việt Nam. Nơi này là nấm mồ của lính đánh thuê. Nếu để quân đội phát hiện, hắn có thể sẽ không ôm được. Nhưng nếu tới thì sẽ lấy được thêm 100.000 tỷ nữa. Vì 100.000 tỷ, Tang Khôn mạo hiểm tới Việt Nam. Người đâu, nhanh mang qua đây. Tang Khôn thúc giục. 8 người chỉ thứ của nhà họ Trí cùng Diệp Quân Lâm và Trí Nam Yên bị áp giải tới trước mặt Tang Khôn. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm ngoan ngoãn bước tới, Trí Đông Phương và những người khác đều rất vui vẻ. Tên nhãi này không phản kháng nữa à? Hắn là nhìn rõ thực tế rồi. Không trốn thoát được khỏi tay nhà họ Trí. Chỉ có thể thỏa hiệp. Ánh mắt Tang Khôn dừng lại trên người Trí Nam Yên, lộ ra một tia tham lam. Sau khi nghe về thân phận của Diệp Quân Lâm và Trí Nam Yên, Tang Khôn rất hài lòng gật đầu. Được rồi, mang người đi. Tang Khôn nhanh chóng dẫn theo đoàn người và bọn Diệp Quân Lâm đi. Thù, tốn thêm 100.000 tỷ nữa, nhưng bảo vệ được nhà họ Trí chúng ta, đám người điên này đúng là không thể chọc vào. Trí Đông Phương thở dài một hơi. Bọn họ chỉ đau lòng tiền mà thôi. Đối với cảnh ngộ của 10 người kia, chẳng có một điểm áy náy. Hoặc là chẳng hề quan tâm. Ngược lại cho rằng bọn họ đi ngồi tù chịu tội là lẽ hiển nhiên. Ba mẹ Trí Nam Yên đã sớm khóc không thành tiếng. Lần từ biệt này sẽ không còn được gặp lại con gái. Ba thật tàn nhẫn, đó là cháu gái ruột và cháu ngoại của ba đấy. Hai người khóc nói. Khóc cái gì mà khóc, bọn chúng cống hiến vì gia tộc, được chọn là vinh hạnh của bọn chúng, nên tự cảm thấy tự hào. Đây là vinh quang cả đời này của bọn chúng. Trí Đông Phương nói. Rõ ràng là chọn người đi chịu chết. Nhưng trong miệng ông ta lại giống như đây là cơ hội trời cho của Diệp Quân Lâm và Trí Nam Yên. Lúc này, đội xe của Tang Khôn lao đi vùn vụt. Chỉ có rời khỏi Việt Nam hoàn toàn, hắn mới có thể an tâm. Không thì trên đoạn đường này, khắp nơi hắn đều thấy tràn ngập nguy hiểm. Tang Khôn đi vào nhìn mấy người Diệp Quân Lâm trước mặt, cười mỉa mai nói, từ hôm này trở đi, chúng mày sẽ thuộc về tao. Trí Nam Yên và những người khác trong chỉ thứ nhà họ Trí đều bị dọa sợ cúi gầm mặt, vốn không dám nhìn Tang Khôn một chút. Chỉ có Diệp Quân Lâm là vẫn bình tĩnh, thậm chí khi nhìn Tang Khôn, ánh mắt còn mang theo vẻ khinh thường. Hửm! Thấy bộ dạng đó của Diệp Quân Lâm, Tang Khôn rất ngạc nhiên. Mày không sợ tao à? Tang Khôn tò mò hỏi. Diệp Quân Lâm quân vui vẻ, tao sợ mày làm gì? Không thể nào! Tất cả người nhà họ Trí đều sợ tao, giống như chuột nhìn thấy mèo vậy, sao mà lại không giống chúng nó chứ? Tang Khôn liền chỉ đám người Trí Nam Yên đang phát run bên cạnh.
hắn nói không sai. Nhà họ Chí sợ hắn muốn chết. Thế mà mày lại không sợ tao à? Tang Khôn nhìn Diệp Quân Lâm. Trên đời này chỉ có người khác sợ tao. Chứ không có chuyện tao sợ người khác. Diệp Quân Lâm cười mỉa mai nói. Người khác sợ mày, ý mày là tao cũng phải sợ mày. Tang Khôn kinh ngạc nói. Diệp Quân Lâm gật đầu, đúng, chỉ cần mày biết thân phận của tao, mày sẽ bị dọa đến quỳ xuống đất dập đầu. Dập cái đầu nhà mày đấy. Ha ha ha. Nghe Diệp Quân Lâm nói xong, tất cả mọi người đều cười. Nhất là Tang Khôn cười to nhất. Một kẻ được nhà họ Chí chọn ra để chịu tội, một tên phế vật lại còn hù dọa mình. Nực cười. Đúng là nực cười. Ngay cả Chí Đông Phương cũng phải khúm núm với mình, bồi thường 200.000 tỷ chi dựa vào anh. Chí Nam Yên còn kéo góc áo của Diệp Quân Lâm, ra hiệu anh đừng nói nữa. Nếu chọc giận Tang Khôn thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Mày chạy nhanh như thế chẳng phải vì sợ sao? Diệp Quân Lâm cười hỏi. Hả? Câu nói này khiến Tang Khôn sững sờ. Tên nhãi này còn nhìn ra mình đang sợ. Đúng là không đơn giản. Sợ, ai nói tao sợ? Đương nhiên là Tang Khôn không thừa nhận. Hắn đường đường là tướng quân của 100.000 quân, sao có thể thừa nhận là mình sợ? Việt Nam là cấm địa của quân phiệt và lính đánh thuê, mày lại lén lút tiến vào, không sợ quân đội Việt Nam phát hiện à? Diệp Quân Lâm hỏi. Một câu đánh trúng tim đen của Tang Khôn. Hắn sợ nhất là quân đội Việt Nam ML trước đây ít năm, xuyệt chút thì bị diệt. Lần này lén lút tới, hắn lo muốn chết. Sao có thể, nếu tao sợ, sẽ không gióng trống khua chiêng tới. Cứ cho Việt Nam là cấm địa, đó là đối với người khác thôi chứ Tang Khôn này không sợ. Tao có 100.000 quân, phải sợ cũng phải là Việt Nam kiêng đè tao. Tang Khôn còn đang khoác lác, Diệp Quân Lâm cười nói, mày không nghĩ tới một vấn đề, bây giờ mày đang bị quân đội Việt Nam để mắt tới à? Sau khi Diệp Quân Lâm nói xong, đầu Tang Khôn như nổ ầm một tiếng, trống rông. Ý thức được vấn đề này xong, sắc mặt hắn liền trắng bệch, cơ thể thậm chí còn run tẩy. Hắn cảm thấy mình đánh giá thấp Việt Nam. Nhiều người đi vào như vậy, không bị phát hiện mới là lạ. Nhưng lại chẳng có người nào tới. Chuyện này đúng là có vấn đề. Khắp nơi đều tồn tại nguy hiểm. Không thể nào, cấp dưới của tao đều là cao thủ, thám tử với kỹ thuật bậc nhất, không có khả năng bị phát hiện. Ngoài miệng Tang Khôn vẫn rất cứng. Hắn trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm rồi đi vào xe trước, sau lệnh cho cấp dưới tăng tốc, đồng thời cảnh giác xung quanh. Yên tâm đi, trước hết tao sẽ cho mày mạnh miệng, chờ đến khi trở về nhà tù Đông Nam Á, hình phạt tàn nhẫn rất nhiều, tao sẽ cho mày nếm cả. Xem mày có thể chống đỡ bao lâu. Tang Khôn nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, uy hiếp nói. Vậy tao sẽ rửa mắt chờ mong, hy vọng mày có bản lĩnh đưa tao về. Diệp Quân Lâm thoải mái trả lời. Một đường chạy vội, 3 tiếng đều không có gì xảy ra. Cuối cùng đi vào một khu rừng. Cách đó không xa có một căn cứ. Bên trong có vài chục chiếc máy bay trực thăng. Đây cũng là phương tiện mà Tang Khôn dùng để chạy trốn. Một đường bình an tới đây, Tang Khôn cuối cùng cũng thở phào một hơi. Xem ra là mình quá lo lắng, vốn quân đội không phát hiện ra mình, suýt nữa thì mình bị tên nhãi kia dọa chết. Tang Khôn thở phào một hơi. Lúc này, Diệp Quân Lâm lại lên tiếng, mày còn không mau quỳ xuống cho tao. Đợi lát nữa thì ngay cả cơ hội quỳ cũng không có đâu. Tên khốn nhà mày lại nói cái gì đấy? Còn nói nữa, tao sẽ xé miệng mày ran. Tang Khôn nổi giận mắng. Đúng lúc bọn họ đến chỗ máy bay trực thăng, lại xuất hiện một tình huống khác thường hú. Tiếng chu của sói vang lên khắp rừng. Chỉ thấy trên đỉnh núi đối diện xuất hiện 18 con sói lớn. Trên lưng chúng còn cống một người. Thiên kiếp 18 kỳ binh. Chuyện này. Đám cấp dưới của Tang Khôn nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy ai cưỡi sói. Nhất là mấy con sói này cũng quá to. Toàn thân lông trắng như tuyết, to như con trâu, tỏa ra nguy hiểm cực kỳ. 18 kỳ binh cưỡi trêu người chúng đều trang bị cung nỏ, súng ống, lựu đạn đeo trước người. Ác mộng của vô số kẻ thù trêu chiến trường, thiên kiếp 18 kỳ binh xuất hiện. Cho dù Tang Khôn có mấy trăm người, nhưng đều bị 18 người này kiềm chế lại. Cứ là lính đánh thuê hay quân phiệt, tự tiên vào Việt Nam, đều phải chết. Một tiếng hô to truyền đến, dọa Tang Khôn suýt ngã ngồi trêu mặt đất.
Mặt khác, phía xa liền xuất hiện 5 người. Dường như Tang Khôn nghĩ tới điều gì, mồ hôi lạnh liền túa ra. Hú! Thiên kiếp 18 kỵ binh trêu núi liền bắt đầu tấn công. Lao xuống như sấm sét. Cách mấy trăm mét mà như nháy mắt đã tới. Rầm rầm. Răng rắc. A! À, bọn họ giống như cỗ máy chiến tranh, mỗi nơi đi qua đều là tàn sát. Mỗi bước chân họ qua, tiếng kêu rên vang vọng, thây chất thành núi. Mấy trăm binh sĩ với sức chiến đầu giữ đội của Tang Khôn nháy mặt bị tách ra, sụp đổ. Chết, thương, trốn. Đương nhiên chẳng tên nào trốn thoát. Năng lực truy kinh của thiên kiếp 18 kỵ binh không ai có thể địch lại. Đây là một trận đơn phương đàn áp. Không đến 2 phút, quân phiệt của Tang Khôn liền tan tác. Còn sót lại mấy chục người liền toàn bộ quỳ trên đất đầu hàng. Thiên kiếp 18 kỵ binh không phải người, không tồn tại cùng chiêu không gian với bọn chúng. Bọn họ giống như ma thần vậy. Đạn không đánh tới được. Đáng sợ cỡ nào chứ? Thiên kiếp 18 kỵ binh giải quyết Tang Khôn xong, 5 người kia cũng vừa văn tới. Tang Khôn thấy rõ gương mặt của 5 người đó thì bị dọa ngã nhào xuống đất. Bên dưới ướt một mảng lớn. Sợ đến tè ra quần. Đây đây đây. Những người này hắn mãi mãi không quên được. 3 năm trước, suýt nữa thì diệt hết toàn bộ tổ chức quân phiệt của hắn. Không chỉ mình tổ chức quân phiệt của hắn mà tận 10 tổ chức quân phiệt khác cũng bị hủy sau một đêm. Bởi vì bọn họ gặp là lữ đoàn Viêm Hoàng bất khả chiến bại. Dẫn đội là chiến thần Côn Luân dưới trướng của bộ ngũ kiêu hùng. Mấy gương mặt kia là ác mộng đời này của Tang Khôn. Không ngờ lại gặp được. Vậy 18 kỵ sĩ này hẳn là đại diện cho thảm họa, thiên kiếp 18 kỵ binh. Tôi. Môi của Tang Khôn run rẩy, nửa ngày không nhả ra được một chữ. Tang Khôn, mày thật to gan. Dám can đảm đến Việt Nam Dương Oai chán sống rồi à? Tây Phương lạnh giọng hỏi. Trung Phương còn cười, muốn ông đây đi ngục giam Đông Nam Á, hủy đi đám quân phiệt của mày không? Tôi không dám, hu hu, hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tang Khôn sợ tới mức khóc lên giống như trẻ con vậy. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Các vị đại nhân, chúng tôi chỉ tới đây giải quyết một chút ân oán cá nhân. Không dám làm ra chuyện gì nguy hiểm cho nơi đây cải. Phó quan ngẫm nghĩ rồi vội vàng nói. Đúng, là hiểu lầm, chúng tôi không dám làm loạn trên đất này đâu. Tang Khôn khóc nói. Tây Phương cười, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm sao? Chúng mày biết mình đã bắt phải ai không? Tây Phương nghiêm giọng hỏi. Tang Khôn đột nhiên nghĩ đến một người. Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm trước mặt nói với hắn rất nhiều thứ. Nói chỉ có người khác sợ anh. Cuối cùng còn nói, nếu hắn không quỳ, thì chốc nữa đến cơ hội để quỳ cũng không có nữa. Một khi thân phận của anh sáng tỏ, đầu hắn sẽ phải dập đến mức chảy máu. Không trùng hợp thế chứ. Đầu Tang Khôn như sắp nổ tung. Nếu như thực sự là người đó, thì hắn xong thật rồi. Vì 8 tỷ USD đó mà nộp cả mạng mình. Không đáng. Không đáng chút nào. Đúng lúc này. Diệp Quân Lâm nhảy xuống khỏi xe. Ban nãy, Chí Nam Yên vẫn luôn ngăn hắn, đừng xuống, nói nguy hiểm lắm. Đợi thời khắc Diệp Quân Lâm xuất hiện. Ngũ đại chiến vương Tây Phương sắc mặt nghiêm túc. Thậm chí đến cả Tuyết Lang ở dưới phiêu anh đoàn cũng phủ phục xuống, như đang bái lại Diệp Quân Lâm. Bái kiến chiến thần Côn Luân. Hơn 20 người đồng thanh. Khi cái tên này vang lên, Tang Khôn sợ hãi đến mức ngất đi. Hắn đoán đúng rồi. Diệp Quân Lâm đúng là người đó. Quả nhiên, một khi thân phận anh vừa sáng tỏ, hắn sẽ sợ quá mà chết. Toàn thế giới đều sợ anh. Bộp, Tây Phương tát hắn một phát, Tang Khôn mới tỉnh lại. Bình bình bình. Hắn quỳ xuống đất, ra sức dập đầu. Dập đầu đến mức chảy máu. Dừng lại đã to gan quá nhỉ, thế mà cũng dám đến Việt Nam ML. Diệp Quân Lâm cười lạnh lùng. Tôi. Tang Khôn run cầm cập, không nói được câu nào. Tôi cho anh một cơ hội, anh tự bỏ tiền ra mua mạng của mình đi. Diệp Quân Lâm nói. Thật sao? Tang Khôn lóe lên một tia hy vọng. 300 tỷ đô mua mạng của anh. Tiền đến thì tôi sẽ thả anh về. Diệp Quân Lâm giơ ngón tay lên. Hả? Tang Khôn ngây ra. Cộng thêm 8 tỷ USD lấy từ nhà họ Chí ban nấy, thì tổng cộng không đến 400 tỷ USD.
thế này tức là vứt 300 tỷ USD đi sao? Đồng nghĩa với việc hủy đi căn cơ của hắn. Nhưng không đưa tiền thì chỉ có chết. Đưa tiền, hắn còn sống, vẫn có cơ hội làm lại từ đầu. Tôi đồng ý, cảm tạ chiến thần Côn Luân cho tôi cơ hội này. Tang Khôn dập đầu cảm tạ. Dưới hành động của Bắc Phương, phòng tài vụ của tập đoàn Tang Khôn rất nhanh đã đem 300 tỷ USD đến. Gần đây, từ thiện ở Giang Nam làm nhiều quá rồi. 300 tỷ USD này dùng để phát triển các tập đoàn đầu tư đi. Để Giang Nam được phát triển hơn nữa. Diệp Quân Lâm báo cho Trần Đằng, dùng 300 tỷ USD này cho các mục chuyên môn, dùng để phát triển đầu tư. Các người đưa những người khác về nhà họ Chí, sau đó rời đi. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Tang Khôn nào dám trái ý. Mười mấy người còn sống đưa 9 người Chí Nam Yên về nhà họ Chí. Tang Khôn thực sự hối hận chết được. Việt Nam quả nhiên là cấm địa. Quả nhiên không thể đến mài. Lần này, tổng cộng đã mất 400 tỷ USD, ai quá đau lòng. Trong sơn trang ngũ hồ, khi người nhà họ Chu đang định thu dọn quay về, thì trước cổng xuất hiện vài chiếc xe. Không ổn rồi, Tang Khôn lại tới rồi. Không biết là ai hét lên, tất cả người nhà họ Chí đều sợ phát khiếp. Đặc biệt là Chí Đông Phương, suýt nữa không ổn. Tang Khôn đi qua đi lại, chứng tỏ hắn lại sắp đề ra điều kiện khác. Tên này đúng là lòng tham không đáy. Nhưng nhà họ Chí có thể làm gì chứ? Ai, đúng là tạo nghiệp mài. Chí Đông Phương còn phải gọi người nhà họ Chí ra cổng nghênh đón. Thấy Tang Khôn xuống xe, mọi người sợ khiếp. Nhưng không ai ngờ được rằng, Tang Khôn vừa xuống xe đã quỳ trước mặt Chí Đông Phương. Không chỉ Tang Khôn, đến cả phó quan và mấy chục hộ vệ của hắn cũng quỳ hết dưới đất. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngẩn ra. Thế này là thế nào? Đám Tang Khôn sao thế? Tướng quân Tang Khôn, ngài đừng như thế, nhà họ Chí không kham nổi. Chí Đông Phương sợ hãi suýt thì quỳ xuống với Tang Khôn. Họ không hiểu ý của Tang Khôn. Còn tưởng hắn định bày trò gì. Ông Chí, tôi sai rồi. Tang Khôn quá sai lầm. Ngài đừng như thế, tôi đến để xin lỗi mọi người. Tang Khôn vừa giơ tay, phó quan lập tức thả mấy người Chí Nam Yên ra. 9 người Chí Nam Yên đều không thể tin nổi. Họ vẫn luôn sợ hãi, co rúm trong xe, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bây giờ, họ phát hiện bản thân được đưa về Chu gia rồi. Thế là thế nào? Còn anh Diệp Quân Lâm thì sao? Sau khi xuống xe, anh ấy đi đâu rồi? Có khi nào gặp nguy hiểm không? Chí Nam Yên rất sốt ruột. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân Tang Khôn, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Chí Đông Phương không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhà họ Chí cũng hoàn toàn không hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chưa nói đến việc Tang Khôn đưa người về, thậm chí còn quỳ xuống. Những chuyện này quả thực không tin ai. Đều trách tôi kiêu căng, đám đến đất Việt Nam mà hoành hành, bị trừng phạt rồi. Tang Khôn than thở nói. Sau này, nhà họ Chí có thể tùy ý làm ăn ở khu vực của tôi, có bất cứ chuyện gì cần giúp hoặc yêu cầu, tôi sẽ đồng ý hết. Chỉ xin ngài nói tốt tôi với người đó, để Tang Khôn tôi được sống yên ổn. Tang Khôn quỳ, khẩn cầu nói. Kể cả Diệp Quân Lâm đã tha cho hẳn. Nhưng nhõ như sau này có chọc đến, chắc là hắn sẽ bị diệt bỏ luôn. Cho nên cầu xin ông ngoại Diệp Quân Lâm, nói chút lời hay ý đẹp. Hả, vị nào, tôi càng không hiểu rồi. Chí Đông Phương sắc mặt ngạc nhiên. Những người khác cũng như lạc vào trong mây mù. Còn có ai khiến Tang Khôn sợ đến mức đó nữa? Đúng là quá thần kỳ. Nhà họ Chí không cần giả vờ nữa. Lần này, chiến thần Côn Luân của quý quốc đã ra mặt thay cho nhà họ Chí. Mấy trăm người dưới tay tôi đã gục hết rồi. Suýt nữa thì tôi cũng chết Chí gia chủ. Tôi thực sự không ngờ thế mà nhà họ Chí lại có quan hệ mật thiết với chiến thần Côn Luân. Nếu như tôi biết, đánh chết tôi cũng không dám tính kế nhà họ Chí đâu. Tang Khôn sắp khóc. Chí Đông Phương hóa ra lại là ông ngoại của chiến thần Côn Luân. Đây là điều hắn không ngờ được. Chiến thần Côn Luân, ngài nói về chiến thần Côn Luân chí cao vô thượng của Việt Nam. Chí Đông Phương hỏi. Còn gì nữa, các nước lớn đều phải sợ chiến thần Côn Luân. Tướng quân Tang Khôn, ngài nói chiến thần Côn Luân có quan hệ mật thiết với nhà họ Chí chúng tôi. Chí Đông Phương không chắc chắn lắm, hỏi. Đúng thế, ban nãy chúng tôi gặp chiến thần Côn Luân.
toàn bộ ngũ đại chiến vương dưới trướng ngài ấy đều ra mặt. Đúng là sợ chết được mà Tang Khôn sợ hãi trong lòng. Chiến thần Côn Luân có quan hệ với nhà họ Chí chúng tôi. Sao chúng tôi không biết nhỉ? Chí Đông Phương và người nhà họ Chí nhìn nhau. Họ không nghĩ ra, tại sao nhà mình lại liên quan tới chiến thần Tân Viên. Được rồi, Chí gia chủ, tôi đã đưa người tới rồi, tôi phải rút sớm thôi, muộn chút nữa thì tôi chết đó. Tang Khôn đem thuộc hạ, vội vã tháo chạy. Tướng quân Tang Khôn, ngài đợi chút, có thể nói rõ hơn được không, rốt cuộc chiến thần Côn Luân có quan hệ gì với nhà tôi thế? Chí Đông Phương rất muốn biết. Đúng rồi, tướng quân Tang Khôn, có thể nói cho chúng tôi không? Tang Khôn ngẩn ra. Vốn tưởng rằng đám Chí Đông Phương sớm đã biết thân phận của Diệp Quân Lâm rồi, chỉ là cố ý diễn kịch chỉnh hắn thôi. Bây giờ xem ra, nhà họ Chí hoàn toàn không biết. Dù sao thì đây cũng là bí mật quân sự của cấp cao, không biết cũng bình thường. Hắn không được phép tiết lộ. Nói thế này đi, chiến thần Côn Luân có quan hệ không thể tách rời với nhà họ Chí. Ngài ấy sẽ bảo vệ nhà họ Chí, chỉ cần các người đứng về phía ngài ấy. Nói xong, Tang Khôn đưa người rời khỏi Sơn Trang Ngũ Hổ ngay lập tức. Chạy khỏi Việt Nam không ngừng nghỉ, sợ Diệp Quân Lâm sẽ nuốt lời. Chiến thần Tân Viên trong truyền thuyết đánh bại 18 nước, quét sạch Đông Nam Á thế mà lại có quan hệ không thể tách rời với nhà họ Chí chúng ta. Đúng thật sao? Chí Đông Phương vẫn không thể tin nổi. Chắc chắn là đúng rồi, dọa Tang Khôn sợ đến mức đấy. Chắc chắn là chiến thần Côn Luân. Nhưng sao chiến thần Côn Luân lại có quan hệ với nhà ta? Chí Đông Phương không nghĩ ra được. Ông ơi, ông quên chú Bảy rồi. Chí Tiềm Long nhắc nhở. Chí Đông Phương tổng cộng có 7 con trai út Chí Khiếu Long đã đầu quân ử sớm. Bây giờ, nghe nói đang làm trong một bộ phận đặc thù, phải giữ bí mật. Đã 5 năm không về nhà rồi. Chỉ có thể thông báo tình hình ở nhà một chút, chủ yếu là xác nhận vẫn còn sống. Đối với Chí Khiếu Long, họ đã mất hy vọng từ lâu. Chưa từng cống hiến gì cho nhà họ Chí. Nhưng không ngờ được, hắn lại có quan hệ với chiến thần Côn Luân. Đây là điều đáng mừng biết mấy. Đúng đó, nói đến đây ông mới nhớ ra, Lão Bảy đã đi tòng quân, đã là thành viên của Lữ đoàn Viêm Hoàng rồi. Vì để bảo mật, ông không thể nói với mọi người, Lữ đoàn Viêm Hoàng là thân quân của chiến thần Côn Luân, bây giờ, e là đã là đại tướng của chiến thần Côn Luân rồi. Chiến thần Côn Luân chắc chắn là vì quan hệ với Lão Bảy nên mới ra mặt cho chúng ta. Có thể khiến chiến thần Côn Luân ra tay, chứng tỏ địa vị của Lão Bảy ở quân binh rất cao. Chí Đông Phương lập tức vui vẻ. Chiến thần Côn Luân thế mà lại là hậu thuần cho nhà họ Chí chúng ta. Nhà họ Chí chúng ta có rồng rồi, khởi sắc rồi. Mọi người cũng rất mừng. Nghĩ thế nào cũng không ngờ được, chiến thần cả nước lại ra mặt thay nhà họ Chí. Chú, em Bảy đúng là hy vọng của nhà chúng ta. Mọi người bắt đầu tán phét. Chí Nam Yên đứng trong đám người lại không thấy thế. Mọi thứ đều bất thường. Theo cô thấy, dường như có liên quan tới Diệp Quân Lâm. Đúng rồi, Diệp Quân Lâm đầu. Sao ông không thấy nó? Chí Đông Phương đột nhiên nhớ tới một người. Diệp Quân Lâm chạy từ lâu rồi. Chắc là nhân lúc hỗn loạn chạy rồi. Có người nói. Chí Duy trừng mắt nhìn Chí Nam Yên một cái. Ha ha, thẹn cho cô coi người ta làm anh, sao rồi? Lúc nguy hiểm thì người ta chạy trước. Không phải đâu, các người không hiểu. Chí Nam Yên giải thích. Hừ, sau này con không cần qua lại với Diệp Quân Lâm đâu. Phát hiện một lần, đừng trách ông vô tình. Chí Đông Phương cảnh cáo. Chí Đông Phương lại nói với Chí Khiếu Côn nói, đúng rồi, con đi cảnh cáo Diệp Quân Lâm một chút. Sau này nó không có quan hệ gì với nhà họ Chí nữa. Chí Đông Phương tôi không có thằng cháu như thế. Nó không thể gọi là cháu ngoại của Chí Đông Phương này được. Chí Khiếu Côn gật đầu, chắc chắn rồi, chuyện của Tang Khôn đã xong. Nó đối với nhà họ Chí mà nói đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Nó hoàn toàn đừng mong liên quan gì tới nhà họ Chí. Giải quyết xong Tang Khôn, thuận tay lấy được 300 tỷ đô. Tâm trạng Diệp Quân Lâm rất tốt. Đối với anh mà nói, còn có một chuyện vui nữa. Quả thực Tang Khôn đã sắp xếp 30.000 quân tiếp tướng ở hải ngoại Việt Nam. Không phải để dọa nhà họ Chí, mà có 30.000 người thật. Sau khi nắm chắc mục tiêu, ngũ đại chiến vương dẫn đầu tập kích đội ngũ của Tang Khôn.
vừa hay nhìn một chút thành quả huấn luyện của Bách Thú Doanh trong một tháng. Dưới sự tập kích của Bách Thú Doanh, đột quân 30.000 người của Tang Khôn đã sụp đổ nhanh chóng, chạy trốn nhếch nhác. Đây chính là sức mạnh của Bách Thú Doanh, nhờ một khi ra hiệu, ai nấy cũng mạnh mẽ tổ hợp lại, đúng là vô địch. Hiệu quả tốt lắm. Diệp Quân Lâm cười vừa ý. Lúc này, người nhà họ Chí lại tìm đến nơi. Có chuyện gì? Diệp Quân Lâm lạnh mặt hỏi. Chí Khiếu Côn nhìn anh, cười lạnh lùng, Diệp Quân Lâm, tôi đến tìm cậu có hai chuyện. Thứ nhất, cậu vi phạm gia quy, phá hoại quy tắc nhà họ Chí. Thứ hai, từ bây giờ trở đi, cậu không còn chút quan hệ nào với nhà họ Chí nữa. Mong cậu đừng huênh hoang dùng danh nghĩa của nhà họ Chí nữa. Đúng đó, nếu không phải vì muốn cậu chịu tội ngồi tù, nhà họ Chí sẽ không thừa nhận thân phận của cậu đâu. Bây giờ chuyện đã giải quyết, cậu tự nhìn mà làm đi. Người như cậu, vĩnh viễn không có tư cách bước vào nhà họ Chí đâu. Không ngại nói cho cậu một tin, chiến thần Côn Luân đã là hậu thuần cho nhà tôi rồi. Nhà họ Chí chúng tôi chỉ có mạnh hơn, thứ vô dụng như cậu chỉ kéo thấp trình độ nhà họ Chí xuống thôi. Mãi mãi đừng mơ bước vào nhà họ Chí. Cậu không xứng. Đám con em nhà họ Chí ồ ạt cười lạnh nói. Sau này, chỉ cần để tôi biết cậu dùng tên tuổi nhà họ Chí, tôi sẽ đánh gãy tứ chỉ cậu. Chí Khiếu Côn cảnh cáo một câu, đưa đám người nhà họ Chí rời đi. Diệp Quân Lâm lắc đầu, vô vị. Bên cạnh, Lý Tử Nhiệm nhìn rõ mọi chuyện. Diệp Quân Lâm quả thực rất thảm. Khó khăn lắm mới nhận người thân, lại bị đối xử như thế. Chồng, không nhận thân phận thì không nhận thôi. Có gì ghê gớm đầu. Lý Tử Nhiệm an ủi nói. Diệp Quân Lâm gật đầu, có gì đâu. Chồng yên tâm đi, có em ở đây, chúng ta cùng cố gắng, sớm muộn cũng có ngày nhà họ Chí coi trọng chúng ta. Trong lòng Lý Tử Nhiệm đầy lòng tin, cô phải cố gắng, để bối cảnh thân phận Diệp Quân Lâm trở nên ưu tú hơn ai hết, đủ để đối đầu với nhà họ Chí. Diệp Quân Lâm cười. Đúng là chỉ có vợ quan tâm mình. Yên tâm đi. Dù bây giờ hay tương lai, nhà họ Chí nhất định sẽ bị anh giẫm dưới chân. Diệp Quân Lâm nói một câu đầy ý chí. Sự xuất hiện của nhà họ Chí không gây ảnh hưởng tới Diệp Quân Lâm, mọi thứ vẫn như thường. Mấy hôm sau, Diệp Quân Lâm đến quân khu Kim Lăng. Nam Phương tìm anh có việc, tiện thể Diệp Quân Lâm cũng xem bộ dáng của Bách Thú Doanh. Đây là một chiến đội toàn các cao thủ, huấn luyện kỹ càng, chiến thuật nếu tinh luyện. Đội ngũ này chắc chắn sẽ có sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Nhìn Bách Thú Doanh với uy thế hừng hực, Diệp Quân Lâm rất hài lòng. Nam Phương là giáo quan ma quỷ của Việt Nam. Thêm một đoàn cao thủ, đúng là phản ứng hóa học. Bách Thú Doanh chắc chắn sẽ là chiến đột khủng bố nhất. Ưu điểm đã được lộ ra toàn bộ, tôi rất hài lòng. Diệp Quân Lâm khen ngợi. Nhưng tìm tôi có việc gì? Không phải để tôi xem kết quả huấn luyện đó chứ? Diệp Quân Lâm hỏi. Nam Phương bất lực nói, không biết bên Tân Uyên lấy tin tức từ đâu ra, biết tôi đang huấn luyện Bách Thú Doanh. Hắn ta nhất định phải mượn Bách Thú Doanh để thử. Nam Phương không hề tình nguyện, binh tôi huấn luyện, muốn thử cũng phải là đích thân tôi thử. Hắn ta là cái thá gì? Diệp Quân Lâm cười. Đám người này đúng là thú vị. Đầu là người một nhà, phân biệt làm gì? Còn về việc sao lại biết? Chắc là trong trận chiến của Tang Khôn. Bách Thú Doanh đã lộ tin rồi. Đây là chuyện của các người, tôi không lo được. Diệp Quân Lâm nói. Bây giờ không phải vấn đề tôi cho mượn không, là thằng nhóc Tân Uyên này muốn tự đến mượn người. Đến lúc đó, tôi không cho mượn không được. Diệp Quân Lâm cười cười, trước mắt, chiến khu Tây Cảnh Vân ở tiền tuyến. Tân Uyên cũng khó khăn, tôi cho hắn ta mượn Bách Thú Doanh dùng chút. Thủ trưởng đứng đầu chiến khu Tây Cảnh. Chuyện mãnh hổ chiến trường là Tân Uyên sắp tới đó, không biết ai tiết lộ ra ngoài. Nhất thời, người chuẩn bị nghênh tiếp nhiều vô kể. Đã không móc nổi được với chiến thần Côn Luân, thì có thể móc nối quan hệ với thủ lĩnh chiến khu đầu tiên Tây Cảnh cũng không, đây cũng là tướng quân chiến tích hiển hách, vô địch đó chứ. Ngoài ra, Diệp Quân Lâm thuận lợi lấy được 300 tỷ USD, dùng vào việc tạo dựng hạng mục chuyên môn. Đầu tư phát triển cả Giang Nam. Đây là một hạng mục cực lớn. Đồng thời cũng chế định ra các chính sách tương ứng. Tin này một khi phát ra, các doanh nghiệp ưu tú của tỉnh Giang Nam đến các tỉnh lớn đều sẽ có hứng thú. Đến cả nhà họ Chí ở Hoa Hải cũng biết tin. Họ hiểu 300 tỷ USD này đến từ đâu hơn bất cứ ai.
8 tỷ USD trong đó là của nhà họ Chí họ. Đây là nỗi đau của nhà họ Chí. Nhà họ Chí chúng ta buộc phải lấy được hạng mục đầu tư này, thậm chí còn phải đứng vững trong Giang Nam. Chí Đông Phương mệnh lệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, 8 tỷ USD này là của nhà họ Chí, các người cố sức lấy được một hạng mục, cứu vẫn tổn thất. Ngoài ta, chiến thần Côn Luân cũng rất chú ý tới sự phát triển của Giang Nam. Chúng ta có chút thành tích cũng tốt. Chí Đông Phương phân tích. Chúng con đã hiểu ý của người trước kia, nhà họ Chí không hề coi trọng Giang Nam. Nhưng bây giờ, biết được nguyên nhân chiến thần Côn Luân, họ cũng phải tạo ra chút cảm giác tồn tại mới được. Thời gian này, tôi chuẩn bị lấy danh nghĩa nhà họ Chí để mời chiến thần Côn Luân, tự mình tỏ ý cảm tạ với ngài ấy. Trong lòng Chí Đông Phương đã có tính toán. Ông, chúng ta có thể mời được chiến thần Côn Luân sao? Cháu từng tra rồi, trước kia có vô số các lời mời từ đại gia tộc, chiến thần Côn Luân cũng từ chối hết. Chí Tiềm Long nói sự nghỉ hoặc của bản thân. Chúng ta giống họ được sao? Con trai ông là đại tướng trong binh, là cánh tay phải của chiến thần Côn Luân, về công về tư thì chiến thần Côn Luân đều phải gặp chúng ta. Chí Đông Phương đắc ý. Sau chuyện Tang Khôn, ông cảm thấy Chí Khiếu Lăng con trai mình chắc chắn là một quân quan cao cấp. Nhưng ông ta nào biết, Chí Khiếu Long chỉ là một trung úy. Nếu như theo quân hàm, cả đời này hắn ta đừng mong gặp Diệp Quân Lâm một lần. Ha ha, đúng thế thật. Chiến thần Côn Luân là hậu thuẫn của nhà họ Chí ta, không có lý nào lại không gặp. Nhà họ Chí ai nấy vui vẻ vô cùng. Từ khi trở về, họ hoành hành ngang ngược ở Hoa Hải vô cùng. Không coi ai ra gì. Có chiến thần Côn Luân chống lưng, họ còn sợ ai? Để nhà họ Chí tiến thêm một bước nên Chí Đông Phương quyết định mời chiến thần Côn Luân đến. Đúng rồi, ông, cháu có một cách. Chí Tiềm Long nói. Chí Đông Phương lập tức nói. Tiềm Long, mau nói đi. Ông, nếu chúng ta dùng tiền tài, mỹ nữ để cảm tạ chiến thần Côn Luân, chắc chắn ngài ấy sẽ từ chối. Nhưng cháu có một cách cảm tạ hay. Hay là thế này, chúng ta làm một bức tượng điêu khắc của chiến thần ở Kim Lăng đi, để tỏ lòng cảm kích trồ. Bốp bốp Chí Tiềm Long vừa nói xong, mọi người đều vỗ tay. Khắc tượng cũng hay đấy. Không hổ là cháu trai ông, ý hay đói. Chí Đông Phương cười ha ha. Vì để khắc tượng chiến thần Côn Luân, thế thì chiến thần Côn Luân sẽ không có lý do từ chối. Đồng thời, mọi người cũng sẽ biết nhà họ Chí và chiến thần Côn Luân có quan hệ sâu sắc. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Quyết định thế đi, lập tức tiến hành. Tiềm Long phụ trách việc này. Chí Đông Phương ra lệnh. Bây giờ nhà họ Chí đang muốn thay đổi cách thức để cảm tạ chiến thần Côn Luân. Đúng rồi, ba. Theo tin nghe được, thủ trưởng đứng đầu của chiến khu Tây Cảnh là Tần Uyên sẽ tự mình tới Kim Lăng vào vài hôm sau. Chí Khiếu Côn nói, đón, nhất định phải dùng danh nghĩa của nhà họ Chí đi đón tiếp. Nhân vật như Tần Uyên là đại tướng của chiến thần Côn Luân, chúng ta nhất định phải dùng nghỉ lễ lớn nhất để đón tiếp, để chiến thần Côn Luân biết tấm lòng của nhà họ Chí chúng ta. Chí Đông Phương lại vạch kế hoạch. Dù cho chú Bảy bây giờ có thân phận phải bảo mật, nhưng ta vẫn cảm thấy không khác biệt mấy với Tần Uyên đâu. Sau này, rất có khả năng chú Bảy sẽ là tổng chỉ huy của một chiến khu nào đó trong Chí chiến khu lớn thì sao? Nhà họ Chí rất mong chờ. Nhưng sự thực lại tàn khốc, Tần Uyên là một vị trung tướng. Mà Chí Khiếu Long chỉ là một trung úy mà thôi, giữa hai người có khác biệt cực lớn. Chuyện Tần Uyên đến, khiến ầm ĩ ết lên. Đến cả Võ Tiêu cũng biết rồi. Võ Tiêu tìm Diệp Quân Lâm. Ngại ngùng nói, tướng quân, tôi muốn xin nghỉ. Diệp Quân Lâm ngẩn ra. Võ Tiêu là người nghiêm khắc, sao lại xin nghỉ chứ? Tướng quân, nghe tôi giải thích, không phải thủ trưởng Tần Uyên sắp tới đây sao? Chúng tôi đều nhận được tin tức rồi. Chúng tôi đều muốn gặp thủ trưởng Tần Uyên một lần. Võ Tiêu rất khó xử. Được, không sao, phê chuẩn đó. Bên này có tôi rồi, yên tâm đi. Diệp Quân Lâm nói. Cảm ơn thủ trưởng. Võ Tiêu lập tức kính lễ. Cô ấy đại khái là hộ vệ châu bò nhất trên thế giới, đường đường là chiến thần Côn Luân của Việt Nam mà lại tự mình thay ca cho cô. Nếu như người khác biết, chắc cả thế giới rất cả cằm. Nhưng chuyện quả thực là như thế, mà còn xảy ra rồi. Diệp Quân Lâm bất lực cười, tên này đến mượn người mà làm ầm ĩ ết lên. Phong thanh còn to hơn ông đây, nên học theo Lưu Hải Long người ta kia kìa.
khi Diệp Quân Lâm về Thiên Danh, có 100 chiếc máy bay chiến đấu hộ tống, 10 vạn người phong tỏa, thực ra là có nguyên nhân khác. Là để trấn áp quốc gia khác. Chứng minh Diệp Quân Lâm không chỉ là tiếp nhận chức vị, mà là về quê bình thường thôi. Anh vẫn là chiến thần Côn Luân. Sau khi làm ra tình thế này, những quốc gia ngu ngốc khác liền thành thật dừng lại, không dám có suy nghĩ vô lễ với Việt Nam. Đương nhiên, anh cũng không thích lãng phí. Bất đắc dĩ mới phải làm thế. Anh Diệp, lãnh đạo Trần Đằng bảo tôi tới tìm ngài, có chuyện muốn thương lượng với ngài. Trương Thước run rẩy nói. Nói đi, có chuyện gì? Lãnh đạo Trần Đằng nói, 300 tỷ USD vốn đầu tư phát triển này do ngài toàn quyền phụ trách. Trương Thước nói. Tại sao? Diệp Quân Lâm rất tò mò nguyên nhân. Bởi vì sau khi ra chính sách, cách thương nghiệp bản địa đã không dưới 10 nhà tìm lãnh đạo Trần. Họ đều là doanh nghiệp ưu tú của Kim Lăng, cống hiến rất nhiều cho sự phát triển của Kim Lăng, họ yêu cầu, Trần Đằng lãnh đạo rất khó từ chối. Cho nên, để công bằng tuyệt đối, lãnh đạo Trần Đằng cảm thấy nên để ngài phụ trách chuyện này. Trương Thước nói nguyên nhân. Diệp Quân Lâm nghĩ nghĩ, nói, được thôi, gần đây tôi cũng nhàn, vậy để tôi xử lý. Anh Diệp vất vả rồi, có yêu cầu gì, hãy ra lệnh cho chúng tôi. Trương Thước cúi đầu nói. Sau đó, các kênh truyền thông truyền tin, hạng mục đầu tư phát triển 300 tỷ USD thay người phụ trách, là một lãnh đạo họ Diệp. Kim Lăng cho ra thêm một hạng mục đầu tư, dẫn tới sự theo đuổi của vô số doanh nghiệp. Doanh nghiệp bản địa cũng vô cùng thèm muốn. Nhà họ Trịnh đương nhiên không ngoại lệ, họ sao có thể bỏ qua chuyện tốt này. Nhà họ Trịnh triệu tập tất cả các thành viên lại, bao gồm cả Lý Tử Nhiệm. Lần này là một cơ hội tốt với nhà họ Trịnh, nhà họ Trịnh đã trì trệ nhiều năm rồi. Nếu như có thể lấy được hạng mục lần này, thì là một chuyện rất tốt nhà họ Trịnh. Ngô Thị Lan nhìn mọi người, cho nên, mọi người phải cố gắng. Giành được hạng mục. Đúng rồi, Lý Tử Nhiệm, bà hy vọng rất nhiều về cháu. Ngô Thị Lan cười nói. Xin lỗi, bà ngoại, công ty chúng cháu không tham gia tranh giành lần này. Tài nguyên và tiền bạc của tập đoàn Minh Cường hoàn toàn không cần tham gia hạng mục lần này. Lý Tử Nhiệm, công ty cháu không tham gia, nhưng cháu phải nghĩ cho nhà họ Trịnh chứ. Ý của bà là lấy về hạng mục cho nhà họ Trịnh. Ngô Thị Lan nói. Bà nội, sợ là khó đó, cháu khó có thể dùng danh nghĩa của công ty để tranh giành, nếu như dùng danh nghĩa cá nhân, thì quá khó. Lý Tử Nhiệm không muốn dùng việc công vào việc tư. Sắc mặt Ngô Thị Lan đanh lại, vậy cháu không cần lo. Trịnh Quân Nga cười cười, nên đặt ra nhiệm vụ cho Lý Tử Nhiệm. Nó không phải sắp kết hôn với Diệp Quân Lâm sao? Trịnh Quân Nga vừa nói. Ngô Thị Lan lập tức nói, đúng. Lý Tử Nhiệm, bà cho cháu một nhiệm vụ, bắt buộc phải lấy được một hạng mục đầu tư không thấp hơn 8 tỷ USDI. Bà ơi, sao lại đặt nhiệm vụ cho cháu? Lý Tử Nhiệm không hiểu. Rất đơn giản, cháu sắp kết hôn với Diệp Quân Lâm đúng không? Triệu gia chúng ta không có ai muốn cãi. Chỉ khi cháu lấy được hạng mục 8 tỷ USD về, nhà họ Trịnh và cha cháu sẽ không ngăn chuyện kết hôn của cháu. Nếu không, đừng hòng kết hôn với Diệp Quân Lâm. Thái độ của Ngô Thị Lan cứng rắn. Đùng. Lý Tử Nhiệm ngẩn ra. Vốn tưởng rằng nhà họ Trịnh tốt hơn nhà họ Lý nhiều. Nhưng hóa ra đều như nhau. Đầu coi cô như công cụ. Đặc biệt là khi lợi ích trước mặt, còn đưa ra yêu cầu vô lý với cô. Yên tâm, dựa vào nguồn tài nguyên của cháu, chuyện này không khó đâu, ngoài ta bà cũng sẽ giúp cháu. Chúng ta sẽ liên hệ với người tổng phụ trách một chút. Trương Văn Thống cười nói. Lý Tử Nhiệm nhìn mọi người, cháu không đồng ý. Tại sao chứ? Không đồng ý cũng được thôi. Này nào còn Ngô Thị Lan ta đây, cháu đừng mong kết hôn với Diệp Quân Lâm. Bà liều mạng cũng phải ngăn cản. Ngô Thị Lan tức giận nói. Thái độ của nhà họ Trịnh cũng thế, nhà họ Trịnh không muốn vượt mất cơ hội này. Nhà họ Trịnh không muốn vượt mất cơ hội này. Nhưng năng lực họ có hạn. Nhưng Lý Tử Nhiệm lại khác. Cô có tập đoàn Minh Cường, nếu cô ra tay, tỷ lệ cao là sẽ lấy được một hạng mục. Nếu Lý Tử Nhiệm không thành công, họ sẽ có lý do để ngăn cản cô và Diệp Quân Lâm lấy nhau. Sau đó tìm một người chồng tốt cho cô, gả cho nhà giàu. Cũng thế cả. Cuối cùng, nhất định Triệu gia cũng sẽ có lợi. Lý Tử Nhiệm, cháu thông cảm cho chúng ta. Điều này cũng có lợi cho cháu và cha mẹ cháu. Trịnh Quốc Thắng nói.
bà đã để cha cháu được ngồi vào vị trí cao trong tập đoàn Trịnh Thị, mẹ cháu cũng đã được điều tới Bệnh viện Nhân dân Kim Lăng nhỏ vào nhà họ Trịnh, làm chủ nhiệm khoa, họ cũng sẽ đồng ý chuyện này. Ngô Thị Lan cũng nói. Lý Tử Nhiệm nhìn người nhà Triệu ra nói, tức là chỉ cần cháu lấy được hạng mục đầu tư 8 tỷ USD, chuyện của cháu và Diệp Quân Lâm, mọi người sẽ không nhúng tay vào. Nhà họ Trịnh nói được làm được. Đến cha mẹ cháu cũng không. Ngô Thị Lan đảm bảo. Được, vậy cháu đồng ý. Lý Tử Nhiệm đồng ý. Để cô và Diệp Quân Lâm kết hôn thuận lợi, cô buộc phải thử. Sau khi về công ty, Lý Tử Nhiệm bắt đầu tra tìm các tài liệu liên quan tới lần đầu tư này. Thư ký nói, tuy lần đại hội đầu tư này là do bên Kim Lăng ra mặt, nhưng tổng phụ trách lại không phải là lãnh đạo bên Kim Lăng, nghe nói chí công vô tư, làm rất công bằng, ai có năng lực hoặc tiềm lực mới lấy được hạng mục. Có người phụ trách như thế là chuyện tốt, nếu không hạng mục chắc sẽ rơi vào tay đại gia tộc từ lâu rồi. Lý Tử Nhiệm mắt sáng lên, lần này là cơ hội tốt. Ít nhất thì có nhiều hy vọng hơn một chút. Lúc này, Diệp Quân Lâm đến thăm cô. Sao thế, trông rõ buồn phiền. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiệm chỉ đành nói chuyện đã xảy ra cho Diệp Quân Lâm nghe. Hạng mục 8 tỷ USD. Đơn giản quá đi. Anh tưởng chuyện gì khó lắm chứ? Diệp Quân Lâm cười. Anh là tổng phụ trách, mọi chuyện đều do anh quyết định. Đây là chuyện nhỏ. Anh không sợ sự uy hiếp của cha mẹ Lý Tử Nhiệm và Triệu gia. Nhưng mà sợ phiền. Nếu như người nhà Lý Tử Nhiệm đều ngăn cản, thì phiền thật. Có thể chốt luôn thì tốt. Hả, dễ sao, đây là một hạng mục 8 tỷ USD lận. Huống hồ chỉ lấy danh nghĩa mình em để giành lấy, khó quá rồi. Chuyện không thể nào. Lý Tử Nhiệm thở dài, anh chỉ cần dùng một câu thôi, em lo làm gì. Diệp Quân Lâm cười. Lý Tử Nhiệm ngạc nhiên nhìn anh, không phải anh lại sắp làm phiền sếp Minh Cường đó chứ. Em vừa hỏi rồi, hạng mục lần này không liên quan tới sếp Minh Cường, anh làm được chứ. Em yên tâm đi, đến lúc đó hạng mục sẽ tự rơi vào đầu im. Nhưng mà em phải đề nghị với nhà họ Trịnh, tuy rằng hạng mục rơi vào tay nhà họ Trịnh, nhưng do em toàn quyền phụ trách. Diệp Quân Lâm nghiêm túc nói. Lý Tử Nhiệm mê mẩn nhìn Diệp Quân Lâm. Miệng anh như từng được khai quang vậy, mỗi lần anh nói chuyện, mọi thứ đều được giải quyết nhanh chóng. Dường như anh khống chế mọi thứ. Nhưng lần này, cô không tin. Vì sếp Minh Cường sẽ không ra tay. Cô muốn xem, anh sẽ giải quyết thế nào. Thấy Lý Tử Nhiệm không tin. Diệp Quân Lâm cũng không nói thêm gì. Đến khi đại hội đầu tư, sắp xếp chút là được. Gần đây, Kim Lăng sắp đón hai chuyện lớn, thứ nhất là đại hội đầu tư. Thứ hai là chuyện Tần Uyên của chiến khu Tây Cảnh sắp tới. Chuyện Tần Uyên nghênh ngang tuyên bố sắp tới Kim Lăng, dụng ý là để giày vò Diệp Quân Lâm. Quả đúng thế, Tần Uyên chuyên môn gọi điện cho Diệp Quân Lâm. Cái tên Tần Uyên này lộ hành tung, để kẻ địch tê liệt đó hả? Diệp Quân Lâm hỏi. Đại ca, đúng là không gì giấu được anh. Gần đây bên chiến khu tôi khó công kinh phòng tuyến của bên chúng quá, tôi nghênh ngang lộ tung tích thế. Bên Hổ Quốc nhất định sẽ theo dõi, đợi sau khi mượn được bách thú doanh tôi sẽ đột nhiên cho chúng nó một vố, đánh cho chúng nó không kịp trở tay. Tân Uyên ngại ngùng cười. Đây là lý do tại sao Tân Uyên công khai chuyện quay lại Kim Lăng. Xem ra học được chút bản lĩnh của tôi nhỉ. Diệp Quân Lâm nói. Nào có, đại ca, tôi chỉ học được chút xíu của anh thôi. Tân Uyên khiêm tốn nói. Vậy ông đợi cậu đến đây. Diệp Quân Lâm rất muốn gặp Tần Uyên. Là binh lính tự mình dạy đỗ, cũng là anh em. Hê hê, đại ca, tôi chuẩn bị quà cho anh đấy, tôi thu hoạch được chút đồ hay ho ở Hổ Quốc. Tần Uyên cười ha ha nói. Chỉ cần đừng đem phụ nữ Hổ Quốc tới, thì cái gì cũng được. Ha ha, đại ca, chỉ cần anh cân phụ nữ Hổ Quốc, tôi bắt cho anh chục người tới luôn. Nếu như để Võ Tiêu biết thủ trưởng chí cao vô thượng trong lòng cô thế này, chắc sẽ sốc chết. Thực ra mấy chiến sĩ kiểu Diệp Quân Lâm, Tần Uyên, sau khi vứt bỏ lớp áo ngoài thì cũng chỉ là người thường thôi. Cũng là con trai của người khác, là cha của người khác. Nhưng vì Việt Nam, vì nhân dân, họ khoác lên chiếc áo quân binh, xông pha tiền tuyến, dùng máu thịt của mình để bảo vệ mảnh đất này. Nào có tháng năm yên ổn, chỉ có người thay mình gánh bớt gánh nặng mà thôi. Võ Tiêu đi tham gia họp mặt chiến hữu rồi.
không ngờ Diệp Quân Lâm cũng nhận được lời mời của buổi họp mặt đó. Là một số chiến hữu khi anh mới gia nhập quân doanh ngày trước. Sau đó, Diệp Quân Lâm bị điều đi bộ đội bí mật, không còn liên hệ với nhau nữa. Thân phận của Diệp Quân Lâm, họ cũng không biết. Nghe nói anh ở Kim Lăng, họ cũng phát thiệp mời cho anh. Những chuyện khác, Diệp Quân Lâm có thể không đi, nhưng họp mặt chiến hữu, anh phải đi. Lúc này, cuộc họp mặt chiến hữu của Võ Tiêu đang diễn ra. Đa số đều là những người đã nghỉ hưu của chiến khu Tây Cảnh tuyến 1. Từng là những binh sĩ dũng mãnh giết địch trên chiến trường. Đương nhiên, trong đó cũng có một số khác. Nhiều năm không có thành tựu gì, nhưng quân công lại lấy không ít. Không chi là chiến khu Tây Cảnh, còn có một số người Võ Tiêu không quen cũng tới. Họ ở chiến khu khác. Đại đa số đều đang bàn luận công việc hiện tại. Một bộ phận đã đổi nghề làm việc khác. Nhưng hầu hết đều gia nhập công ty bảo vệ hoặc vệ sĩ. Tiêu điểm tụ họp lần này là Võ Tiêu. Tuy có không ít nữ giới. Nhưng Võ Tiêu xinh đẹp hơn người, đặc biệt là sau khi trang điểm một chút, không kém gì Minh Tình. Tất nhiều chiến hữu nam cũng có ý với Võ Tiêu. Trước kia khi ở quân đội, mọi người đều không dám chọc vào nữ Diêm La này. Bây giờ thì khác. Võ Tiêu, tôi nghe nói cô cũng vào công ty vệ sĩ rồi. Mọi người hỏi. Đúng thế, tôi là vệ sĩ tư nhân. Võ Tiêu trả lời. Lương lậu thì sao, tôi đoán chắc cũng tầm 7, 8 triệu nhỉ. Võ Tiêu phóng khoáng nói, có thể tôi khá may mắn, lương tôi 300 triệu, đủ mua nhà mua xe. Kỳ cơ. Mọi người đều không thể tin nổi. Mức lương của Võ Tiêu khiến mọi người hoảng hồn. Khiến những người có ý với Võ Tiêu đều bắt đầu rút lui. Võ Tiêu, sếp cậu còn tuyển người không? Bọn tôi cũng được đói. Mọi người nói. Để tôi hỏi chút nhé. Võ Tiêu ra ngoài, gọi điện cho Diệp Quân Lâm, hỏi anh có cần người không? Được, tôi muốn lập một đội bảo vệ giỏi, đúng lúc thiếu người. Diệp Quân Lâm vốn định tham gia tụ họp chiến hữu, không ngờ Võ Tiêu lại đề xuất ý này, đúng với ý anh. Sau khi Võ Tiêu nói điện thoại xong, nói cho mọi người, ông chủ cô nhất định sẽ tự mình chọn người. Khiến mọi người rất vui mừng. Dần dần, người tham gia tụ hội càng dần càng nhiều. Cảnh Bắc, cảnh Đông, cảnh Nam đều có hết. Hơn 100 người. Mọi người ngồi quây lại, nói chuyện mãi rồi bắt đầu bốc phét. Đặc biệt là đám người cảnh Bắc. Bắt đầu phét lác về quân công. Lúc đó, mấy người chúng tôi đã phá bộ chỉ huy của địch, đạt được quân công hạng nhất. Chúng tôi còn được quân công hạng 3 về tập thể đó. Còn có một lần, trận địa cả đoàn mất hết. Chỉ có chúng tôi trụ lại, chủ yếu là nhờ vào mấy người chúng tôi lại đạt quân công hạng nhất lần nữa. Chúng tôi thật ra cũng bình thường thôi, cũng chỉ được hạng nhất 2 lần, hạng 2 5 lần, hạng 3 8 lần mà thôi mấy người vừa nói, còn bày hết mấy huy chương ra. Chiến tích đều bị thay thế khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Võ Tiêu lại rất ghét kiểu đó. Huy chương thì rất nhiều người ở đây cũng có, mà có ai lấy ra đâu. Đáng tiếc thật. Còn có một lần hạng đặc biệt, nhưng lại bị một tên nhóc bên tôi lấy mất rồi đúng đấy, tình báo đó rõ ràng là chúng ta phát hiện, nhưng lại bị thằng nhãi đó lấy mất công. Tôi hận nó chết được, nếu không phải tại nó, tôi đã sống tốt hơn giờ nhiều rồi. Mấy người họ bất mãn nói. Sau một hồi bốc phét, mọi người mới biết tên của họ. Lần lượt là Phùng Tử Thạc, Lý Tưởng và Vương Canh Long. Điều mà Võ Tiêu không ngờ được là... Hóa ra mấy người này lại là chiến hữu của Diệp Quân Lâm. Ngày trước, Diệp Quân Lâm bị điều tới cảnh Bắc bí mật. Mới đầu, anh chỉ là một tiểu binh. Vừa hay cùng một đội với đám trước mặt Võ Tiêu. Mà công lao quân công hạng nhất và những thứ khác thực ra không liên quan gì tới họ. Đầu nhờ Diệp Quân Lâm liều mạng giành được. Là Diệp Quân Lâm liều mình phá hủy cục chỉ huy của địch, mấy người này chạy tới nhận công. Trận địa toàn đội mất, chỉ có bên họ là giữ được. Cũng nhờ có Diệp Quân Lâm, mấy người này cướp công. Nhiều lần được công, đều nhờ có Diệp Quân Lâm hết, họ không làm gì cả, chỉ tới ăn hôi. Ba người này đều là hạng ham ăn lười làm, nhà họ muốn tống đi nên mới cho tổng binh. Tuy mặc quân phục nhưng tấm lòng lại không ở quân doanh. Có được đặc quyền không nói, không chịu tập luyện, thường hay gây chuyện, đánh trận thì ham sống sợ chết. Chưa tổng binh được mấy hôm nhưng lại lấy được không ít quân công. Ban đầu Diệp Quân Lâm cũng không hiểu,
vinh dự vốn thuộc về mình sao tự nhiên lại rời vào tay người khác. Vẫn may, anh không quan tâm tới mấy thứ vinh hoa đó. Cho nên công trạng cho cả ban, cho một phòng, anh cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng những người này lại mưu mô. Anh xông pha tiền tuyến, ba người họ ở sau lấy công. Lần được hạng công đặc biệt, Diệp Quân Lâm chưa nhường, họ đã thù hận. Nếu như có hạng đặc biệt này, sau khi nghỉ hưu họ sẽ có nhiều quyền lực hơn. Mấy năm nay, không chỉ không cảm ơn, họ còn sỉ nhục Diệp Quân Lâm. Lần này, nghe nói Diệp Quân Lâm ở Kim Lăng, họ cố ý mời Diệp Quân Lâm tới buổi họp mặt chiến hữu. Thực ra, chuyện quân công, Diệp Quân Lâm hoàn toàn có thể truy cứu. Nhưng nghĩ tới chiến hữu hồi xưa của mình, Diệp Quân Lâm cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong đó lập tức có người đề nghị, tôi cảm thấy khi gặp thủ trưởng Tần Uyên, nên để ba đồng chí Phùng Tử Thạc đi. Mọi người nhìn nhau, lập tức đồng ý, đúng đó, quân công của ba người họ nhiều nhất, lại ưu tú, nên để ba vị đó đi, đại biểu cho chúng ta đi gặp thủ trưởng Tần Uyên. Về chuyện này, ai cũng đồng ý, không có kháng nghị nào. Ba người Phùng Tử Thạc lập tức ngẩng đầu đắc ý. Rất nhanh, Diệp Quân Lâm đã cầm thiệp mời tới khách sạn. Võ Tiêu thấy anh, đang định nói. Không ngờ ba người Phùng Tử Thạc lại tiến lên. Lão Diệp, cuối cùng anh cũng đến. Các anh em đợi anh lâu lắm rồi. Ba người Phùng Tử Thạc ôm anh, giả vờ thân mật. Giới thiệu với mọi người, đây là Diệp Quân Lâm, hồi trước cùng ban với chúng tôi. Chính là anh ta lấy huân chương đặc biệt đi đấy. Mấy anh đây vẫn nhớ này. Ba người Phùng Tử Thạc cười, ánh mắt lại rất bất mãn. Anh em nghe nói anh đang làm bảo vệ hả? Vương Canh Long đập mạnh lên vai cậu. Trong bao nhiêu chiến hữu ở đây, chỉ có cậu là sống tệ nhất. Sao lại thành bảo vệ thế này? Đáng ít cũng phải là vệ sĩ của công ty bảo vệ gì đó chứ. Đúng, bên chúng ta có một nữ chiến hữu, cô ấy đó, Võ Tiêu, làm vệ sĩ, một năm lương 300 triệu, mua nhà mua xe. Lý Tưởng chỉ Võ Tiêu. Võ Tiêu ngại ngùng đứng lên, nhìn Diệp Quân Lâm mà cười gượng. Cô cũng không ngờ, những người này lại là chiến hữu của Diệp Quân Lâm. Người anh em, cậu làm chiến khu cảnh Bắc chúng ta mất mặt đó. Phùng Tử Thạc cười. Diệp Quân Lâm không tiếp lời, ánh mắt lại rơi vào huy chương trên bàn. Thầy Diệp Quân Lâm nhìn, ba người Phùng Tử Thạc bỗng hơi ngại ngùng. Họ đương nhiên hiểu mấy cái huy chương này là thế nào. Mấy thứ này đáng lẽ ra nên thuộc về Diệp Quân Lâm. Không có quan hệ gì tới họ hết. Nhưng ba người họ cứng đầu nói, sao? Hâm mộ à, lúc trước anh đi theo chúng tôi lập công, những huy chương này cũng có một phần của anh. Còn lén lút lấy đi hạng nhất của chúng tôi, không gặp cậu, hóa ra vẫn chỉ là bảo vệ. Chúng tôi có nhiều huy chương như vậy, thiếu một huy chương hạng nhất là hoàn hảo rồi, đáng tiếc. Những người khác cũng lạnh lùng nói, đồng chí, anh làm vậy là không đúng. Đều cùng một đội, anh lại giành hạng nhất của người ta thì không thích hợp rồi. Diệp Quân Lâm cười mỉa mai nói, đó là do tôi lập công có được, liên quan gì tới bọn họ. Anh lập công có được, đúng là nực cười, tôi không tin. Tôi cũng không tin. Mọi người ai cũng không tin Diệp Quân Lâm. Người ta có thể cầm được nhiều huy chương như vậy chứng minh người ta có năng lực cầm được huy chương hạng nhất. Trái lại là anh, ngoại trừ huy chương hạng nhất, còn có huy chương nào khác sao? Mọi người nhao nhao hỏi. Ba người Phùng Tử Thạc cũng cười diêu cợt hỏi, đúng vậy, ngoại trừ huy chương đó, chắc anh không có cái khác nhỉ? Sao, các người chắc chắn muốn so huy chương với tôi à? Diệp Quân Lâm vui vẻ hỏi. Lúc đầu, anh đã sớm quên chuyện này. Nhưng đối phương lại hùng hổ dọa người như vậy. Anh cần phải xử lý chuyện cũ năm xưa này. Ha ha, dám so huy chương với tôi. Điên rồi à? Ba người đám Phùng Tử Thạc cười ra tiếng. Nếu như Diệp Quân Lâm có nhiều huy chương như vậy thì sẽ không ở đây làm bảo vệ. Lúc trước Diệp Quân Lâm bị trọng thương, rời khỏi đại đội của bọn họ. Bọn họ cho là, kiếp quân nhân của Diệp Quân Lâm đã kết thúc từ đó. Nào biết mới anh vừa được chuyển đến bộ đội bí mật. Diệp Quân Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Bắc Phương, là tôi, cầm một vài huy chương của tôi đến nhà hàng Hải Yến. Ha ha ha! Phùng Tử Thạc và những người khác lại càng cười to hơn. Anh có bao nhiêu huy chương mà còn phải gọi người đưa tới? Đúng là nực cười. Vương Canh Long cười mỉa mai liên tục. Những chiến hữu khác cũng nhao nhao cười.
Bọn họ cho là đang xem một vở kịch hay. Quan trọng là huy chương của ba người Phùng Tử Thạc quá nhiều rồi. Đứng đầu cả đám. Người khác ưu tú nhưng còn không được bằng nửa họ. Chứ đừng nói chỉ là so huy chương. Đây đúng là tự làm khổ mình. Huống chỉ còn là Diệp Quân Lâm kém hơn bọn họ nhiều. Nhìn một màn này, Võ Tiêu như kiến bò trên chảo nóng, mồ hôi lạnh ướt sũng người. Cô rất muốn nói cho đám người này biết thân phận thật sự của Diệp Quân Lâm, nhưng thấy Diệp Quân Lâm nghiêm túc như vậy, cô chỉ đành ngồi chờ. Thấy dáng vẻ đắc ý của đám Phùng Tử Thạc, Diệp Quân Lâm hỏi, lấy đi huy chương vốn thuộc về tôi, lương tâm các người vẫn còn yên ổn sao? Chẳng lẽ các người không có một tia áy náy nào à? Tối, rõ ràng ba người họ cũng chần chừ một lúc. Nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, bọn họ mặt không đỏ tim không đập mạnh nói, anh nói bậy. Những huy chương này đều là chúng tôi dùng mạng đổi lấy, tất cả đều có hồ sơ ghi chép lại, cho dù có tra xét thế nào cũng là do chính chúng tôi có được. Có liên quan gì đến anh? Diệp Quân Lâm, anh quá vô liêm sỉ rồi. Huy chương của chúng tôi mà anh cũng dám nói là của mình. Những người khác cũng là vào trước là chủ, cho rằng Diệp Quân Lâm là kẻ mặt dày không biết xấu hổ. Anh có còn là quân nhân của Việt Nam không? Chúng tôi đúng là xấu hổ thay cho anh. Vậy mà lại vì mấy chiếc huy chương, thậm chí còn không thuộc về mình. Những người khác nhao nhao nổi giận. Sao cảnh Bắc chúng ta lại có một kẻ không biết xấu hổ như anh chứ, không phục thì đánh một trận đi. Người có cơ thể cao to nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Võ Tiêu kịp thời giải vây, mọi người đều là chiến hữu, làm loạn thì mất vui, cần gì phải vậy chứ. Hừ, nể mặt Võ Tiêu, không phải anh ta nói cho người mang huy chương tới sao? Nếu anh ta không mang ra được, xem tôi làm thế nào xử lý. Người kia cả giận nói. Tất cả mọi người đều chờ huy chương mà Diệp Quân Lâm nói đến. Bắc Phương mặc một bộ quần áo ngày thường nhanh chóng đi tới, ôm trong ngực một chiếc vali màu xanh lâm đội có mật mã. Ra ầm, tiếng vang đặt lên bàn khiến cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bắc Phương nhỏ giọng nói, huy chương nhiều quá nên tôi phải mang theo một cái dương. Những huy chương này của Diệp Quân Lâm vẫn luôn do Bắc Phương bảo quản. Đơn giản là cực kỳ nhiều. Diệp Quân Lâm lắc đầu, không sao, đủ rồi. Cuộc đối thoại của hai người khiến đám người kinh hãi. Có bao nhiêu huy chương chứ? Mà cần vali lớn như vậy, còn có cả mật mã. Có điều, Phùng Tử Thạc cười lớn, cất giọng mỉa mai, có gan thì mở ra, tôi không tin trong đó chứa huy chương. Đúng, cầm cái vali này ra dọa ai chứ? Lý Tưởng và Vương Canh Long đương nhiên cũng không tin. Diệp Quân Lâm bị thương xuất ngũ sớm như vậy, ngoại trừ được huy chương hạng nhất thì không còn cái nào khác. Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua Bắc Phương, ra lệnh, mời. Sau khi Bắc Phương điền mật mã, âm thanh vali mở liền vang lên. Nhiều như vậy. Khi thấy trong vali đặt trên bàn có 100 chiếc huy chương, toàn bộ mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Ngay cả Phùng Tử Thạc và hai người còn lại cũng luống cuống. Đây là thật đấy à? Nếu như là gì thì làm sao đi tìm được nhiều huy chương trong một thời gian ngắn như vậy? Huống chi Diệp Quân Lâm còn cho người mang tới, giống như thật vậy. Diệp Quân Lâm lấy ra một chiếc huy chương màu đen. Huy chương công trạng hạng nhất. Vẻ mặt đám người đều sững lại, kinh ngạc nói. Diệp Quân Lâm cười, cái huy chương này chính là thứ mà tôi cướp đi trong miệng các người. Lạch cạch. Diệp Quân Lâm đặt lên bàn. Anh lại lấy ra một chiếc huy chương màu đen.